tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 661, đúng vậy, chúng tôi là bạn trên mạng. Thế thì tốt quá, sau khi chúng tôi đến sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi bắt tay vào công tác chuẩn bị quay phim ngay. Giọng nói trong điện thoại nghe có vẻ rất vui mừng. Vất vả cho mọi người rồi." Tống thư hàng cười nói. Sau khi Hàn Huyên thêm một số vấn đề khác thì Tống thư hàng cúp điện thoại. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tống Thư Hàng mới cảm thấy có gì đó là lạ. Hiệu suất của đoàn phim này có vẻ rất cao, vừa đến đã muốn chuẩn bị để quay phim luôn rồi. Nếu tất cả đều được tiến hành thuận lợi thì có phải là quay ngay trong hôm nay được luôn không? Mình nhớ hình như hôm qua Bạch Tiền Bối có nói cái gì, hình như Bạch Tiền Bối thuận miệng bảo là nếu ngày mai chúng ta có thể quay phim ngay thì tốt biết mấy. Thì phải, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Chắc nguyên nhân không phải là do Bạch Tiền Bối đó chứ tuy hắn vẫn biết trong một số khía cạnh thì bạch tiền bối may mắn đến mức đáng sợ thế nhưng đây đã là muốn gì được nấy rồi chắc chỉ là trùng hợp thôi lúc này cao mỗ mỗ tò mò hỏi thư hàng mày vừa tán gẫu với ai đấy tuy hắn không nghe thấy bên kia nói gì nhưng lại nghe thấy tống thư hàng nhắc tới kịch bản với đối phương chẳng lẽ là đoàn làm phim sao audio điện tử võ tấn bền Đoàn làm phim vừa gọi cho tao, họ hỏi là kịch bản viết xong chưa. Mặt khác, bọn họ bảo là đang trên đường đến đây rồi, tầm nửa tiếng nữa là đến địa khu Giang Nam để chuẩn bị bước đầu cho việc quay phim. Tống Thư Hàng nói. Nói cách khác, kịch bản này sẽ lập tức được quay thành phim sao? Cao mỗ mỗ hơi kích động, tiểu thuyết mình viết được chuyển thể thành phim chính là tâm nguyện của các tác giả đó. Tuy rằng Tống Thư Hàng và mấy người bạn kỳ lạ của nó có lẽ chỉ quay phim chơi vậy thôi cũng không biết trình độ của đoàn phim thế nào, thế nhưng chỉ cần có thể quay thành phim thì cao mỗ mỗ đã cảm thấy rất thành tựu rồi. Đúng vậy, chờ đoàn phim Jacob đến đây, đạo diễn Jacob xem kịch bản xong thì sẽ sắp xếp nhân viên làm chuẩn bị bước đầu, sau đó là có thể quay phim rồi. Đương nhiên là địa điểm quay chụp thì còn phải chọn, có lẽ phải lấy cảnh ở nhiều nơi đấy. Tống thư hàng đáp, hắn là một người ngoài nghề nhưng cũng biết quay phim không phải là một chuyện đơn giản. Diễn viên, phục sức lựa chọn bối cảnh đạo cụ ghi âm hậu kỳ cắt nối biên tập phụ đề hiệu ứng kỹ xảo lồng tiếng còn có cả bgm nữa rồi còn nhạc đầu phim và nhạc cuối phim tất cả những thứ đó đều cần dân chuyên nghiệp chuẩn bị không biết là trong đoàn phim mà linh điệp tôn giả phái tới có đội ngũ này không giả sử có vấn đề thật thì cũng không sợ nhiều vị tiền bối trong nhóm cửu châu số một có nhà sản xuất phim riêng dưới danh nghĩa của mình lắm đạo diễn jacob sao hình như tao thấy cái tên này nghe quen quen. Cao mỗ mỗ lẩm bẩm. Tống Thư Hàng bật cười. Để tao xem kịch bản cái đã. Đúng rồi, tao còn phải gọi nhóm bạch tiền bối qua đây rồi sửa sang các nhân vật một chút, xem mọi người muốn diễn nhân vật nào. Diễn viên là đám tụi mình hết à? Cao mỗ mỗ nghi hoặc hỏi. Ừ, phần lớn là người của mình, đương nhiên là còn cần thêm rất nhiều diễn viên phụ để diễn người qua đường nữa, nhưng thôi cái này không vội nói không chừng còn mời thêm ngôi sao nào đó ấy chứ. Tống Thư Hàng nói đến nhân vật thì đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. À Cao Mỗ Mỗ này, tao nhắc mày cái này nhé. Vụ gì? Cao Mỗ Mỗ hỏi. Nhân vật chính trong bộ phim này không phải tao diễn đâu. Ha ha ha. Tống Thư Hàng nói. Hở. Cao Mỗ Mỗ trợn mắt, đừng đùa, hắn viết kịch bản ngược nhân vật chính chết đi sống lại, là vì lấy tiền để Tống Thư Hàng là nhân vật chính, đấy. Bây giờ kịch bản viết xong hết rồi, Tống Thư Hàng lại bảo là không phải hắn diễn vai chính sao? Nếu Tống Thư Hàng không diễn vai chính thì nhân vật cao thăng sư huynh tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa? Không thể nhét hành Tống Thư Hàng trong phim thì còn là thú gì nữa? Thế, thế vai chính là ai? Cao Mỗ Mỗ hỏi. Khi họ đang nói chuyện thì thấy Bạch Tôn giả mặc áo ngủ, đeo tai nghe, vừa lẩm bẩm hát vừa đi về phía này. Kia, vai chính đến kìa kìa. Tống Thư Hàng chỉ chỉ Bạch Tôn Giả rồi cười nói. Cao Mỗ Mỗ quay sang nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Bạch Tôn Giả tò mò nhìn lại rồi vẫy tay với mọi người. Chào cả nhà, buổi sáng tốt lành. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối buổi sáng tốt lành. Thôn Vân Đại Sư. Chào buổi sáng, Bạch Tiền Bối. Cao Mỗ Mỗ vội vàng quay sang túm chặt lấy Tống Thư Hàng. Thư Hàng à, tao quyết định rồi. Tống Thư Hàng gì? Tao sẽ giao nhân vật Cao Thăng Sư Huynh cho mày. Cao mỗ mỗ nói chân thành tha thiết. Mình diễn Cao Thăng Sư Huynh, sau đó nhét hành đánh đấm cái người họ, bạch, này, đây hoàn toàn không phải là điều hắn muốn đâu. Nếu đổi bạch thành tống thư hàng thì hắn khẳng định là mình sẽ ra sức mà tẩn sướng tay, thế nhưng là bạch thì hắn không thể xuống tay cho nổi. Tống thư hàng, gạch nối, quyết định thế đi nhá, tao cũng nghĩ xong nhân vật của tao rồi chẳng phải mày nói mày có cả tá giấy đăng ký xe muốn mang ra làm đạo cụ hay sao? Cứ giao cho tao, trong chuyện của tao có thằng công tử ăn chơi, hắn có nhiều xe xịn lắm. Trong chuyện, hắn sẽ uống say rồi bất cần đâm vào nhân vật chính, cuối cùng nhân vật chính không sao nhưng công tử ăn chơi lại tèo, và khéo làm sao, hắn trở thành khí linh của nhân vật chính. Tao cảm thấy nhân vật này đúng là Donnie đóng giày cho tao luôn. Để tao diễn cho. Cao mỗ mỗ vỗ ngực nói. Tống thư hàng. Lúc này, Bạch Tôn giả tháo tai nghe xuống rồi sắp lại, tò mò hỏi. Đang nói về tình tiết chuyện đấy à? Kịch bản xong chưa? Thôn Vân Đại Sư đáp. Thôn Vân Đại Sư đáp. Không vụ sự kỳ vọng của Bạch Tiền Bối, ta và Cao Mỗ Mỗ Tiểu hữu đã thức trắng đêm qua, viết xong câu chuyện và chuyển thể thành kịch bản phim rồi. Bạch Tiền Bối nghe thấy thế thì mắt sáng ngời lên. Xong kịch bản rồi à? Đâu đâu, cho ta xem với. Tống Thư Hàng giơ máy tính trong tay lên. Kịch bản và chuyện gốc đều ở đây, chúng ta xem xong chọn nhân vật ra, sau đó xác định diễn viên đi. Tống Thư Hàng mở chuyện gốc ra, mọi người vừa xem câu chuyện, vừa thảo luận về diễn viên. Các nhân vật lên sàn trong cảnh đầu tiên. Người đầu tiên xuất hiện chính là nhân vật chính, đệ tử không vân phái lăng dạ, do Bạch Tôn giả thủ vai. Sau đó là nam phụ số 1, Cao Thăng Sư Huynh, tạm thời do Tống Thư Hàng diễn tiếp đến là nữ chính số 1, đại sư tỷ mộ dung họa. Còn có trưởng lão không vân phái chủ trì cuộc thi đấu lôi đài giữa các đệ tử bát tí kiếm thánh, xuất hiện khá nhiều ở phần sau. Còn một vài đệ tử vây xem và ba sư đệ su nịnh đi theo cao thăng sư huynh nữa. Bạch tôn giả hỏi, ai diễn nhân vật đại sư tỷ thì hợp nhỉ? Để ta, để ta. Một giọng nói vang lên, Tống Thư Hàng quay đầu sang nhìn thì thấy Bạch Hạc chân Quân đã đứng sau lưng mọi người từ lúc nào. Tô Thị A thập lục, Ngư Kiều Kiều và Thiên Nhai tử đạo trưởng đi cùng với hắn. Lúc này Bạch Hạc Trân Quân rất đỗi chờ mong, hắn đã xem kịch bản rồi, sư tỷ chính là mối tình đầu của nhân vật chính Bạch Tôn giả đó nha, hắn cảm thấy vai này không còn ai hợp hơn nó nữa. Người không hợp, Bạch Hạc. Bạch Tôn giả nói, Bạch Hạc muốn diễn sư tỷ thì ít nhất cũng phải chuyển giới thành nữ đã, rồi mới có cơ hội. Bạch Hạc Trân Quân ăn một phát bạo kích vạn tấn. Tống Thư Hàng xoa cầm, thực ra hắn cảm thấy biệt tuyết tiên cơ sẽ rất hợp với vai này. Thế nhưng đáng tiếc là biệt tuyết tiên cơ đã rời khỏi địa khu Giang Nam, trở về chuẩn bị thực tiên yến của cô ấy, đặng mượn thịnh yến giới tu chân để phân cao thấp với bạch tôn giả rồi. Thế là tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống nữ tu bình thường duy nhất ở đây Tô Thị A Thập Lục. Ta không hợp với nhân vật này đâu, nhân vật sư tỷ này cần một người có vẻ ngoài trưởng thành một chút diễn mới đúng. Tô Thị A Thập Lục thở dài tuy không muốn thừa nhận nhưng vẻ ngoài của cô đúng là hơi trẻ con. Xong, không sao hết, con người sẽ lớn lên mà. Vậy ghi nhân vật này ra, tí nữa gửi lên nhóm cửu châu số 1 xem có ai nhận diễn không. Bạch Tôn giả nói, Tống Thư Hàng, vậy nhân vật bát tí kiếm thánh trong cảnh đầu thì giao cho ai? Bạch Tôn giả nói, nói đến tám tay thì, ngoài hắn ra không còn ai khác. Tống Thư Hàng, ai cơ, Tô Thị A thập lục. Cổ Hồ Quan Chân Quân tiền bối, hắn vừa tu luyện bát tí thần thông, vừa là cao thủ dùng kiếm. Thế để ta hỏi Cổ Hồ Quan Chân Quân tiền bối một chút xem hắn có muốn diễn nhân vật này không. Tống Thư Hàng ghi vào sổ tay. Hắn vừa nói xong thì đột nhiên thấy bạn thân Cao Mỗ Mỗ bên cạnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cao Mỗ Mỗ cảm thấy hình như thằng bạn Tống Thư Hàng nhà mình bị thần kinh. Lúc trước, khi Tống Thư Hàng gọi Bạch Tôn Giả là bạch tiền bối, thì cao mỗ mỗ còn có thể chấp nhận được. Tuy rằng ở thời hiện đại mà gọi tiền bối, thì hơi kỳ kỳ, thế nhưng vì mị lực của bạch tiền bối quá lớn, cho nên cao mỗ mỗ đã xem nhẹ cách gọi này theo bản năng. Nhưng sau này thì, cái tên muốn diễn sư tỷ kia tên là Bạch Hạc. Cô em nhỏ sinh kia, tên là Tô Thị A Thập Lục. Hôm qua khi đang uống rượu, hắn đã cảm thấy tên gọi của bạn bè Tống Thư Hàng có vấn đề, thế nhưng hắn uống quá nhiều, say bét nhẹ, cho nên căn bản không nghĩ quá phức tạp. nhưng bây giờ nghĩ lại thì chẳng có cái tên nào bình thường cả. vừa rồi tống thư hàng còn gọi một người là cổ hồ quan chân quân nữa chứ. mấy cái cách gọi này nghe ngượng tai chết đi được. tống thư hàng chỉ cần liếc mắt là biết ngay thằng bạn mình đang nghĩ gì. ban nãy hắn nói sai xưa quá, quên bén mất là cao mỗ mỗ vẫn đang ở đây. cao mỗ mỗ, đừng hiểu lầm, đấy là tên thân mật bọn tao dùng trong nhóm thôi. Tống Thư Hàng nói: Trước kia họ còn toàn gọi tao là thư sơn áp lực đại kia. Cao Mỗ Mỗ hiểu ra. Mọi người là bạn trên mạng à? Có thể nói vậy. Tống Thư Hàng đáp: Thì ra là thế. Cao Mỗ Mỗ nghĩ thông ngay, bảo sao lại dùng mấy cái tên buồn cười thế, hóa ra là bạn trên mạng. Nếu là bạn trên mạng thì dễ giải thích rồi. Tống Thư Hàng nói tiếp: Mình nói tiếp đi, sau đó Sư tỷ lấy phong xuyên tử ai diễn phong xuyên tử đây? Tốt nhất là người nào xứng đôi với đại sư tỷ mộ dung họa ấy, tìm một đôi vợ chồng diễn đi. Tô Thị A thập lục nói, cô cũng sửa từ, đạo lữ song tu, thành, đôi vợ chồng, một cách tự nhiên. chương 662, Thư Hàng Tiểu hữu Vĩnh Viễn Lưu Truyền Tìm một đôi đạo lữ song tu đến diễn đại sư tỷ mộ dung họa và phong xuyên tử có thể tránh việc các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một ngượng ngập khi quay phim. Hơn nữa, khi vị tiên tử trong đôi đạo lữ song tu diễn cảnh tình cảm với bạch tôn giả thì sức chống cự với mị lực của bạch tôn giả có lẽ sẽ cao hơn một chút, sẽ không phải sợ diễn một hồi thì kịch giả tình thật rồi yêu bạch tiền bối luôn. Ý kiến của Tô Thị A Thập Lục được mọi người nhất trí tán thành. Vậy, trong nhóm cửu châu số một có vị nào là vợ chồng không? Tống Thư Hàng hỏi. Từ lúc vào nhóm cửu châu số 1 tới nay, hình như hắn chưa bao giờ thấy đôi đạo lữ song tu chính thức nào trong nhóm thì phải. Có Đông Phương Lục Tiên tử được Lưu Long tu sĩ theo đuổi, thế nhưng hai bên vẫn còn đang trong giai đoạn thử yêu chứ chưa xác định quan hệ nam nữ. Tô thị A thập lục đáp, trong nhóm có mấy đôi vợ chồng đấy, thế nhưng bây giờ họ đều đang bế, đang đi tuần trăng mật, trong thời gian ngắn chắc là không về đây đóng phim đâu. Ngư Kiều Kiều nói, thực ra cha mẹ ta hợp lắm đấy, nhưng mà cách đây không lâu mẹ ta lại giận dỗi, không thèm nói chuyện với cha ta nữa rồi. Còn mấy mẹ nhỏ của ta thì ta không đề cử, họ không hợp với thẩm mỹ quan của ta. Cao mỗ mỗ kinh ngạc nhìn ngư kiều kiều, không ngờ ba của ngư kiều kiều cô nương không chỉ là một người siêu giàu mà lại còn cưới đến mấy bà vợ, đúng là người đứng trên đỉnh nhân sinh mà. Lúc này, Tống Thư Hàng nói, hay là chúng ta gửi kịch bản và chuyện gốc lên nhóm cửu châu số 1 cho mọi người xem, rồi tự mọi người chọn vai diễn luôn nhỉ. Bọn họ không phải là một đoàn phim nghiêm túc tuyển diễn viên, không cần phải phô hết cả đám nhân vật ra rồi chọn diễn viên đúng theo nhân vật đâu nhỉ?" Bạch Tôn giả nói, "Để ta gửi lên cho." Bạch Tiền Bối cầm notebook, đăng nhập tài khoản vào phần mềm chat. Ngư Kiều Kiều vội vàng liếc mắt quyến rũ với Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ nghi hoặc ngẩn ra, rồi sau đó tiến vào trạng thái thất thần đây là thiên phú mị hoặc của ngư nhân, Ngư Kiều Kiều được thừa kế năng lực này từ mẹ của cô tin tức trong nhóm cửu châu số 1 đề cập đến rất nhiều tiền bối trong giới tu chân. Tống Thư Hàng vào nhầm là một ngoại lệ, trong tình huống bình thường, nếu không được sự đồng ý của Hoàng Sơn Trân Quân hoặc các quản lý viên khác của nhóm, thì không nên để cho cao mỗ mỗ nhìn thấy nội dung trong nhóm cửu châu số 1. Tôn giả mau chóng gửi file lên nhóm cửu châu số 1. Sau đó, Bạch Tôn giả nói trong nhóm. Mọi người đang âu nồ mau lên xem kịch bản một chút, xem mình có muốn diễn nhân vật nào không bộ phim của chúng ta sắp sửa khởi quay rồi. Người đầu tiên hiện thân hồi phục, quả nhiên vẫn là thánh đấu sĩ luôn luôn online trong nhóm cửu châu số một Bắc Hà Tán Nhân. Ồ, Ngư Kiều Kiều và Thư Hàng Tiểu hữu làm việc năng suất thế. Kịch bản mà cũng xong rồi cơ à, để ta xem xem trong này có nhân vật nào thích hợp với ta không nào. À đúng rồi, có nhân vật nào cho đồng quái diễn không? Ta muốn một nhân vật thích ngược đồng quái. Tống Thư Hàng rất tò mò, không biết bác Hà Tán Nhân lấy đâu ra lắm thời gian mà cả ngày lặn ngục trong nhóm cửu châu số 1 như vậy. Chẳng lẽ bình thường hắn không tu luyện sao? Hay là bác Hà Tán Nhân có mấy clone phân thân, khi bản thể đang tu luyện nghiêm túc thì đống clone đó sẽ cắm chốt trong nhóm cửu châu số 1? Lúc này thì bác Hà Tán Nhân đã mở file kịch bản ra xem phần mở đầu rồi. Cái đầu tiên mà hắn thấy chính là nhân vật chính lăng dạ bị cao thăng sư huynh ngược lên bờ xuống ruộng. Bác Hà Tán Nhân vui vẻ nói a à, còng bạch tiền bối lăng dạ này là nhân vật phụ hả nếu là nhân vật phụ thì cho đồng quái diễn được không rồi để ra diễn cao thăng sư huynh cho bạch tôn giả không đây là nhân vật chính do ta diễn đấy bác hà đạo hữu muốn diễn nhân vật cao thăng sư huynh à? bác hà tán nhân sợ quéo cả tay vào phim nhét hành bạch tôn giả chán sống rồi hà thế là hắn vội vàng trả lời ha 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 không đâu ta chỉ nói chơi thế thôi ta đọc kịch bản tiếp đây. Mà nói chứ, lúc đó thì ai diễn nhân vật này đây nhỉ? Ai diễn chết người đó luôn, đợi bao giờ quay phim xong, hắn phải mang cái vòng hoa mới được. Trên vòng hoa đó, bên trái sẽ viết, xả thân vì người khác, bên phải sẽ viết, vĩnh viễn được lưu truyền, để tưởng niệm vị đạo hữu nào xả thân vì người khác, cam tâm gánh vác nhân vật cao thăng sư huynh, cứu các đạo hữu khác trong nhóm cửu châu số một tránh được một kiếp. Tống Thư Hàng thở dài tiếc nuối, nếu ban nãy bác Hà Tán Nhân đồng ý thì có phải là tốt biết bao nhiêu không? Mà không biết tam lãng tiền bối bây giờ đang ở đâu? Nếu tam lãng tiền bối mà online thì nhất định là hắn sẽ có hứng với nhân vật cao thăng sư huynh lắm nhỉ? Bởi vì cái kiểu nhân vật tìm chết này là sở thích của cuồng đao tam lãng tiền bối mà. Lúc này, quản trị viên Hoàng Sơn chân Quân của nhóm Cửu Châu số 1 hiện thân. Ồ, xong kịch bản rồi à? Nhanh thế, bạch tiền bối, trong quá trình quay phim có chỗ nào cần ta giúp không? Nếu có thì cứ liên hệ thẳng với ta nhé, lúc nào ta cũng có thể hỗ trợ về các loại kỹ thuật, nhân lực và vật lực. Sau đó Hoàng Sơn Trân Quân sử dụng công năng A còng tất cả các thành viên trong nhóm. Bạch Tôn Giả Mim Vũ Nhu Tử tươi cười sán lạn được, có vấn đề gì ta sẽ liên hệ với Hoàng Sơn Đạo Hiếu. Trong kho của nhóm Cửu Châu số 1, trừ đống Mim Bạch Tôn Giả thì còn có Mim Vũ Nhu Tử và Mim Tống Tiền Bối mà Vũ Nhu Tử tải lên, Mim của các thành viên khác vẫn đang trong quá trình chế tác. Sau sự kiện mưa sao băng phi kiếm lần trước, số người dám to gan công khai dùng mim bạch tôn giả đã hiếm lắm rồi. Thế nhưng vẫn còn một vài người không sợ chết, thì thoảng lại thả mim bạch tiền bối. Thực tế thì bạch tiền bối đã không còn truy cứu vụ này nữa. Chỉ cần không phát điên spam mim đầy màn hình, thì ngài cũng không để ý đến việc các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một thả vài cái đùa vui chính ngài cũng tải mìm vũ nhu tử và mìm tống tiền bối về máy, thì thoảng lại dùng mấy tấm mà. a à, mìm tống tiền bối chính là mìm của tống thư hàng, trong đó là đủ kiểu biểu cảm hoảng sợ của tống thư hàng bị chụp lại khi phát bệnh sợ độ cao. Được công năng A còng toàn thể thành viên của Hoàng Sơn chân quân triệu hồi, các thành viên chuyên lặn mất xác trong nhóm cửu châu số một núi đuôi sủi tăm. Tạo hóa Pháp Vương. Đã nhận được, đang xem, bạch tiền bối đang ở chỗ ngư kiều kiều tiểu hữu à ta cũng đang ở địa khu Giang Nam đây, chờ buổi Livestream giữa trưa của ta chấm dứt, ta sẽ chạy qua đó hội họp với mọi người ngay. Diệt Phượng Công Tử, đang xem kịch bản và tìm nhân vật thích hợp với ta rồi. Gần đây ta rảnh lắm, PS, đề nghị tạo hóa đạo hiếu hạ miệng lưu tình, hai ngày trước buổi Livestream của ngươi đã tiến ba chục vạn người dân vô tội vào bệnh viện rồi đấy. Cổ hồ quan chân quân giật nảy mình. Gì cơ? bản quân mới bế quan có mấy ngày mà tạo hóa huynh đã phạm đại án động trời rồi sao? Đám không hiểu âm nhạc các người rõ là ngu ngốc. Tạo hóa Pháp vương cười đắc ý. Ta nói cho các người biết, bây giờ có ít nhất là 200 vạn người đang chờ ta Livestream, hóng mòn mỏi đến giữa trưa để nghe ta hát nhé. Các người không thể nào hiểu được mị lực cường đại trong âm nhạc của ta đâu. Lệ chi tiên tử, ta có thể đoán trước được một đại nạn sắp hàng lâm, có tận thế luôn không? Điền thiên đảo chủ. Các vị đạo hữu nào có bệnh viện trong tay thì chuẩn bị đón một đợt sóng thần bệnh nhân đi là vừa. Tạo hóa Pháp Vương vừa xuất hiện thì chủ đề trong nhóm cửu châu số một dường như đã bị bẻ lái xa tít. Tống Thư Hàng nhắc Bạch Tôn giả. Bạch tiền bối, cổ hồ quan chân quân lên kia, ngài hỏi thử xem hắn có muốn diễn nhân vật trưởng lão bát tí kiếm thánh kia không? Với còn phải hỏi xem trong nhóm cửu châu số một có đôi vợ chồng nào đang rảnh không nữa, hai vai đại sư tỉ mộ dung hỏa và chồng cô ấy là phong xuyên tử ưu tiên vợ chồng. Bạch tôn giả gật đầu rồi nhắn tin trong nhóm cửu châu số 1. A à, còng cổ hồ quan chân quân, gần đây rảnh không? Trong cảnh đầu phim có nhân vật bát tí kiếm thánh hợp với người lắm này. Bắc Hà Tán Nhân. Úi, bạch tiền bối khâm điểm nhân vật kia, hâm mộ quớ. Lệ chi tiên tử. Hâm mộ quớ cộng một tuyết lang động chủ. Hâm mộ quớ cộng hai phủ chủ thất sinh phù hâm mộ của cộng 3 đông phương lục tiên tử. Hâm mộ của cộng 4 đội hình được duy trì bền vững đến mấy chục tin nhắn chỉ trong nháy mắt. Tống Thư Hàng càng dám chắc là đám tiền bối tu sĩ trong nhóm cửu châu số một đều luyện clone phân thân đại pháp. Bằng không lấy đâu ra lắm người nhàn rỗi lặn ngụp trong nhóm cả ngày thế. Cổ hồ quan chân quân. Không thành vấn đề, để ta nhận vai bát tí kiếm thánh cho. Bây giờ ta sẽ khởi hành đến địa khu Giang Nam, tầm 2 tiếng nữa là tới đây chính là nhân vật được bạch tôn giả khâm điểm đó. Cổ hồ quan chân quân đang có thời gian rảnh rỗi. Đương nhiên là không cự tuyệt rồi. Nói không chừng còn nhân cơ hội được dính tí vận may ấy chứ. Bắc Hà tán nhân. Mặt khác, nói đến vợ chồng thì tuyết lang động chủ à, vợ chồng ngươi thích hợp với vai đại sư tỷ và chồng cô. Ấy đấy nhỉ, tuyết lang động chủ. Nhưng mà ta muốn diễn vai khác rồi, à, còng bạch tôn giả, trong cảnh hai khi nhân vật chính đến hôn lễ thì gặp một con mãnh thú bạo loạn làm cho hắn bị hôn mê chỗ này đổi thành một đám mãnh thú bạo loạn được không ta sẽ mang cả vợ con cháu chắt đến chơi luôn bạch tôn giả không thành vấn đề duyệt bắc hà tán nhân một khi đã thế thì ta chỉ còn nghĩ được đến hai người cuối cùng thôi a à còng dược sư đừng có lặn nữa chính là ngươi sang tử yên cô nương ta dám khẳng định cô đang dùng tài khoản của dược sư để ngó màn hình hai nhân vật này giao cho cô và dược sư nhé, được không? Dược sư, cứ để đó cho ta, bác hà tiền bối, ta sẽ thuyết phục dược sư cho. Giang tử yên, bác hà tán nhân, tiền bối, xong rồi. Bạch tôn giả, ai cần ngón cái tốt lắm, bác hà. Bác hà tán nhân, bạch tiền bối đừng khách khí, mặt khác, cao thăng sư huynh là ai diễn đó. Khi hỏi vấn đề này thì trong đầu bác Hà Tán Nhân đã có suy đoán rồi thư hàng tiểu hữu bạch tôn giả đáp quả nhiên thư hàng tiểu hữu vĩnh viễn lưu truyền ba chữ tống thư hàng dường như là kiêu hột của lưu huỳnh tiên tử lưu huỳnh tiên tử ủa chẳng lẽ thư hàng tiểu hữu về địa cầu rồi à hắn đâu chưa tới thời gian một tháng mà tống thư hàng hắn sợ vụ này nhất luôn đó tống thư hàng hít vào một hơi rồi đánh mắt sang nhìn bạch tôn giả ở bên cạnh may quá lần này có bạch tiền bối ở đây chắc là có thể cho Lưu Huỳnh Tiên Tử một lời giải thích thỏa đáng rồi. chương 663, Lệ Chi Tiên Tử muốn diễn nữ chính thứ hai. Ừm, Lưu Huỳnh Tiên Tử mà không nói thì suýt nữa ta cũng quên mất. Thư hàng thua cuộc thi máy kéo có tay cầm, còn chưa hoàn thành cái hẹn trừng phạt du hành vũ trụ một tháng với ta đâu đấy. Bạch Tôn giả xoa xoa cầm rồi lầm bẩm Tống Thư Hàng sợ hết hồn, chẳng lẽ ngay giây tiếp theo hắn sẽ lại bị phi kiếm dùng một lần ném biêu một cái vào vũ trụ à? hình như với tính cách của bạch tiền bối thì ngài ấy làm được thế thật đó đừng mà tuy là hắn rất thích vũ trụ trước đây hắn còn có nguyện vọng trở thành một nhân viên tàu vũ trụ đẹp trai kia thế nhưng bây giờ thì hắn không muốn vào vũ trụ nữa đâu hơn nữa hắn đã ở địa hạ thành trong thời quang thành của bích thủy các hơn một tháng rồi tống thư hàng bạch tiền bối thực ra trên ý nghĩa nào đó thì ta đã ở vũ trụ hơn một tháng rồi ngài nghe tôi giải thích đi Ngươi tiến vào bí cảnh loại thời gian chứ gì?" Bạch Tôn giả cười nói. "Tống thư hàng? Hả, Bạch Tiền Bối, sao ngài biết? Bởi vì không lâu sau khi ngươi tiến vào vũ trụ thì vạn lý phi độn phù mà ta cho ngươi đã bị kích hoạt." Bạch Tôn giả nói. Bạch Tôn giả vừa nói vừa nhắn tin trong nhóm cửu châu số 1. "A à, Còng Lưu Huỳnh tiên tử, việc thư hàng tiểu hữu ở trong vũ trụ một tháng đã hoàn thành rồi. Chuyện này có thể chấm dứt ở đây." "Ồ, Thế hả? Lưu Huỳnh tiên tử có vẻ rất thất vọng, bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô lại tái phát, Tống Thư Hàng không ở đó cho đủ một tháng thực tế thì cô lấn cấn trong lòng. Bạch Tôn giả cười khẽ một tiếng, rồi lấy di động ra gọi cho khốc lão nhân, bảo hắn là Tống Thư Hàng đã về địa cầu rồi, hắn không cần phải chờ Tống Thư Hàng trong khu thí luyện trên vũ trụ nữa, có thể về được rồi. Thế nhưng Bạch Tôn giả gọi mà không kết nối được. Hình như khốc lão nhân đang ở một nơi bị chặn tín hiệu, mà vì không biết chính xác vị trí của Khốc lão nhân nên cũng không thể sử dụng được pháp thuật thiên lý truyền âm. Mà thôi, đợi một thời gian nữa rồi liên lạc với hắn sau vậy. Bạch Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Khốc lão nhân đang kiên cường đi tới cổng lớn của Bích Thủy Các để bảo vệ tương lai của hắn. Một lát sau, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một nối nhau chọn lựa nhân vật của mình. Lệ Chi tiên tử, a à, còng Bạch Tôn giả, để ta diễn nữ chính thứ hai cái cô nữ quỷ linh nhi kia được không? Không hiểu sao ta lại rất thích nhân vật nữ chính này ấy. Bạch tôn giả, không thành vấn đề, nếu lệ chi tiên tử có thời gian thì đến đây nhanh lên nhé, có khi chúng ta sẽ bấm máy ngay hôm nay đấy. Nhanh thế cơ à, ta tới ngay đây. Lệ chi tiên tử cười hì hì rồi nói. Tống thư hàng đứng một bên xoa cằm. Khi nghe thấy lệ chi tiên tử muốn diễn nữ quỷ Linh Nhi thì trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Sư Tỷ trong bích thủy các. Tống thư Hàng nghĩ đến Diệp sư tỷ là vì hắn nhớ đến một việc. Khi đồng quái tiên sư dịch dung thành lệ chi tiên tử đi vào bích thủy các làm khách cùng với Đậu Đậu, Diệp sư tỷ lại cảm nhận được khí tức thân thiết trên người lệ chi tiên tử. Sư tỷ hình dung khí tức này thân thiết như là khí tức của mẹ vậy. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Lúc này, Bạch Tôn giả lên tiếng, "Thư Hàng, đừng ngây ra đó nữa, ghi vào đi, lệ chi tiên tử muốn diễn vai nữ chính thứ hai, Linh Nhi." ngại quá, ta hơi thất thần. Tống Thư Hàng vội vàng ghi tên lệ chi tiên tử vào danh sách diễn viên. Nhóm cửu châu số một lạc trần chân quân. Để ta diễn trưởng môn vô vi đạo nhân của không vân phái đi. Hắn dẫn cả môn phái ngăn cản cuộc tập kích của thế lực tà ma thần bí, mở một đường máu trong đám tà ma để bảo vệ hạt giống tương lai của môn phái mình. Cuối cùng bị đại quân tà ma bắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết, ta thích nhân vật này lắm luôn. Bạch tôn giả. Được thôi, Bắc Hà Tán Nhân. Không ngờ Lạc Trần Đạo Hữu lại thích nhân vật anh hùng bi tráng thế này đấy. Ha ha, có lẽ vì ngày thường ta chẳng thấy có gì quan trọng, cho nên mới thích kiểu nhân vật như thế đó. Lạc Trần chân Quân cười. Minh Nguyệt Kỷ thì Hữu Để ta diễn đồ đốc tà ma tà tướng Minh Nguyệt đã diệt không vân phái đi, nhân vật này có cảm giác tồn tại rất mạnh, ta nhất định phải diễn nó. Bạch Tôn giả. Được rồi, để ta bảo thư hàng ghi lại. Tống Thư Hàng gật đầu rồi ghi nhân vật tà tướng Minh Nguyệt vào danh sách, diễn viên, túy, cư sĩ. Bởi vì không hiểu tại sao, hắn đột nhiên không tài nào nhớ nổi chữ. Trong tên của Minh Nguyệt Kỳ thì hữu tiền bối là chữ gì? Hắn nhớ được chữ túy là vì mấy ngày nay say khướt suốt nên mới có ấn tượng đấy. Thôi tí nữa đi hỏi bạch tiền bối vậy. Lúc này trong nhóm lại có người lên tiếng. Diệt phượng công tử. Để ta diễn thần thú hộ sơn thôn thiên miêu của không vân phái đi. Nó mang theo tất cả truyền thừa của không vân phái, sau đó tìm thấy nhân vật chính, cuối cùng trở thành thần thú thủ hộ của nhân vật chính, ta thích nhân vật này. Với cả có thể giao vai địa ngục ma khuyển bên phe tà ma cho đậu đậu diễn được không? Trong cảnh cuối có đoạn thôn thiên miêu xé 10 cái đầu của địa ngục ma khuyển rồi nuốt sống nó luôn, ta cảm thấy diễn với đậu đậu, ta sẽ nhập vai lắm, nhất định là sẽ diễn cực kỳ đặc sắc. Bạch tôn giả A à, còng hoàng sơn chân quân, đậu đậu có diễn được không? không cần gấp lắm đâu, thời gian nó lên sàn cũng là lúc bộ phim quay gần xong rồi, chắc là không ảnh hưởng tới việc ngươi tổ chức hôn lễ cho nó chứ. Hoàng Sơn Trân Quân, được, ta đồng ý thay đậu đậu. Bạch Tôn giả, thế thì quyết định vậy đi. Đậu đậu à, Tống Thư Hàng cười ha hả, Diệt Phượng tiền bối cũng sắp đến đây rồi. Lúc này thì Bạch Hạc Trân Quân cũng tìm được một nhân vật thích hợp với hắn. Thư Hàng, cho ta nhân vật này đi. Bạch y kiếm khách của Thái Bạch Kiếm Tông, nam thứ hai, là bản thân và bạn rượu của nhân vật chính. Khi nhân vật chính rơi vào cảnh suy sút nhất vẫn ở bên âm thầm giúp đỡ và cổ vũ hắn, nhân vật này hợp với ta lắm này. Tống Thư Hàng gật đầu, đang định ghi Bạch Hạc chân Quân vào thì chợt nhớ ra thiết lập hoàn chỉnh của nhân vật này. Bạch y kiếm khách phạm bạch của Thái Bạch Kiếm Tông, ngụy nam thứ, bản thân và bạn rượu của nam chính, dáng người nhỏ nhắn, diện mạo thanh tú. Cuối cùng, lấy cao thang sư huynh, rồi chết trận cùng với cao thăng sư huynh trong trận đại quyết chiến với tà ma lật bàn tình tiết quái gở gì thế này dáng người nhỏ nhắn ôi hiểu rồi nhân vật này được cao mỗ mỗ viết ra cho bạn gái nhà y của hắn nhưng trong phim lại bắt hắn lấy bạch hạc chân quân á đừng 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 hắn không thể chấp nhận vụ này được thế là tống thư hàng nói với bạch hạc chân quân một cách cực kỳ nghiêm túc không được chân quân không thể diễn nhân vật này được vì sao bạch hạc chân quân hỏi ngược lại vất vả lắm hắn mới tìm được một nhân vật có thể làm bạn với bạch tiền bối trong phim dựa vào cái gì mà tiểu tử tống thư hàng này không cho hắn diễn ta thấy dáng người của bạch hạc tiền bối không đủ nhỏ nhắn nhân vật này để tô thị a thập lục diễn là hợp nhất tống thư hàng đề cử tiểu hữu ngốc nghếch ơi người hiểu về tộc ta quá ít rồi bạch hạc chân quân cười cao lãnh thế rồi hắn xòe tung ba đôi cánh trên lưng cả người sáng bừng lên dưới ánh sáng chói lóa, thân mình hắn thay đổi, biến thành một người có dáng dấp nhỏ xinh và mặt mày thanh tú. Trước khi tìm thấy tình yêu chân chính của cuộc đời thì tộc Bạch Hạc không chia giới tính. Cho nên sau khi tu thành hình người thì Bạch Hạc chân quân cũng có hai hình thái con người. Tuy đều là hình thái trung tính, nhưng một loại là trung tính thiên về phái nam, còn một loại là trung tính thiên về phái nữ. Hình thái dáng người bé sinh này chính là hình thái thiên về phái nữ của Bạch Hạc chân quân hơn nữa tô thị a thập lục dùng đao ta mới luyện kiếm này nhân vật bạch y kiếm khách này chỉ có thể thuộc về ta thôi bạch hạc chân quân dùng giọng nói trong vắt êm tai nói với vẻ dương dương tự đắc tống thư hàng thở dốc làm sao bây giờ hắn phải làm thế nào mới phản bác được bạch hạc chân quân đây bạch tôn giả gật đầu tốt lắm quyết định thế đi thế là nhân vật này được quyết định xong Tống thư hàng thề, nhất định phải ném cái nồi cao thăng sư huynh cho người khác diễn." Tô thị A thập lục cười hì hì, cô đã chọn được một nhân vật khác. Đó là đệ tử sống sót cuối cùng của Thái Bạch kiếm tông, Đao Vô Tích, cũng là đệ tử nữ duy nhất của môn phái này. Nữ đệ tử chọn luyện đao trong Thái Bạch kiếm tông làm cho cô có chút đồng cảm. Trong thiên hà Tô thị có hơn 10 loại công pháp tu chân cực phẩm, các trưởng bối cũng đề cử cho cô luyện mấy loại công pháp thích hợp với phái nữ thế nhưng cuối cùng cô vẫn chọn luyện đao giống như A Thất. Cứ như thế, các nhân vật lần lượt được sắp xếp thỏa đáng. Dù là chính diện, phản diện hay người thường thì đều có đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 nhận hết. Cuối cùng cũng xong. Tống Thư Hàng cầm danh sách dài rằng giặc mà cảm thán. Tiếp theo chúng ta nên làm gì nhỉ? Linh hồn diễn viên của Bạch Tôn Giả đã cháy lên hừng hực, ngài chỉ hận không thể diễn ngay lập tức thôi. Còn chuyện học thoại thì các tu sĩ cường đại tỏ vẻ không cần thiết. Họ chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ trong đầu rồi, không sợ quên. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Diễn viên, đạo diễn, đoàn phim đều đã xong rồi, tiếp theo chắc chỉ có mấy việc quan trọng là trang phục và bối cảnh thôi. Nói đến bối cảnh trước đi, phim mở đầu bằng việc cao thăng sư huynh luận võ với lăng dạ, thế nhưng khung cảnh đầu tiên nên quay từ cửa vào không vân phái trước, để lấy hình ảnh từ một môn phái tiên hiệp nhìn xuống, sau đó thu nhỏ dần lại tới đài luận võ dưới tình huống bình thường thì những hình ảnh này đều làm bằng kỹ xảo trên máy tính nhưng với chúng ta thì có nên tìm một môn phái thực sự để quay không không phải phiền thế đến luôn động phủ nghỉ mát của ta là được bạch tôn giả nói cách đây khá lâu ta tìm thấy nơi căn cứ của một môn phái tầm trung đã bị vứt bỏ nơi đó phong cảnh rất đẹp linh khí cũng sung túc không hiểu vì sao môn phái kia lại bỏ nó sau khi tìm thấy nơi đó thì ta đã sửa sang lại hết, làm một động phủ để nghỉ mát, chọn nơi đó để quay cảnh đầu tiên đi. Sau đó lúc nào mà có trận chiến cần không gian sa mạc thì có thể dùng thực tại ảo của ta để làm bối cảnh. Bạch Tôn giả lại bổ sung. Tống thư hàng chỉ cảm thấy khi Bạch Tôn giả nói những lời này thì tỏa ra hào khí ngút trời. Chương 664, Tạo hóa pháp vương gửi một tin nhắn thoại. Động phủ nghỉ mát của Bạch Tiền Bối là căn cứ của cả một môn phái tầm trung. Hơn nữa nghe giọng điệu của Bạch Tiền Bối thì ngài ấy không chỉ có một cái động phủ nghỉ mát. Nói không chừng chỉ riêng một mình Bạch Tiền Bối đã có địa bàn mà cả một môn phái siêu khủng cũng không có nổi ấy chứ. Hơn nữa đống căn cứ đó có khi đều là Bạch Tiền Bối tiện tay lụm được lụm được. Trong cái thời đại tắc đất tắc vàng này, rốt cuộc thì trong tay Bạch Tiền Bối có bao nhiêu của cải chứ? Quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi hắn sẽ gọi Bạch Tiền Bối là Bạch Nứt Đố Đổ Vách. Ngư Kiều Kiều chớp mắt rồi nói tiếp: Các bối cảnh khác phần lớn đều là trong thành phố, chúng ta có thể lấy cảnh ở bất kỳ đâu, còn có mấy cảnh ở đáy biển thì cứ giao cho ta là được." Bạch Tôn giả nói với vẻ vừa lòng. "Cuối cùng chỉ còn chờ các vị đạo hữu đến đoàn là có thể quay ngay đúng không? Còn trang phục nữa, không thể bỏ qua trang phục được." Tống Thư Hàng nhắc nhở. "Trang phục à?" để ta hỏi xem trong nhóm có đạo hữu nào mở dịch vụ hóa trang không. Nếu không thì ta sẽ hỏi Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn có nói cần gì thì cứ tìm hắn là được. Bạch Tôn giả nói rồi nhắn tin vào trong nhóm Cửu Châu số 1. Có vị đạo hữu nào cung cấp được trang phục cho bộ phim không? Đạo cụ thì không cần, phi kiếm, tiên thuyền và trận pháp đều có sẵn, tuyệt đối đều là hàng thật giá thật, không lừa trẻ con, không gạt người già. Bắc Hà Tán Nhân về trang phục thì chắc mọi người đều có đạo bào hoặc pháp y của mình rồi chứ. Thiện tâm tu sĩ Tống Thư Hàng Bắc Hà Tiền bối à, ta chỉ có mỗi một cái áo cả sa ngọc bích. Hơn nữa các môn phái lớn trong kịch bản như không vân phái hay thái bạch kiếm tông đều phải có pháp bào đồng phục đúng không? Bồn tỏa có thể cung cấp áo cà sa đồng phục cho mấy môn phái Phật môn trong phim này. Tạo hóa Pháp Vương nói. Vân Du Tăng Thông Huyền. Ai cần dơ ngón cái. Ý của đại sư là hắn cũng có thể cung cấp cả một kho áo cà sa của Phật môn. Cổ Hồ Quan Trân Quân nói: Ta sẽ chuẩn bị đạo bào cho Không Vân Phái. Phủ Chủ Thất Sinh Phù, ta có thể cung cấp đạo bào cho bảy loại môn phái khác nhau. Thiện Tâm Tu Sĩ Tống Thư Hàng lại nhắc nhở: Bây giờ đồng phục ổn rồi, thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị một số bộ trang phục đặc biệt, ví dụ như đồ cưới của đại sư tỷ này, trang phục của nhân vật chính khi lưu lạc chân trời này. Lúc này. Tô Thị A à thất lên tiếng. Ta nghĩ có một vị đạo hữu chắc chắn sẽ có những trang phục đó đấy. Bắc Hà Tán Nhân sáng mắt lên. Tên bói bảy. Diệt Phượng Công Tử. Chính hắn, tên bói bảy. Lệ Chi Tiên Tử. Chính hắn, tên bói bảy. Cộng một dược sư. Chính hắn, tên bói bảy. Cộng hai. Các tiền bối lại rảnh rỗi sinh nông nổi spam mấy chục tin nhắn xếp hàng. Tống Thư Hàng càng thêm khẳng định. Chắc chắn trong nhóm cửu châu số một lưu hành clone phân thân đại pháp, có thể trực điện thoại hoặc máy tính để spam tán nhảm thay cho chính chủ. Thế nhưng phải nói là đề nghị của Tô Thị A thất rất tuyệt. Thủ pháp dịch dung của đồng quái tiên sư vô địch trong thiên hạ, để giúp mình có thể dịch dung bất cứ lúc nào, trong trang bị không gian của đồng quái tiên sư có vô số siêm y. Nam, nữ, già, trẻ, gia thú, vải vóc, áo tiên, áo người phàm, gì 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 cái gì cũng có chỉ có cái ngươi không nghĩ ra chứ chẳng có gì mà đồng quái tiên sư không lôi ra được bắc hà tán nhân hỏi nhưng bây giờ tên bịp bợm đó đâu rồi lưu huỳnh tiên tử a à còng đồng quái tiên sư mau ra đây cả nhà tìm ngươi có việc này thảm án tắm máu đường phố đông phương lục tiên tử a à còng luôn thiết quái toán tiên đi nói không chừng đồng quái đang âu nồ tài khoản của đệ tử hắn đấy thiết quái toán tiên đang là người thật âu nồ đấy không biết sư phụ ta chạy đi đằng nào rồi, ta cũng không liên lạc được với hắn đây. Sau khi thiết quái toán tiên được dược sư chữa trị thì vết thương đã khá hơn nhiều, chắc là bây giờ đang nằm dưỡng thương trong động phủ. Thực ra thiết quái toán tiên cũng muốn đóng phim lắm, nhưng mà vết thương còn phải tính dưỡng nhiều. Hiến công cư sĩ, ha ha ha, mọi người không cần vội, a còng tô thì a thất, bao giờ ngươi đến thì sách đồng quái tiên sư đến luôn nhé. Sư sĩ đã nói cách tìm đồng quái tiên sư cho Tô thị A à thất rồi, chỉ chờ xem bao giờ thì A à thất hành động thôi. Tô thị A à thất, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ta sắp vào vũ trụ rồi, mọi người chờ tin tốt của ta đi. Bạch Tôn giả, thế thì giao chỗ trang phục đặc biệt ấy cho Tô thị A à thất và đồng quái tiên sư nhé. Mặt khác, ở chỗ ta cũng có một ít trang phục, bao giờ cần thì có thể chọn vài bộ. Thế đi, quyết định vậy nhé. Sau khi Bạch Tôn giả nói xong thì lại đeo tai nghe vào, rồi vừa lẩm bẩm hát, vừa mở kịch bản phim ra xem từ đầu đến cuối. Bắc Hà Tán Nhân Tô Thị A Thất Huynh, làm tốt lắm, bao giờ tóm được tên bói bậy kia thì nhớ nện hắn một trận như tử, không phải nể mặt ta đâu. Với lại, Đông Phương Lục Tiên Tử à, danh hiệu của cô lại thay đổi rồi. Thảm án tắm máu đường phố Đông Phương Lục Tiên Tử Mợ nó, đứa nào sửa danh hiệu của bà đấy? đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi, đừng để cho bà biết, không là bà lái xe nghiền chết cha nó luôn. Hoàng Sơn Trân Quân, không phải ta, cũng không phải đậu đậu. Thất tu tôn giả, không phải ta, đại la giáo Vỗ nguyệt chân quân, không phải ta nhé, huyền nữ môn vân tước tử, úi ra, cũng không phải thiếp, đông phương lục tiên tử, chẳng ai nhận cả, chẳng lẽ là ta tự sửa à. Hoàng Sơn chân quân mình nói cũng khá nhiều rồi. Đông phương lục tiên tử, mỗi ngày cô ngủ sớm chút để thân thể có đủ thời gian nghỉ ngơi đi. Phải duy trì tâm trạng vui vẻ, đừng có suy nghĩ bậy bạ, thế thì mới có thể chữa khỏi cái tật mộng du được. Hoàng Sơn tiền bối, coi chừng ta mộng du lái xe đến cán nát động phủ của ngươi đấy. Đông phương lục tiên tử cả giận nói. Từ trước tới giờ ta làm gì có tật mộng du? Hoàng Sơn chân quân. Đúng lúc này thì tạo hóa Pháp Vương gửi đến một tin nhắn thoại. Bạch tôn giả di chuột, nhấp vào tin nhắn thoại kia theo bản năng. Tống thư hàng vốn cũng không thấy làm sao, thế nhưng tự nhiên hắn lại nhớ ra một việc. Từ từ đã, ban nãy tạo hóa Pháp Vương bảo để hắn hát xong một bài Livestream rồi mới đến đúng không? Pháp Vương không mở Livestream đấy chứ. Tin nhắn thoại này cho Tống Thư Hàng cảm giác bất an sâu sắc. Từ từ đã, bạch tiền bối đừng ấn. Tống Thư Hàng thốt lên. Thế nhưng muộn mất rồi, tốc độ tay của bạch tôn giả nhanh đến cỡ nào cơ chứ. Tống Thư hàng còn chưa kịp lên tiếng thì ngài đã ấn vào tin nhắn thoại kia rồi. Sau đó, giọng ca của linh hồn ca vương réo rắt vang lên từ đoạn tin nhắn kia. Leng ca leng len ken, là lá la la, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, ta đứng trên tường thành, nhìn bên dưới địch vây, là lá la. Là lá la, là lá la, lặp lại vô hạn tuần hoàn trong đầu Tống Thư Hàng. Tiếng ca quen thuộc, làn điệu quen thuộc, mùi vị này khiến cho người ta nhớ ngay tới giọng gào rú của linh hồn ca vương. Hơn nữa, kỹ xảo biểu diễn của tạo hóa Pháp Vương được tôi luyện qua trận ba chục vạn người xem, đã bước lên một tầng cao mới rồi. Sợ quá, sợ chết đi được. Đoạn tin nhắn thoại vừa được mở ra, thì lực lượng xuyên qua màng nhĩ, vào thẳng linh hồn của linh hồn ca vương lập tức bùng nổ. Đã thế đoạn thoại này còn dài rằng rặc, dài đến 5 phút đồng hồ người thường cao mỗ mỗ vừa nghe đến đoạn mình thường dễ tránh thì đã trợn mắt sủi bọt mép rồi ngã vật ra sau đó là tống thư hàng thực lực yếu nhất lần trước hắn đã nghe trực tiếp tiếng ca của tạo hóa pháp vương nên đã có tí sức miễn dịch thế nhưng trạng thái vẫn chẳng tốt tí nào bây giờ hắn chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra cả người suy yếu rồi đặt mông ngã bệt trên mặt đất tô thị a thập lục cũng run hết tay chân thế nhưng cô vẫn còn chống đỡ được đây cũng là bởi vì giọng ca của tạo hóa Pháp Phương truyền qua tin nhắn thoại nên uy lực yếu hơn bình thường một chút. Thiên nhai tử đạo trưởng không hề phòng bị, trợn lòi cả mắt. Hắn vội vàng biệt tai lại nhưng cả người vẫn run giật như cái máy kéo có tay cầm. Ngư Kiều Kiều có thực lực cường đại hơn Tống Thư Hàng một chút, thế nhưng vì cô có cấu tạo lỗ tai đặc biệt nên. Ăn đòn nặng nhất, cô cũng giống như Tống Thư Hàng, miệng sùi bọt mép, ngả chồng vó ra, cả người rụt lại chỉ bé bằng bàn tay, đến cả ảo thuật cũng không duy trì được. May mà cao mỗ mỗ đã ngất đi rồi, chứ nếu hắn nhìn thấy đại mỹ nhân ngư kiều kiều đùng cái biến thành đại mỹ ngư nhân thì chắc là phải choáng thêm lần nữa luôn. Người duy nhất không bị ảnh hưởng gì, chỉ có mỗi bạch tôn giả. Không phải vì bạch tôn giả có thực lực cao cường nên mới không bị ảnh hưởng gì. Phải biết rằng khi nghe giọng ca của tạo hóa Pháp Phương thì ngay cả thất tu tôn giả cũng ăn đòn. Cùng là cấp bậc tôn giả, bạch tôn giả đương nhiên là cũng không thể miễn dịch hoàn toàn được. Thế nhưng Tống Thư Hàng tinh mắt, nhìn thấy trên tay bạch tôn giả đeo một đôi tai nghe. Có đôi tai nghe này, cộng thêm sức chống cự đến từ thực lực mạnh mẽ, giúp cho bạch tôn giả không chịu bất cứ thương tổn gì bởi tiếng ca của tạo hóa Pháp Phương. Chỉ hơi khó nghe thôi. Có lẽ, mình phải cảnh giác ngay từ lúc bạch tôn giả đeo tai nghe mới đúng. Mình quá ngây thơ, mình quá non tơ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bạch tôn giả nhíu mày rồi nhắn tin trong nhóm. Nghe ghê quá. Hệ thống thông báo tạo hóa pháp phương đã bị quản lý viên thất tu tôn giả cấm nói 30 ngày thất tu tôn giả. Đậu má, bản tôn lại không đề phòng. Lần này đã là lần thứ hai trong tháng rồi. Tạo hóa, chết đi. Điên điềm phó đảo chủ. Dừng lại, tổ sư. Làm thế nào để tắt tin nhắn thoại bây giờ? Vì sao ta đã đóng cửa sổ chat rồi mà nó vẫn rú? Điên thiên đảo chủ muội muội ngu xuẩn của ta ơi, người đóng nhầm rồi. đóng xử nó mất cửa sổ chat đang nói chuyện với ta đây này. mau mau đóng lại cửa sổ nhóm đi, sắp chịu hết nổi rồi, sắp chết rồi, sắp đi rồi. lưu huỳnh tiên tử, may mà ta đóng nhanh, lần tới gặp tạo hóa đạo hiếu, ta nhất định phải sút hắn vào lỗ đen vũ trụ. bắc hà tán nhân, tiêu rồi, suýt nữa thì cả người nhũn ra. hay là mình bỏ phiếu đạp tạo hóa pháp phương ra đi chương 665, hay là chúng ta đã tam lãng ra đi. Phủ chủ thất sinh phù. Nghe thấy tiếng ca này, ta thấy như thân thể mình bị khoét rỗng. Cả đám thổ dân bên cạnh ta cũng đã sùi bọt mép hết rồi. Bỏ phiếu đi, đạp tạo hóa pháp phương ra cộng một lệ chi tiên tử. Tí thì chết, đáng giận, ban nãy ta đang ngự kiếm chạy tới địa khu Giang Nam, suýt thì ngã lộn cổ từ trên không xuống. Bỏ phiếu đi, đạp tạo hóa pháp phương ra cộng một cổ hồ quan chân quân ta cũng thế, tí nữa thì đã đâm vào một đỉnh núi rồi. Bỏ phiếu đi, đạp tạo hóa pháp phương ra cộng một tuyết lang động chủ. Thực ra điều mà ta để ý là, tạo hóa pháp phương đã bắt đầu live stream chưa? Nếu hắn bắt đầu rồi thì, bên ngoài tận thế chưa? Có phải 200 vạn người đã nghe hắn hát rồi không? Minh Nguyệt Kỳ thì hiểu. Đáng sợ. Lạc Trần chân Quân. Yên tâm đi, nghe nói lần này đệ tử của đấu chiến Phật Tông đã bố trí rất nhiều tầng phòng ngự, cam đoan sẽ không xảy ra tai nạn chết người. Thế nhưng, chỉ sợ là không tránh được phần lớn số người đó sẽ vào bệnh viện. Cổ hồ quan chân quân. Thật bi thương cho đấu chiến Phật Tông. Bắc Hà Tán Nhân. Cũng không biết lúc trước ai đã đưa ra cái chủ ý chết dẫm là cho tạo hóa Pháp Phương lên mạng Livestream nữa. Giao bá muốn đẻ một đội bóng nam. Cự tuyệt sử dụng vũ khí làm ô nhiễm âm thanh. Cự tuyệt sử dụng tạo hóa Pháp Phương. Chúng ta muốn hòa bình. Tiên sư nó, ban nãy lúc ta mở di động thì tôm cá xung quanh chết như ngả dạ, lắm cua sò ốc hến thế này thì. Ăn đến bao giờ cho hết, có đạo hữu nào thích ăn hải sản không, nhận tiện ta ship luôn cho. Có thì cho ta một ít, lệ chi tiên tử lại nói. Ta thấy xe cứu thương chạy ầm ầm ngoài đường kia kìa, chắc là có chuẩn bị từ sớm rồi, hiệu suất cứu hộ nhanh lắm. Đừng có đánh lái đề tài, mau đá tạo hóa pháp phương ra đi. Hay là Hoàng Sơn chân quân tiền bối à, cái phần mềm nói chuyện phiếm mà ngài đang nghiên cứu bao giờ thì được tung ra thị trường. Nhớ cài đặt công năng cấm người đặc biệt lên tiếng, đừng để cho tạo hóa pháp phương có cơ hội cất tiếng ở trong nhóm nữa. Hoàng Sơn Chân Quân im lặng một lúc rồi thả ra ba chữ. Mệt tim quá. Đến cái dấu ngắt câu cũng không có, đủ hiểu Hoàng Sơn Chân Quân đã mệt tim đến mức độ nào rồi. Hoàng Sơn Chân Quân cảm thấy quản lý cái nhóm này mệt bã cả người ra. Cứ vài ngày thì các đạo hữu trong nhóm lại bày chuyện cho hắn đáng hết lòng mề. Lần trước Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử còn đang bị cấm nói rồi giam vào phòng tối kia kia. bây giờ Tạo Hóa pháp phương lại hát, muốn giải tán cái nhóm này luôn hay sao hả? Mà nói chứ, nhóm Cửu Châu số 1 của hắn biến thành đại hội tìm chết như thế từ bao giờ đấy? Cẩn thận ngẫm ra thì hình như tất cả bắt đầu từ lúc hắn thêm tên đàn ông nào đó vào. Đương nhiên, tên đàn ông nào đó này không phải là thư hàng tiểu hữu từ lúc thư hàng tiểu hữu vào nhóm đến nay vẫn rất hiểu chuyện, chuyện mim bạch tiền bối thì không thể trách hắn được, mà cùng lắm hắn cũng chỉ được tính là thiếu niên thôi. Hoàng Sơn chân quân nhớ lại, hết thảy bắt đầu từ cái ngày hắn thêm một thằng cha tên là Cuồng Đao Tam Lãng vào nhóm. Sau đó, dường như phong cách của toàn bộ nhóm Cửu Châu số 1 đã thay đổi rồi. Quả nhiên tìm chết là bệnh lây nhiễm sao? Đã thế lại còn lây nhiễm với cường độ cao nữa chứ thế là Hoàng Sơn chân Quân nghiêm túc nói trong nhóm rằng. Hay là chúng ta đa cuồng đao tam lãng ra đi. Trong nhà dược sư, Giang Tử Yên dơ di động lên, lắc lắc trước mặt cuồng đao tam lãng. Vì tại làm sao? Cuồng đao tam lãng gào lên. Ta đã nói gì dâu? Rõ ràng là tạo hóa pháp vương hát mà, sao ta lại phải gánh nổi cho hắn hả? Tử Yên cô nương, gửi cho Hoàng Sơn Đại Ngốc một tin, bảo hắn là cuồng đao tam lãng ta cực kỳ không phục nhé. Giang Tử Yên gật đầu rồi mau chóng nhắn tin vào nhóm. Sược sư, Tam Lãng đạo hữu nói, gửi cho Hoàng Sơn đại ngốc một tin, bảo hắn là cuồng đao Tam Lãng ta cực kỳ không phục nhé. P.S. ta là Giang Tử Yên. Hoàng Sơn chân quân, đắng lòng quá, đắng ngắt. Sược sư, có phải Hoàng Sơn chân quân đang thấy đắng hết cả lòng không? Hoàng Sơn chân quân, Sược sư, để ta chữa đắng cho chân quân nhé. Nói đoạn Giang Tử Yên cười tà rồi chụp cho cuồng đao tam lãng một tấm ảnh, trong ảnh là cuồng đao tam lãng bị trói thành bánh trưng đang treo ngược lủng lẳng trên xà nhà. Để giúp tam lãng đẹp trai hơn mà Giang Tử Yên cô nương còn đeo cho hắn cái kính dâm và tóc giả. Tóc giả là cái loại hai bím sừng hưu vỉnh lên trời. Tử Yên cô nương, cô muốn làm gì? Cô đừng như vậy, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà, đừng làm tổn thương nhau có được không? Cuồng đao tam lãng sốt ruột. Giang Tử Yên mỉm cười rồi vươn tay gửi tấm ảnh lên nhóm Cửu Châu số 1. Hoàng Sơn chân quân, tuy rằng nhìn thấy Cuồng Đao Tam Lãng bị treo ngược thì hắn cảm thấy thư thái hết cả người. Thế nhưng không hiểu sao lòng hắn lại càng đắng hơn. Ngay cả Giang Tử Yên cũng bị Cuồng Đao Tam Lãng lây bệnh rồi sao? Cô ấy cũng đang có dấu hiệu bước lên đường tìm chết rồi đây này. Quả nhiên, cái nhóm của nợ này cứ giải tán đi còn hơn khi cao mỗ mỗ tỉnh dậy thì đã là một giờ trưa rồi. Tôi bị làm sao vậy? Cao mỗ mỗ say huyệt thái dương của mình rồi hỏi với vẻ nghi hoặc. Bạn gái nhà y của hắn vừa bưng đồ ăn bước vào, thấy hắn tỉnh lại, cô cười ngọt ngào. Sau đó tống thư hàng cũng vào theo. Lão Cao, mày tỉnh rồi à? Hôm qua mày thức đêm viết kịch bản với thôn vân đại sư, rồi lúc đang bàn việc tuyển diễn viên phụ với bọn tao thì lăn đùng ra ngủ, chắc là vì mệt quá đấy. Ồ, thế à? Cao mỗ mỗ dây huyệt thái dương. Nghe sai trái thế nhỉ? Hắn còn trẻ lắm mà. Ở cái tuổi này thì đừng nói là thức một đêm, thức hai ngày cũng không si nhê nhé. Hơn nữa, trong thời gian ở nhà ngư kiều kiều, hắn đã ăn rất nhiều đồ ăn tăng cường thể lực và sinh lực. Trên người mọc ra bao nhiêu là cơ, thân thể khỏe ơi là khỏe, hắn cảm thấy mình phải chống đỡ được tới bốn năm đêm. Ấy chứ, thế mà không thức nổi một đêm á, chẳng khoa học chút nào cứ thấy trong chuyện này có gì đó sai sai. Cao mỗ mỗ đẩy kính mắt, thấu kính lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm vào thằng bạn thân Tống Thư Hàng. Thế nhưng những lời tiếp theo mà Tống Thư Hàng nói lại lập tức khiến hắn quảng nghi hoặc của mình lên chín tầng mây. Tống Thư Hàng Cao mỗ mỗ, đoàn phim Gia Cốp đã đến rồi, đạo diễn Gia Cốp đang thảo luận kịch bản với Thôn Vân Đại Sư, các thành viên khác của đoàn phim cũng đã nghỉ ngơi xong và bắt đầu chuẩn bị bước đầu rồi nếu mày dậy rồi thì đi trao đổi với đạo diễn Jacob cốp chút đi. Không thành vấn đề. Cao mỗ mỗ cảm thấy cả người ngập tràn sức sống, bèn nhảy bật dậy. Nhưng đúng lúc này thì nha y lại mỉm cười đưa đồ ăn lên, ánh mắt tràn trề kiên định. Tống thư hàng cười ha hả. Lão Cao, ăn cơm trước đi rồi nói. Người là thép, cơm là sắt. Ăn xong thì đi tìm tao, tao đưa mày đi gặp đạo diễn Jacob. cốp. Cao mỗ mỗ nhìn bạn gái mình rồi cười gượng mà nói. Được. Tống Thư Hàng rời phòng cao mỗ mỗ rồi nhìn ra sân sau qua cửa sổ. Ở nơi đó không ngừng có kiếm quang người thường không nhìn thấy hạ xuống. Lệ chi tiên tử, cổ hồ quan chân quân, tuyết lang động chủ và các đạo hữu khác trong nhóm cửu châu số một đều đã tới nơi. Bây giờ không biết tạo hóa Pháp vương có thể đến được hay không. Trung Quy vừa xong hắn còn gửi một tin nhắn thoại ghi âm bài hát dài tới 5 phút vào trong nhóm cửu châu số một cơ mà. Nếu hắn tới đây thì có bị các đạo hữu trong nhóm đánh hội đồng không nhỉ? Bên kia, trong phòng khách, đạo diễn Jacob và trợ lý của ông ta đang trao đổi kịch bản với thôn vân đại sư. Một cấp dưới của linh điệp tôn giả đang đưa hợp đồng thuê đạo diễn và nhân viên đoàn phim, cùng với các thứ bảo hiểm linh tinh khác cho Bạch Tôn giả. Thấy Bạch Tôn giả đến thì Bạch Tôn giả vẫy tay với hắn. "Bạch Tiền Bối, có việc gì thế?" Tống thư hàng hỏi bạch tôn giả đưa hết giấy tờ hợp đồng cho tống thư hàng rồi nói rất nghiêm túc chuyện này cứ giao cho thư hàng tiểu hữu xử lý là được vị này chính là tống thư hàng tiên sinh đó sao đúng là tuổi trẻ tài cao cấp dưới của linh điệp tôn giả vẫn duy trì nụ cười dạng dỡ rồi bắt tay tống thư hàng thật chặt khi bắt tay hắn lặng lẽ truyền âm nhập mật với tống thư hàng tống tiên sinh linh điệp đại nhân phái ta đến đây để giải quyết các việc vặt trong quá trình quay phim của ngươi đoàn phim cần cái gì, thiết bị gì, trong quá trình quay cần đánh tiếng gì với các thế lực ở địa phương thì đều giao cho ta xử lý là được. Tống tiên sinh và các vị chỉ cần an tâm quay pi âm thôi. Thay ta cảm ơn Linh Điệp tiên sinh. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Linh Điệp đại nhân chỉ có một yêu cầu, đó là hy vọng Tống tiên sinh có thể mau chóng quay xong bộ phim. Trong quá trình quay có cần thiết bị, tiền bạc hay người thì cứ việc gọi thoải mái. Cấp dưới của Linh Điệp tôn giả tiếp tục truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng nghi hoặc lắm, hắn cũng hỏi lại. Sao Linh Điệp tiền bối vội vàng thế? Nghe nói Linh Điệp đại nhân muốn đưa con gái vào dạp xem bộ phim do Tống Tiên sinh tự mình quay, sau khi đại tiểu thư độ kiếp thành công. Bởi vì đại tiểu thư rất mong chờ vào bộ phim này. Mong Tống Tiên sinh phải quay cho tốt nhé, chúng ta cũng mong lắm đấy. Cấp dưới của Linh Điệp tôn giả đáp. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng gật đầu. Thì ra là suốt ruột vì con gái cứ yên tâm giao cho bọn ta đi, nhất định bọn ta sẽ quay xong bộ phim này trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo chỉ cần chờ các diễn viên trong nhóm cửu châu số 1 đến đông đủ, sau đó dùng mấy chiếc tiên thuyền lớn đưa họ tới sơn trang nghỉ mát của bạch tôn giả là có thể quay cảnh đầu tiên rồi. Cao Thăng Sư Huynh treo nhân vật chính lăng dạ lên đánh mà hắn chính là cái tên Cao Thăng Sư Huynh kia. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn danh sách bảo hiểm nhân thọ dài rằng rạc của đạo diễn và diễn viên trong tay mình có phải mình cũng nên đi mua cái bảo hiểm không? Tống Thư Hàng đang suy tư thì có một giọng nói vang lên. Ủa, ân nhân, sao ngươi lại ở đây? Giọng nói này cứ như phát thanh viên. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại thì thấy một hòa thượng Tây quen thuộc đang cười với mình. Hòa thượng Tây vẫn giữ đầu chọc bóng loáng với những chấm hương chỉnh tề, thế nhưng trên người hắn lại mặc đạo bào ngầu lòi, nhìn chẳng ra cái thể loại gì cả. Đại sư, là ngươi đó à? Tống Thư Hàng mỉm cười. Sao lại đổi sang mặc đạo bào thế này? Không có cách nào khác, bởi vì sư môn của ta là đạo môn mà. Hòa Thượng Tây cười phớ lỡ. chương 666, cảnh đầu tiên, Cao Thăng Sư Huynh lên sàn. Tống Thư Hàng, sư môn của ngươi là đạo môn Á. Nói cách khác, thực tế Hòa Thượng Tây này là một đạo sĩ Tây sao? Đúng vậy, thực ra trước khi tới Hoa Hạ thì ta vẫn mong được trở thành một cao tăng của Chùa Thiếu Lâm, đáng tiếc là không được như mong muốn, cuối cùng lại vào đạo môn. Có điều đến bây giờ ta vẫn luôn có một trái tim hướng Phật. Hòa Thượng Tây nói với vẻ kiên định. Nói được một nửa thì hắn lại thở dài. Đáng tiếc sư phụ chỉ dạy ta kiếm pháp, tâm pháp của đạo môn, cả pháp bào cũng là đạo bào. Tống Thư Hàng nghe thấy câu này của Hòa Thượng Tây tự nhiên cảm thấy như gặp được tri ân. Ngược lại với Hòa Thượng Tây, hắn muốn trở thành một đệ tử nho gia hoặc một đệ tử đạo giáo đẹp trai, hắn muốn luyện kiếm thuật. Thế nhưng không được như mong muốn, công pháp vỡ lòng hắn học là của Phật Tông, pháp bào của hắn là áo cà sa, hắn chẳng có thiên phú gì về kiếm thuật, mà thiên phú về đau thì lại ngút trời. Ta có thể hiểu được cảm giác của ngươi. Tống Thư Hàng cảm thán. Ta và ngươi trái ngược với nhau, ta một lòng muốn trở thành hành giả nho gia hoặc tu sĩ đạo giáo, thế mà phần lớn công pháp ta tu luyện lại là của Phật Tông, ta còn am hiểu đao pháp và có một cái áo cà sa ngọc bích. Ơ, ờ, Tống Thư Hàng nói tới đây thì khựng lại. Trước mặt hắn, Hòa Thượng Tây cũng sáng người mắt lên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Thế rồi cả hai kéo nhau vào một góc đại sảnh. Hòa Thượng Tây chỉ vào chiếc áo bào màu xanh ngầu lòi trên người mình rồi giới thiệu. Chiếc đạo bào này là do sư phụ vô âm tử đạo nhân của ta đoạt được khi đi thám hiểm từ hồi còn trẻ, có thể coi là đạo bào chân phẩm ở nhị phẩm nó được dệt từ tơ của linh thú nhện vàng, vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi mặc nó vào thì đao kiếm cũng không làm ta bị thương được, dù không mở trận pháp phòng ngự cũng có thể ngăn được đạn từ súng ống. Nếu mở trận pháp ra thì có thể mặc sức đi lại giữa bão đạn mưa bom. Trừ những điều đó thì chiếc đạo bào này còn mang trận pháp mai rùa, sau khi mở ra thì không bị khói độc ảnh hưởng. Ta gọi nó là đạo bào kim trung cháo. May mà vô âm tử đạo trưởng không biết cái tên này, nếu không có khi hộp máu mất, Tống Thư Hàng lấy chiếc áo cà sa ngọc bích trong túi thu nhỏ một tấc ra rồi cũng giới thiệu. Chiếc áo cà sa này cũng là áo cà sa phòng ngự cấp bậc chân phẩm trong nhị phẩm, được tạo thành từ tơ của bích ngọc tầm, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Sau khi mặc nó vào, dù không mở trận pháp phòng ngự cũng có thể ngăn được đạn của súng ống, sau khi mở phòng ngự thì có thể đi lại giữa mưa bom bão đạn như trốn không người. Không chỉ thế, nó còn có mật mã để phòng trộm cắp, một khi mặc vào mà không có mật mã là không thể cởi ra cho dù là cao thủ của không không đạo môn cũng không thể cởi nó ra được. Hai người mỉm cười đầy thấu hiểu. Thiện tai, thiện tai. Hòa thượng Tây vỗ tay đông đốp. Hay lắm hay lắm. Tống Thư Hàng cười tươi giói. Sau đó Hòa thượng Tây cởi phăng chiếc đạo bào kim trung cháo trên người đưa cho Tống Thư Hàng luôn và ngay. Trong đạo bào, hắn mặc tăng y của Phật môn, chỉ còn thiếu mỗi chiếc áo cà sa nữa thôi. Tống Thư Hàng cũng đưa áo cà sa ngọc bích và cả mật mã cho hắn hai người hoàn thành một cuộc giao dịch vẹn cả đôi đường. Sau khi trao đổi xong thì Hòa Thượng Tây lại hỏi một cách ngạc nhiên. Ân nhân, khi đi ở dọc đường, ta nghe nói Gia Cốp Tiên Sinh định tới đây quay một bộ phim cho ngươi, người đầu tư bộ phim này có quan hệ gì với ngươi thế? À, có thể coi ta là nhà đầu tư cũng được. Tống Thư Hàng mỉm cười đáp. Thế, ân nhân này, trong phim của ngươi có thiếu nhân vật nào không? Cho ta diễn một vai với hòa thượng Tây hỏi, người muốn diễn vai quần chúng à? Tống Thư Hàng suy tư một lát rồi bỗng nảy ra một ý. Tí nữa hắn phải diễn cao thăng sư huynh rồi. Hắn nghĩ, khi bắt đầu diễn, hắn chỉ cần diễn không tốt là có thể quăng gánh ném ngay nhân vật này cho đạo hữu khác thôi. Thế nhưng trong nhóm cửu châu số một giường như không có ai muốn ôm nhân vật này cả. Hòa thượng Tây đến mới đúng lúc làm sao? Đến lúc đó, nếu Tống Thư Hàng không đảm nhận được vai cao thăng sư huynh này thì Hòa Thượng Tây bù vào là vừa quá rồi còn gì nữa. Không thành vấn đề, Tống Thư Hàng vỗ ngực nói với Hòa Thượng Tây. Đến lúc bắt đầu diễn ta sẽ kiếm nhân vật cho ngươi. Cảm ơn ngươi nhé, ân nhân. Hòa Thượng Tây kích động nói. Cách đó không xa, Bạch Tiền bối trống cằm ngồi nhìn Tống Thư Hàng và Hòa Thượng Tây. Và ngài nghe rõ mồn một đoạn đối thoại giữa hai người có thể nói Tống Thư Hàng nhận hối lộ rồi phân cho Hòa Thượng Tây này một vai không? Đây có phải là quy tắc ngầm không nhỉ? Thời gian thấm thoát, các đạo hữu chuẩn bị đóng phim trong nhóm Cửu Châu số 1 đã có mặt đông đủ. Dược sư và Giang Tử Yên cũng tới, không biết là bây giờ cuồng đao tam lãng có còn sống hay không? Lúc này một nhóm đạo hữu đông đảo đang chơi đùa với sói con nhà tuyết lang động chủ, sói con trắng như tuyết còn chưa biến được thành người, trông đáng yêu vô cùng. Bắc Hà Tán Nhân đến sau, hỏi. Đã quyết định cho thư hàng tiểu hữu đóng vai cao thăng sư huynh rồi đúng không? Lệ chi tiên tử. Không sai, trong danh sách diễn viên ghi tên thư hàng tiểu hữu đấy. Bác Hà Tán Nhân gật đầu, rồi âm thầm suy nghĩ trong lòng, rằng không biết có nên thương lượng với mọi người để đặt cho thư hàng tiểu hữu cái vòng hoa hay không. Hai giờ chiều, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, bao gồm cả người thường trong đoàn phim và bạn bè của Tống Thư Hàng. Sau khi được Tống Thư Hàng đồng ý, cấp dưới của Linh Điệp Tôn giả lặng lẽ lấy ra mấy con huyễn điệp, cho chúng đậu trên người đám cao mỗ mỗ, nha y và thổ ba. Có huyễn điệp trên người, thì tí nữa khi quay phim có nhìn thấy những chiêu thức siêu nhiên của tu sĩ, đám cao mỗ mỗ cũng sẽ tự động lọc hết những hình ảnh ấy ra. Thế thì các tiền bối trong nhóm cửu châu số một mới không phải bó tay bó chân khi quay phim. Bạch Tôn giả vỗ tay rồi nói. Mời mọi người đi cùng ta, chuẩn bị lên tiên thuyền, chúng ta sẽ lập tức di chuyển tới địa điểm quay phim đầu tiên, bắt đầu quay phần mở màn. Dưới tác dụng của huyễn điệp, hai chiếc tiên thuyền tự động được phiên dịch thành máy bay trong tay người thường và trong mắt họ thì mấy chiếc tiên thuyền cũng biến thành dạng máy bay. Tiên thuyền khởi động, đưa tất cả các thành viên trong đoàn phim và các thiết bị quay chụp bay vụt lên trời, đi đến phim trường đầu tiên dưới sự dẫn dắt của bạch tôn giả. 3 giờ chiều, sau khi xuyên qua một kết giới bảo vệ khổng lồ, các tiên thuyền cuối cùng cũng tới sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn Giả. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đó là một căn cứ môn phái cỡ trung rất đẹp, nó hiện lên trước mắt mọi người chẳng khác gì một bức tranh. Tống thư hàng đứng bên cửa sổ tiên thuyền, nhìn xuống phía dưới. Phong cảnh ở đây đẹp quá. Bạch Tiền Bối đứng bên cạnh hắn, cười bảo, "Đúng là đẹp thật, ta mới chỉ tu sửa bước đầu thôi đấy, nếu khôi phục được như ban đầu thì căn cứ của tông môn này phải đẹp hơn nữa kia." không biết là ngày xưa vì sao tông môn ấy lại bỏ nơi này. Có lẽ là xảy ra tai nạn, hoặc là môn phái họ tìm thấy chỗ đóng chú tốt hơn nên đã di rời. Tống Thư Hàng cười nói. Nhìn căn cứ đẹp đẽ của tông môn bên dưới, trong lòng Tống Thư Hàng bỗng hiện lên một nguyện vọng. Đợi đến một ngày hắn đủ mạnh để che chở người thân và bạn bè mình, hắn sẽ tích chữ một khoản linh thạch rồi xây dựng một nơi phong cảnh như họa, sau đó dùng kết giới biến nó thành thế ngoại đào nguyên đến lúc đó hắn có thể đón người nhà và một vài người bạn thân vào đó nói đến linh thạch thì tống thư hàng lại nghĩ tới một việc khác tống thư hàng bạch tiền bối chuyện gì thế bạch tôn giả quay đầu lại nhìn thấy tống thư hàng ấp a à ấp úng thì chẳng hiểu ra sao là thế này tiền bối có thể cho ta vay một ít linh thạch được không tống thư hàng hỏi sắp tới thất thu tiền bối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để dẫn hắn đi gặp cái người, bán mọi thứ, thần kỳ nọ. Mà bây giờ trên người Tống Thư Hàng chỉ có mỗi một ít linh thạch từ việc bán huyết ma chân châu cho thiên nhai tử đạo trưởng lần trước. Tuy rằng đối với cá nhân hắn mà nói thì đây đã là một số tiền cực kỳ lớn rồi, nhưng muốn đi gặp cái vị, bán mọi thứ, kỳ diệu kia thì chỗ linh thạch này rõ ràng là ít quá. Hơn nữa, nói không chừng ở chỗ vị, bán mọi thứ, kỳ diệu kia còn có bảo vật chữa trị hàn bệnh cho Lý Âm Trúc nữa. Dựa theo ký ức của tán tu Lý Thiên Tố đạo trưởng thì trong cấm địa kia có thể có cách trị hàn bệnh cho Lý Âm Trúc, thế nhưng chính Lý Thiên Tố đạo trưởng cũng chưa vào trong cấm địa, cho nên hắn cũng không khẳng định được mình có thể tìm được cách để cứu Lý Âm Trúc hay không. Bởi thế, Tống Thư Hàng không thể ký thác toàn bê hy vọng vào cấm địa được, chuẩn bị thêm một chút không bao giờ thừa. Người thiếu linh thạch hà. Bạch Tôn giả mỉm cười. Thiếu bao nhiêu? Tống Thư Hàng. Càng nhiều càng tốt bằng không nếu bỏ lỡ thì có lẽ ta sẽ hối hận cả đời. Càng nhiều càng tốt sao, ta hiểu rồi. Bạch tôn giả cười nói. Thế thì chờ sau khi quay xong bộ phim này, ta sẽ đưa ngươi đến một động phủ khác. Linh thạch của ta đều gửi ở đó hết. Bạch tiền bối, cảm ơn ngài. Tống thư hàng nói. Bạch tôn giả đáp. Không cần khách khí. Có lấy lãi không? Tống thư hàng hỏi. Nhanh mồm nhanh miệng chính là ưu điểm lớn nhất của hắn được rồi lúc đó ta sẽ đòi thêm ít nhiều bạch tôn giả cười ha hả tiên thuyền chậm rãi hạ xuống đoàn phim jacob đã tiến vào trạng thái làm việc dưới sự trợ giúp của cấp dưới nhà linh điệp tôn giả đạo diễn jacob sắp xếp cho quay phim quay lại hình ảnh tiên cảnh từ trên cao sau khi quá trình quay phim kết thúc những hình ảnh quay từ trên xuống này sẽ được chọn lựa và cắt nối biên tập thành phần mở đầu phim tiên thuyền hạ xuống các thành viên đoàn phim chuyển thiết bị ra được bạch tôn giả dẫn dắt, mọi người đến sân luận võ, nơi mở màn của bộ phim, nơi mà cao thăng sư huynh treo nhân vật chính lên đánh. Đoàn phim Jacob bắt đầu bận rộn lưu bù, để bố trí đạo cụ, đèn sáng, máy quay và cảnh tượng. 4 giờ chiều công tác chuẩn bị xong xuôi. Tiếng khởi động máy vang lên, máy quay được bật. Diễn viên vào chỗ. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả thay bộ đạo bào đồng phục của không vân phái do cổ hồ quan chân quân tài trợ, Bạch Tôn giả diễn nhân vật chính Lăng Giả đã vào vị trí. Tống thư hàng diễn Nam phụ Cao Thăng sư huynh vào vị trí. Cổ Hồ quan chân quân diễn trưởng lão Không Vân phái bát tí kiếm thánh vào vị trí. Giang Tử Yên diễn đại sư tỷ Mộ Dung Hỏa vào vị trí. Mặt khác, bên ngoài lôi đài còn có rất nhiều đệ tử mặc đồng phục của Không Vân phái, đám đệ tử bình thường này đều là do Linh Điệp Tôn giả điều thủ hạ của mình tới sắm vai. Bọn họ sẽ là những người vất vả và đáng kính nhất trong bộ phim này, chuyện vật là do họ làm, vai quần chúng là do họ đóng, người qua đường cũng được họ thầu luôn. Thư ký trường quay lấy clapperboard ra, dập cách một tiếng. Đạo diễn Jacob hô lên. Action. Bạch Tôn giả bình tĩnh đi lên đài luận võ, chỉ trong thời gian đi có mấy bước chân mà ngài đã nhập vai rồi. Bạch Tôn giả lúc này kiên cường, bất khuất, chẳng hề sợ hãi đạo bào màu lam nhạt khoác trên người ngài hợp đến vô ngần, mái tóc đen dài bay múa sau lưng, bạch tôn giả đã thực sự trở thành lăng dạ trong kịch bản. Cổ hồ quan chân quân đứng bên cạnh đài luận võ, vẻ mặt lạnh lùng, tay khoanh trước ngực. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó mà người ta đã có cảm giác trí công vô tư. Chân quân cũng đã nhập vai trong nháy mắt. Không hổ là các vị tiền bối đã trải qua nhân sinh phong phú. Sắp đến mình rồi. Tống Thư Hàng cắn chặt răng lên thôi, cùng lắm thì diễn tệ để cho hòa thượng Tây thay vào. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng hơi bình tĩnh lại. Trước khi tiến vào màn ảnh, hắn hít sâu một hơi, tiếp thêm can đảm cho mình. Sau đó, hắn cười lạnh, đi vào đài luận võ, cũng bước vào trong ống kính. Sau lưng hắn còn có hai sư đệ su nịnh bám đít do cấp dưới của linh điệp tôn giả thủ vai. Ha ha ha, lăng dạ, rốt cuộc ngươi cũng không trốn tránh nữa mà dám ra ứng chiến rồi sao? Tống Thư Hàng cười lạnh lùng với Bạch Tôn Giả trên đài luận võ. Bạch Tôn Giả sắm vai lang dạ nhìn lại Tống Thư Hàng với ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh, diễn xuất mắc điểm. "Sư huynh, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lang dạ, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi." Sư đệ một gào to. "Đúng, phải bắt hắn từ nay về sau không được làm trái ý sư huynh nữa." Sư đệ hai bổ sung. "Hừ." Tống Thư Hàng sắm vai cao thăng sư huynh hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp lăng dạ, lần này ta muốn đánh cho ngươi một tháng không xuống được giường. Sau khi đọc câu thoại này xong, Tống Thư Hàng hơi trột dạ. Rõ ràng biết là mình đang đóng phim, Bạch Tôn Giả chỉ đang sắm vai lăng dạ mà thôi. Thế nhưng dám nói với Bạch Tôn Giả là, ta muốn đánh cho ngươi một tháng không xuống được giường, thì cứ thấy trong lòng run run làm sao ấy. Sau khi đọc xong thoại, Cao Thăng Sư Huynh lộn mèo 360 độ nhảy lên đài luận võ. Thế là Tống Thư Hàng vui vẻ nhảy lên cao đúng như kịch bản miêu tả, trên đường còn không quên lộn mèo 360 độ. Cú lộn này đẹp lắm luôn. Thế nhưng, không biết là ban nãy hắn trột dạ nên bây giờ run chân, hay là có một nguyên nhân đáng sợ phản khoa học và phi tu chân thúc đẩy. Mà hắn lộn được một nửa, sắp sửa lên đến lôi đài, thì tư thế tự nhiên mất cân đối. Thế là hắn ngã dập mặt xuống cạnh lôi đài. ầm um, non có vẻ thốn khó tả. Bạch tôn giả ở đối diện. Tống Thư Hàng, cổ hồ quan chân quân khoanh tay trước ngực, gạch nối, cát, đạo diễn ra cốp hô ngừng. chương 667, Cao Thăng Sư Huynh Cuồng Ngược Lăng Dạ. Các tiền bối nhóm cửu châu số một vây xem vừa cười hiền từ vừa nhìn Tống Thư Hàng với ánh mắt tiếc thương vô hạn. Đài luyện võ cao có một tí, thế mà Tống Thư Hàng tu vi tam phẩm nhảy lên còn ngã sấp mặt, phản tu chân quá đi mà. Chờ một chút, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Lúc này, bác Hà Tán Nhân rụi rụi mắt. Lúc trước thì hắn không chú ý, nhưng bây giờ nhìn lại thì hắn phát hiện ra quanh người tống thư hàng có ánh. Tinh quang, tỏa ra. Đây là đặc trưng của tu sĩ sắp đả thông mạch đầu tiên, tinh huy mạch, hoặc đã đả thông tinh huy mạch của tam phẩm mới có đúng không? Tam phẩm ư? Đùa nhau à? Lần trước hắn gặp Tống Thư Hàng Tiểu hữu là ở trận chiến đoạn tiên đài của sở gia, trước cuộc thi máy kéo có tay cầm khi đó thư hàng tiểu hữu dùng thủ pháp đặc thù biến thành sở sở cô nương của sở gia, cũng tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm ở ngay trong trận chiến. Từ trận chiến đoạn tiên đài đến bây giờ mới có bao lâu? Thế mà thư hàng tiểu hữu đã đả thông tám đan điền lớn và vượt qua lôi kiếp nhị phẩm rồi sao? Mình nhìn nhầm à? Bắc Hà Tán Nhân chọc chọc dược sư bên cạnh. Dược sư huynh, ngươi nhìn xem thư hàng tiểu hữu đã ở cảnh giới nào rồi? Dược sư quay đầu sang, chiếc chuông nhỏ trên đầu vang lên, leng keng, không ngừng. Bắc Hà Tán Nhân, Sược Sư, cảnh giới tam phẩm, nhìn khí tức trên người thư hàng tiểu hữu thì chắc là mới đột phá không lâu. Tốc độ thăng cấp đáng sợ quá, Bắc Hà Tán Nhân nói. Ta giật cả mình, Sược Sư, Tổ Sư, hắn mới là người giật mình nhất đây này. Hồi tháng 6, là hắn đến tìm thư hàng tiểu hữu rồi giao dịch với thư hàng một cây độc long thảo, sau đó đổi kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh ở chỗ thông huyền đại sư dẫn tống thư hàng bước vào con đường tu chân này thế mà chỉ trong chớp mắt thư hàng tiểu hữu đã lên tới cảnh giới tam phẩm rồi dược sư còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tấn chức cho hoàn mỹ để khi mình lên cảnh giới ngũ phẩm thì đan phẩm đạt tới bảy long văn đây bây giờ dược sư mới chỉ có cảnh giới tứ phẩm thôi đấy hóa nó quái lạ tiểu hữu bảy đạo hiệu có tư chất tốt đến thế cơ à lạc trần chân quân nghi hoặc hỏi đúng lúc này thì diệt phượng công tử đẩy kính mắt trên mắt kính lóe lên ánh sáng trí tuệ ta nghĩ ta đã biết đáp án là gì rồi diệt phượng công tử đoán ra cái gì bắc hà tán nhân hiếu kỳ hỏi lệ tri tiên tử diệt phượng đạo hiếu đã đổi thân thể với thư hàng tiểu hữu mấy lần chắc chắn là biết một vài bí mật đúng không diệt phượng công tử lại đẩy gọng kính rồi thản nhiên nói các ngươi xem có thấy đạo nhân đang ăn trái cây cạnh đoàn phim kia không đạo nhân kia thì có gì kỳ lạ nếu ta đoán không sai thì hắn chính là thiên nhai tử đạo trưởng truyền công cuồng ma trong truyền thuyết diệt phượng công tử nói cho nên chân tướng việc công lực của tống thư hàng tăng vọt chỉ có một bắc hà tán nhân lệ tri tiên tử dược sư lạc trần chân quân và các đạo hữu khác chăm miệng một lời hắn bị truyền công cuồng ma rót công lực tinh thuần cho nên cảnh giới mới đột nhiên tăng mạnh ư chắc cú luôn. Diệt phượng công tử nói, giao bá chân quân. Không sai, đúng là thiên nhai tử đạo trưởng, ta đã gặp hắn rồi. Mọi người về sau phải để ý đám hậu bối trong nhà một chút, tuyệt đối đừng để chúng nó gặp thiên nhai tử đạo trưởng, nếu không nhất định sẽ bị cưỡng chế truyền công đấy. Bắc Hà Tán Nhân nhắc nhở thiện ý. Giao bá đạo hữu à, hình như gần đây thiên nhai tử đạo trưởng vẫn luôn ở trong biệt thự của ngư kiều kiều con gái ngươi đấy. Đậu má, Giao bá chân quân ngây ra rồi lập tức chạy đi tìm ngư kiều kiều, nhất định hắn phải cảnh báo ngư kiều kiều phòng bị đàng hoàng, tuyệt đối đừng để bị tên thiên nhai tử đạo trưởng kia dí đầu truyền công. Thiên nhai tử đạo trưởng ở xa xa giật giật khóe miệng rồi lặng lẽ cầm một cái bánh bao thịt lên gặm. Hắn là linh hoàng ngũ phẩm đó nha. Tuy đám đạo hữu kia nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy đấy. Đau lòng quá đi mà. Trên đài luận võ, Tống Thư Hàng xoa mặt, bò lên. Bạch tôn giả, Thư hàng, không sao chứ? Không sao, không sao, không đau không ngứa, không sao hết." Tống Thư Hàng xua tay nói. "Tống tiên sinh, cảnh này có cần dùng đóng thế không?" Phó đạo diễn đoàn phim lên tiếng hỏi. Tống tiên sinh này không chỉ là diễn viên mà còn là nhà đầu tư của phim đấy. Người ta ra giá dày đến mức không thể chối từ, thần tài thế này phải cẩn thận muôn vàn, không để ngã hỏng được. "Không cần không cần, cảm ơn." Ban nãy là tai nạn tí thôi, lần sau tôi có thể thực hiện mấy động tác nhỏ này thật là đẹp. Tống Thư Hàng cười lớn rồi phẩy tay mà nói. Hơn nữa, nếu hắn diễn không tốt thật thì có thể đẩy hòa thượng Tây lên mà. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Phó đạo diễn hỏi. Không thành vấn đề chúng ta bắt đầu lại. Tống Thư Hàng vỗ bụi đất trên người rồi trở về vị trí ban đầu. Mọi người lại chuẩn bị sắp xếp. Thư ký trường quay lấy clapperboard ra dập cạch một tiếng. Lăng đạo bạch tôn giả thủ vai lại chậm rãi lên đài, gió mơn trớn mái tóc đen dài, trường bào lam nhạt theo gió tung bay. Đạo diễn gia cốp không khỏi cảm thán trong lòng, diễn viên tống bạch này thực sự là đẹp đến không bút nào tả xiết, cứ đắp hết những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp lên người hắn cũng tuyệt chẳng sai. Đây là một người hoàn toàn không cần phải có kỹ xảo diễn gì, chỉ cần từ từ lên đài rồi bình tĩnh đứng đó là có thể lập tức khiến cho vô số fan phim phải hét chói tai. Thậm chí đạo diễn Jacob dám cược rằng, nếu ông quay một bộ phim 60 phút, không cần tình tiết, không cần kịch bản, chỉ cần mỗi diễn viên tên Tống Bạch này bước lên đài rồi đứng đó để cho gió thổi bay trường bào của hắn, và để ông quay 60 phút đủ các góc độ của hắn thôi, thì bộ phim có thể bán vé veo veo, thậm chí là chất ních phòng chiếu, vật phẩm ăn theo cũng hot ầm ầm. Đây là mị lực cá nhân đáng sợ. Không chỉ có vị diễn viên Tống Bạch này, mà ngay cả diễn viên tên là Cổ Hồ đang đứng khoanh tay với vẻ lạnh lùng kia, cũng là trai đẹp hàng đầu thế giới. Trên người cổ hồ còn đượm đà khí chất thế ngoại cao nhân, cho dù hắn không biết diễn tí nào, nhưng cứ ném hắn vào bất cứ đoàn phim thần tượng nào thì hắn cũng có thể diễn nhân vật chính ngon lành. Tống thư hàng ban nãy lộn mèo ngã dập mặt cũng là một thiếu niên tuấn tú. Bộ phim, giá trên trời, mà hắn không thể cự tuyệt, bị buộc phải quay này, có khi sẽ giúp hắn bước lên một nấc thang mới trong cuộc đời đạo diễn. Ít nhất thì lượng thu phòng vé sau khi phim chiếu tuyệt đối không thể kém được. Trong lúc ông đang suy tư thì Tống Thư Hàng đã tiến vào màn ảnh một lần nữa. Giống như lúc trước, sau khi sư đệ một và sư đệ hai nói xong, thì cao thăng sư huynh do Tống Thư Hàng diễn lạnh lùng nói với lăng giả trên đài. Lăng giả, lần này ta phải đánh cho ngươi một tháng không xuống được giường. Sau khi đọc thoại xong, Tống Thư Hàng dậm nhẹ một chân xuống đất rồi nhảy vụt lên. Lần này Tống Thư Hàng đã điều chỉnh tốt tư thế lộn mèo trên không trung của mình. Bạch Tiền Bối phù hộ cho con đừng có làm hỏng nữa." Tống Thư Hàng thầm nói. Sau đó hắn thực hiện một cú lộn mèo 360 độ hoàn mỹ trên không trung, rồi vững vàng hạ xuống đài luận võ. "Thành công!" Tống Thư Hàng hơi kích động, hắn thân là một tu sĩ tam phẩm, thế mà lại kích động chỉ vì lộn mèo một cú lên được cái đài chưa tới 2 mét. Tiếp đến là sư tỷ Mộ Dung Hỏa do Giang Tử Yên sắm vai lên sàn. Giang Tử Yên vốn có khí chất hơi tà khí, lúc này vừa lên sàn thì đã thể hiện diễn xuất tuyệt vời không ai sánh kịp của mình. Lúc này đây, cô dịu dàng như nước, trong đôi mắt vốn pha nét tà khí giờ chỉ còn quan tâm ấm áp. Sau khi cô lên sàn thì không nói gì cả, mà chỉ nhìn lăng dạ do bạch tôn giả diễn một cách hết mực yêu thương. Tống Thư Hàng đoán Giang Tử Yên đã thay hình tượng bạch tôn giả trong đầu mình là dược sư cho nên mới yêu thương nồng nàn đến thế. Đạo diễn Jacob rất vừa lòng, nhóm diễn viên này có kỹ xảo diễn xuất rất tốt, tốt hơn so với dự đoán của ông nhiều. Hừ, Tống Thư Hàng hừ lạnh một tiếng. Lăng dạ, lần này, người muốn gãy chân nào? Hắn không hề nghĩ cuối cùng vai cao thăng sư huynh lại rơi xuống đầu mình, nếu sớm biết thì hắn đã bảo cao mỗ mỗ sửa thoại đi rồi, câu thoại này làm cho hắn bất an quá đi mất. Cao sư huynh, người và ta đã quyết đấu với nhau ở đài luận võ không chỉ một lần, cần gì phải nhiều lời vô ích. Bạch tôn giả bính tĩnh nói lần này đấu gì đây? Kiếm, thương, quyền, chân, côn đều đã tỉ thí rồi, lần này hãy để sư huynh chỉ điểm đao pháp cho người đi. Tống Thư Hàng nhếch miệng cười tà. Dường như trong lúc hắn không để ý thì hắn cũng đã nhập vai rồi. Bảo đao bá toái chậm rãi ra khỏi vỏ. Bá toái vốn không có vỏ đao, thế nhưng lần này để đóng phim nên hắn đã kiếm vỏ đao cho nó, làm vậy thì lúc rút đao sẽ có khí thế hơn. Sau khi trải qua tẩy lễ của thiên lôi, toàn bộ cấm chế và trận pháp trên bảo đao bá toái bị quét sạch, nó càng đen thấm hơn, và càng thêm sắc bén. Đao thì đao, ta sợ gì ngươi? Bạch tôn giả trầm giọng nói, vẻ mặt đầy kiên định, sau đó ngài lấy một thanh đao từ giá vũ khí trên đài luận võ xuống. Tiếp theo chính là tình tiết cao thăng sư huynh ra sức nhét hành nhân vật chính lăng giả. Trước khi lên đài, Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng đã hẹn trước với nhau. Tống Thư Hàng chỉ cần dùng đao pháp trụ cột, sau 20 chiêu thì bạch tôn giả sẽ tự để lộ dấu hiệu thất bại. Sau đó khi đánh được 30 chiêu đầy phấn khích, bạch tôn giả sẽ phối hợp bị Tống Thư Hàng đánh ngã. Tống Thư Hàng xuất đao, hắn dùng đao pháp trụ cột. Lăng giả sư đệ, để sư huynh dạy người cách dùng đao. Tống Thư Hàng bước quân tử vạn lý hành, thân mình lao tới chỗ bạch tôn giả chỉ trong nháy mắt. Hắn chém ra một đao. Tuy chỉ là đóng phim, thế nhưng xét về góc độ hay độ mạnh thì đao này của Tống Thư Hàng vẫn gần như hoàn mỹ. Bạch Tôn giả nâng đao lên chặn theo bản năng. Keng, một luồng lực lượng mà Tống Thư Hàng không thể tưởng tượng nổi truyền từ đao của Bạch Tiền Bối sang, sau đó Tống Thư Hàng bị đánh bay ra ngoài. Bạch Tiền Bối, đã hẹn là cao thăng sư huynh nhất hành lăng dạ cơ mà, hành đâu? chương 668, Bạch Tôn giả và Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng giữa không trung thở dài não ruột, hắn bình tĩnh chờ đợi khoảnh khắc té sấp mặt xuống đất. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đóng thế. Bộ phim này nhất định phải dùng đóng thế, bằng không có khi hắn vào bệnh viện mất. À không, không phải có khi, chắc chắn hắn sẽ phải vào bệnh viện mất. Lúc này, Tống Thư Hàng liếc thấy đám bác Hà Tán Nhân đang vất xem. Hình như bác Hà Tán Nhân và các tiền bối khác trong nhóm cửu châu số 1 đang túm tụng tết một cái gì đó hình tròn. Đám bác Hà Tiền Bối muốn làm gì vậy? chẳng lẽ họ nghiên cứu ra cách gì đó giúp mình à? Kỳ quái, sao mình lại thấy thứ họ đang bệnh trông giống cái vòng hoa màu trắng thế kia nhỉ? Chờ tí, chờ tí, này này bác hà tiền bối, ngài có ý gì? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình được một lực hấp dẫn cường đại kéo lấy. Người hắn dừng lại rồi lơ lửng giữa không chung. Cảm giác này là Lưu Huỳnh Tiên Tử ra tay sao? Không đúng, không phải là Lưu Huỳnh Tiên Tử, mà là linh lực của bạch tôn giả hóa thành một bàn tay khổng lồ vô hình nâng hắn lên chẳng lẽ bạch tiền bối vẫn chưa tha cho hắn hà tống thư hàng nhìn xuống thì thấy bạch tôn giả ở bên dưới hét lớn một tiếng thân hình khuỵu xuống như đang thi triển thiên cân trụy ngay sau đó hai chân của bạch tiền bối lún hẳn xuống mặt đất như chìm trong bùn lầy bạch tôn giả đang cứu vãn cảnh quay này bây giờ trong mắt người bình thường cảnh quay này trở thành nhoáng một cái Cao thăng sư huynh đã xuất hiện sau lưng lăng giả hệt như quỷ mị, sau đó chém ra một đao. Nhân vật chính lăng giả quay người cản đao, keng, tiếng kim loại trầm đục vang lên. Ngay sau đó, cao thăng sư huynh đột nhiên nhảy lên thật cao. Đương nhiên thực tế thì là cao thăng sư huynh bị đánh bay, thế nhưng trong mắt người thường thì lại là hắn chủ động nhảy lên cao rồi tạm dừng trên không chung một lát. Còn nhân vật chính lăng giả đón một đao của cao thăng sư huynh thì lại kêu lên một tiếng đau đớn, thế rồi từ cẳng chân trở xuống lún sâu vào đất như thể vừa bị một lực lượng khổng lồ ép quỳ. Phấn khích, đạo diễn Jacob cốp hô lớn trong lòng vì có huyễn điệp cho nên hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả đều quấn dây cáp, và mặt đất bị đạp lún cũng là do Bạch Tôn Giả động tay sắp xếp từ trước. Thế nhưng cảnh giao thủ đầu tiên giữa nhân vật chính lăng giả và cao thăng sư huynh thật sự là rất phấn khích. Chắc chắn là hai diễn viên này đều đã học công phu Trung Quốc, chiều nào chiều nấy đều ngập tràn sức mạnh. Mà lúc này thì bàn tay linh lực đang nâng đỡ tống thư hàng của bạch tôn giả cũng tiêu tán, tống thư hàng thoải mái đáp đất, làm một động tác chống đao cực kỳ ngầu trong đao pháp trụ cột. Xem ra cảnh này không, cắt, rồi, phải tiếp tục diễn thôi. Đọc thoại theo kịch bản nào? Lăng giả, bây giờ ngươi đã biết sự tranh lệch giữa sư huynh với ngươi chưa? Tống thư hàng chỉ đao về phía bạch tôn giả rồi cười mai mỉa. Bạch tôn giả mặt trầm như nước. Xin sư huynh, chỉ bảo thêm suốt lời, ngài bò ra khỏi mặt đất lún một cách chật vật. Theo kịch bản, tiếp theo sẽ là lúc nhân vật chính Lăng Giả tấn công. Bạch Tôn Giả cũng bước theo bộ pháp quân tử vạn lý hành, cương đao trong tay chém thẳng về hướng Tống Thư Hàng. Khi Bạch Tôn Giả thi triển quân tử vạn lý hành thì cố ý làm chậm đi. So với thân pháp quỷ dị của Tống Thư Hàng lúc trước thì quân tử vạn lý hành của Bạch Tiền Bối chỉ nhanh hơn chạy một chút mà thôi. Sau đó là đao pháp trụ cột. Bạch Tôn giả cũng lựa chọn tấn công ngay trước mặt. Tống thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối bắt đầu, bán độ, một cách nghiêm túc thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuối cùng thì Bạch Tôn giả cũng nhập vai rồi, cảnh mở màn, cao thăng sư huynh treo lăng giả dạ lên đánh, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Dưới công kích kiểu bán độ của Bạch Tiền Bối, Tống thư Hàng cảm thấy mình có thể đỡ được một đao đến ngay trước mặt này. Chỉ cần cường độ vung đao của Bạch Tiền Bối không đáng sợ như thế kia. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng âm thầm nghiến răng, hắn vùng đao ngăn cản, đao này không chỉ là đao pháp trụ cột, mà Tống Thư Hàng còn âm thầm vận dụng chiêu thức phòng ngự mạnh nhất mà mình nắm giữ, nghịch lân đao pháp. Keng, Tống Thư Hàng đỡ được đòn tấn công chính diện của Bạch Tôn Giả vô cùng thuận lợi. Bạch Tôn Giả cố ý kìm lại sức mạnh trên thân đao và hạ thấp tốc độ của mình. Chỉ cần Bạch Tôn Giả nghiêm túc, thì với mức độ khống chế thân thể của cường giả cấp bậc Tôn Giả, ngài hoàn toàn có thể áp chế thực lực của mình đến cảnh giới nhị phẩm, còn thấp hơn một cảnh giới tu vi so với tống thư hàng bây giờ. Hai bên đều sử dụng đao pháp trụ cột, thế nhưng chính bởi thế nên mới càng thêm phấn khích. Keng 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 keng, choang 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 choang, chỉ trong thời gian hai hơi thở, bạch tôn giả và tống thư hàng đã giao thủ ít nhất 20 chiêu qua qua lại lại. Phấn khích, đạo diễn Jacob quay phim lâu như thế mà chưa nhìn thấy cảnh đánh nhau phấn khích đến thế này bao giờ. Hình ảnh giao đấu thế này cơ bản không cần phải xử lý hiệu ứng trên máy tính, chỉ cần cắt nối biên tập một chút rồi kéo dài một số đoạn ngầu ngầu ra là có thể khiến cho hiệu quả hình ảnh đặc sắc hơn nhiều cho luôn vào phim cũng được. Hơn nữa cảnh tượng giao đấu đặc sắc thế này làm cho hắn có cảm giác chẳng nỡ cắt bỏ dây nào. Hắn dám khẳng định chỉ dựa vào cảnh mở đầu với màn đánh nhau phấn khích này thôi thì bộ phim đã có thể khiến cho adrenaline của người xem bùng nổ, làm người xem hưng phấn mút trời rồi. Ken ken ken, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả đã đánh đến gần 100 chiêu. Gần được rồi đó. Tống Thư Hàng tính toán một chút, có thể chuyển sang tình tiết tiếp theo rồi đấy nhỉ. Thế là Tống Thư Hàng nháy mắt với Bạch Tôn Giả. Rồi hắn hạ giọng đọc thoại. Lăng giả, đao pháp của ngươi chỉ có thế thôi sao? Để sư huynh dạy ngươi, đậu xanh. Nói được nửa câu thoại, Tống Thư Hàng mới phát hiện ra khi hắn đọc thoại thì Bạch Tôn Giả không hề phối hợp chút nào. Bạch tiền bối căn bản không chú ý đến cái nháy mắt của Tống Thư Hàng, chẳng lẽ ngài còn chưa đánh đủ hay sao? Bạch tôn giả không dừng tay, ánh đao trong tay vẫn múa lên liên hồi, chỉ trong nháy mắt, ngài đã bổ ra năm đao về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thầm hô không ổn, teo rồi, không cản nổi năm đao này rồi, sắp cắt rồi. Trong lúc Tống Thư Hàng đang hô tiêu rồi trong lòng thì Bạch Tôn Giả cũng phản ứng lại. Nếu Tống Thư Hàng không cản nổi năm đao này thì cả đoạn này phải quay lại hết thôi. Thế nhưng bây giờ ngài đã chém rồi, nếu cứ cưỡng chế thu lại thì cảnh này cũng vẫn phải cắt. Thế là một tay Bạch Tôn giả nắm đao, tay còn lại vẫy nhẹ một cách cực kỳ linh hoạt. Từng tia linh lực hóa thành từng sợi tơ mảnh quấn lên người Tống Thư Hàng, khống chế cơ thể hắn tựa như khống chế một con rối gỗ. Thế là, hình ảnh biến đổi. Khi đối mặt với năm đao tuyệt diệu của Bạch Tôn giả, cao thăng sư huynh do tống thư hàng thủ vai lùi về một bước khéo léo. Một bước này mở ra con đường sống cho cao thăng sư huynh, và rồi sau đó hắn cũng vung đao chém ra. Tốc độ suốt đao của năm đao kia không nhanh, nhưng góc độ lại cực kỳ hiểm hóc, đao ra sau mà đến trước, âm thanh keng keng không ngừng vang lên. Năm đao của bạch tôn giả bị phá giải rất nhẹ nhàng. Tống thư hàng sợ toát hết mồ hôi, thế nhưng thu hoạch lại rất lớn. Khi Bạch Tôn giả thao túng thân thể hắn như điều khiển con rối thì hắn sợ hoàng hồn. Nhưng ngay sau đó, khi thân thể hắn nhẹ nhàng lùi về phía sau rồi chém ra năm đao tuyệt vời kia, thì hai mắt hắn lại sáng ngời lên. Cách xuất đao của Bạch Tiền Bối không phải là đao pháp thần kỳ gì, thế nhưng góc độ, kỹ xảo và kinh nghiệm xuất đao lại khiến cho hai mắt tống thư hàng sáng ngời. Đầu óc hắn lập tức suy một ra ba, kết hợp thêm các kinh nghiệm và tri thức về đao pháp trong CPU của Diệt Phượng Công Tử nhất thời có cảm giác ngộ ra. Khi mượn CPU của Diệt Phượng Công Tử, hắn có thể học được rất nhiều kinh nghiệm và tri thức về đao pháp trụ cột, rồi đẩy các loại võ kỹ của mình lên cảnh giới đại thành trong thời gian cực ngắn. Bây giờ được Bạch Tôn giả cầm tay chỉ dạy, Tống Thư Hàng nhanh chóng tiêu hóa hết đống tri thức của Diệt Phượng Công Tử kia và thực sự biến nó thành của mình. Đây có thể xem là Bạch Tôn giả đang tự tay chỉ dạy hắn dùng đao sao. Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm để suy nghĩ nhiều như vậy đạo diễn không hô cắt lại phải diễn tiếp rồi dưới sự khống chế của bạch tôn giả cao thăng sư huynh phá tan năm đao của nhân vật chính lăng giả rồi bước lên phía trước một bước hắn bước thẳng đến trước mặt lăng giả lăng giả không thể thu đao tự cứu trong khoảng thời gian ngắn bèn bị cao thăng sư huynh nắm ngược bảo đao chém ngược một cái trước kia hắn lùi bây giờ hắn tiến hai bước đơn giản lại ẩn chứa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú của bạch tôn giả Tình tiết bây giờ là Lăng Dạ lùi về phía sau, thế nhưng đạo bào trên người vẫn bị cắt rách. Nếu lui chậm một bước thì đao này đã có thể đánh hắn bị trọng thương rồi. Lăng Dạ lùi liền mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Cao Thăng sư huynh, sau đó hắn bắt đầu thở dốc nặng nhọc, dường như vô cùng mỏi mệt. Tống Thư Hàng biết giờ là lúc để mình đọc thoại rồi. Đao pháp của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Tống Thư Hàng xoay cổ tay, cầm bảo đao bá toái cho thẳng lại thế thì để sư huynh dạy cho người biết thế nào là đao pháp chân chính đi. Bạch tiền bối, xin hãy dạy cho ta sự ảo huyền của đao pháp. Tống Thư Hàng âm thầm hô vang trong lòng. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình lại rơi vào trạng thái khống chế con rối. Thân mình hắn bật lên rồi tấn công về phía bạch tôn giả với tư thế khí phách ngút trời. Bạch tiền bối đang muốn duy trì trạng thái này để diễn xong luôn màn đánh nhau. Thế cũng tốt, bằng không, Tống thư hàng không biết mình phải làm thế nào để mà treo lăng dạ lên đánh nữa. Dù có ra tay kiểu gì cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Bây giờ thì Bạch Tôn giả khống chế hết thảy, hắn chỉ cần không ngừng điều chỉnh vẻ mặt của mình rồi đọc thoại thôi. Còn đâu cứ giao hết cho Bạch Tôn giả là được. Nhân cơ hội này, hắn có thể ngẫm nghĩ về kỹ xảo và kinh nghiệm của Bạch Tôn giả, tình huống bây giờ chính là Bạch Tôn giả và Bạch Tiền Bối đang PK với nhau mà đạo diễn Jacob và các thành viên khác trong đoàn phim đều xem không rời mắt. Đẹp, quá đẹp, cảnh giao đấu này đẹp không chê vào đâu được. Hai diễn viên này diễn xuất đỉnh quá đi, dường như linh hồn diễn viên đang thiêu đốt hừng hực vậy. Tuyệt cú mèo. chương 669, xin tiền bối hãy dạy ta thuật phân thân spam nhóm chat chuyên nghiệp đi. Dưới sự khống chế của bạch tôn giả, cao thăng sư huynh do tống thư hàng sắm vai bước từng bước đến gần lăng giả bảo đao bá toái trong tay thi triển đao pháp trụ cột mỗi đao đều mang khí phách lẫm liệt uy vũ người người nhân vật chính lăng giả dạ do bạch tiền bối diễn rơi vào thế yếu mệt mỏi chống cự đạo bào cũng bị cắt rách mấy mảnh liền cảnh quay tiến hành rất thuận lợi chỉ cần cứ tiếp tục diễn như vậy thì cao thăng sư huynh sẽ đánh nhân vật chính lăng giả dạ trọng thương rồi sư tỷ sẽ bước tới dịu dàng an ủi lăng giả dạ. thế là cảnh đầu tiên kết thúc thế nhưng tống thư hàng lại bắt đầu sợ không ổn không ổn tí nào. Diễn xuất của Bạch Tôn giả thực sự rất ổn, một mình tôn giả khống chế hai nhân vật diễn trận luận võ cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng trên đạo bào của Bạch Tôn giả có càng nhiều vết rách thì dự cảm không lành trong lòng Tống Thư Hàng lại càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt sắc bén đóng đinh trên người mình. Nếu như ánh mắt này mà biến được thành mũi tên thì bây giờ Tống Thư Hàng đã gia nhập vào bộ tộc chiến sĩ nhím biển, trở thành một chiến sĩ nhím biển rồi. Nhưng ánh mắt như dao ấy xuất phát từ các tiên tử trong nhóm Cửu Châu số 1 và toàn thể thành viên trong đoàn phim, bao gồm cả những người như Bạch Hạc Chân Quân nữa. "Đóng phim mà, các tiên tử tỷ tỷ ơi, đây chỉ là đóng phim thôi mà." Tống Thư Hàng thấy lưng mình âm ẩm nhưng ánh mắt ấy mang lại cho hắn áp lực như núi. Hắn biết nếu còn cứ thế này thì những ánh mắt sắc bén ấy sẽ còn gia tăng thêm nữa. Trừ áp lực từ những ánh nhìn kia thì bản thân Tống Thư Hàng cũng cảm thấy áp lực nặng nề đạo bào trên người bạch tiền bối bị cắt rách, da thịt của ngài như ẩn như hiện qua từng vết rách ấy. Bạch tiền bối, ở trạng thái này bộc phát ra mị lực đáng sợ. Giống như khi hắn tìm chết trước mặt bạch tiền bối ngày nào, tiền bối mỉm cười sán lạn, thiên địa lập tức biến thành hai màu đen trắng, chỉ có ngài là sắc màu rực rỡ duy nhất trên thế gian. Tống thư hàng lạnh run cả người, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp diễn thế này thì sau khi phim chiếu hắn sẽ toi đời. Người ta sẽ làm thịt hắn mất có phải bây giờ nên tạm dừng một chút không? Dường như nghe thấy tiếng lòng của Tống Thư Hàng. Cát, đạo diễn Jacob hô ngừng. Sau đó nhân viên hóa trang và nhân viên tổ đạo cụ của đoàn phim chạy ra. Làm sao thế? Bạch Tôn giả nghi hoặc nhìn về phía đạo diễn Jacob, ngài cảm thấy trạng thái của mình bây giờ rất tốt, hoàn toàn có thể diễn một mạch song cảnh này luôn mà. Đạo diễn Jacob cười ha hả rồi nói. Dừng cảnh này ở đây để hóa trang cho hai diễn viên một chút. Tống Bạch Tiên Sinh cần bôi chút máu đạo cụ này. Theo kịch bản còn có một đoạn nhân vật chính lang giả dạ bị cao thăng sư huynh đánh hộp máu kia, Tống Bạch Tiên Sinh muốn dùng máu vị gì? Bạch Tôn giả gật đầu, thì ra là thế. Thế là thành viên tổ đạo cụ và nhân viên hóa trang chạy lên hóa trang cho Bạch Tiền Bối. Chủ yếu là bôi một ít máu nhân tạo vào các vết sách trên y phục của Bạch Tiền Bối và dán một vài vết thương máu me lên người ngài trong tình huống bình thường khi quay cảnh đánh võ thì phải quay rồi dừng vài lần, quay từng cảnh, từng cảnh nhỏ một. Ví dụ như khi nhân vật chính lăng dạ lên sân khấu chẳng hạn, nếu nhân vật chính có tư thế không đẹp thì phải quay đi quay lại cho đẹp mới thôi. Đôi khi đang định quay cảnh gió to bụi cuốn đầy trời mà ống kính không đẩy đúng cũng phải quay lại. Mỗi động tác đánh nhau đều thiết kế từ trước, đứng đúng tư thế từ trước, khi quay thì cứ theo tiết tấu mà đánh 1-2-3, nếu tiết tấu không tốt cũng phải quay lại. Thế nhưng đạo diễn Jacob biết bộ phim mà mình đang quay khá là đặc biệt. Khi nhà tài trợ Linh Điệp Tiên Sinh dùng một số tiền lớn mời hắn quay phim thì cũng đã nói với hắn rồi. Diễn viên của bộ phim này không thể quay đi quay lại một cảnh như các diễn viên khác được. Nếu một cảnh mà phải quay đi quay lại mãi như phim bình thường thì đám diễn viên này sẽ bùng nổ ngay. Bộ phim này cứ theo kịch bản mà quay một lượt thôi. Nói thật, khi đồng ý quay bộ phim này thì trong lòng đạo diễn Jacob đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thậm chí hắn còn giao hẹn với linh điệp tiên sinh rằng, nếu cuối cùng bộ phim này không được như ý thì hắn sẽ không ghi tên mình vào đằng sau hai chữ đạo diễn kia. Linh điệp tiên sinh đồng ý với yêu cầu của hắn một cách cực kỳ thoải mái. Thư hàng tiểu hữu chỉ cần có đạo diễn quay bộ phim này ra mà thôi, đạo diễn và tổ kỹ thuật ổn là được. Còn thì Linh Điệp Tôn giả tin rằng chẳng ai trong nhóm cửu châu số một để ý đạo diễn là ai đâu. Chính vì điều kiện ấy, cho nên dù bộ phim có nát như tương thì cũng không để lại vết nhơ trong đời đạo diễn của Gia Cốp, cộng thêm số tiền công khổng lồ và trạng thái của bản thân mù mờ, nên Gia Cốp tiên sinh cứ thế đồng ý đi quay bộ phim này luôn. Nhưng bây giờ xem ra bộ phim này còn hay hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cho dù không hề thiết kế các động tác võ thuật từ trước, thế mà cảnh đánh nhau ban nãy vẫn siêu ngầu, siêu kích thích luôn. Bạch tôn giả không những không phản cảm với việc hóa trang mà còn cảm thấy rất hứng thú. Nhìn cô bé thợ hóa trang dán vết thương và vẽ vết bầm trên người mình, bạch tôn giả cảm thấy mới lạ lắm. Cô gái trẻ hóa trang cho bạch tiền bối thì ngượng ngùng đỏ mặt, nhộn nhạo lòng xuân. Tống thư hàng không cần hóa trang nhiều, chỉ cần chỉnh sửa đạo bào và sửa sang kiểu tóc một chút là ok. Cổ hồ quan chân quân vừa 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 nói. Thư hàng tiểu hữu Bộ dạng không có lông mày của ngươi mang ra diễn cao thăng sư huynh hợp thật đấy. Người cạo đấy à? Tống thư hàng, Ngoá nó, từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ hắn vẫn không có lông mày à. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta quay tiếp." Đạo diễn Jacob nói. Vừa nói, hắn vừa tua cảnh đầu tiên của phim để xem lại. Trong quá trình đóng phim, sau khi quay xong một cảnh thì đạo diễn và đoàn phim sẽ xem lại xem có vấn đề gì không. Duyệt được là tốt nhất còn nếu đạo diễn không ưng thì lại phải quay thêm lần nữa. Đôi khi diễn viên diễn rất ổn, nhưng xương khói không ổn, hoặc báo cát gió máy quá lớn thì cũng phải quay lại. Có nhiều diễn viên chết đến hơn chục lần mới, chết thành công. Một phút trên sân khấu, 10 năm công dưới đài. Thế nhưng bộ phim này khác hẳn những bộ phim hắn từng quay trong quá khứ. Ok đạo diễn Jacob gật đầu hài lòng. Bạch tôn giả còn cần thêm thời gian hóa trang. Tống Thư Hàng bèn chạy ra chỗ các tiền bối của nhóm cửu châu số 1. Bác Hà tiền bối, ban nãy ta thấy mọi người bên cái gì hình tròn, là thứ gì đó. Tống Thư Hàng đến chỗ Bác Hà tán nhân rồi hỏi, nếu lúc trước hắn không nhìn nhầm thì hình như đó là một cái vòng hoa. Bí mật, Bác Hà tán nhân cười ha hả rồi đáp. Tiền bối, đừng quậy mà, cứu ta cái đi. Tống Thư Hàng nói, cứu gì mà cứu, chẳng phải bạch tiền bối đã sâu lâu hết màn đánh nhau rồi hay sao ngươi còn lo cái gì nữa bác hà tán nhân hỏi ta cảm thấy cứ quay thế này thì sớm muộn ta cũng tiêu đời tống thư hàng nói rất nghiêm túc trong cảnh đánh nhau ban nãy khi bạch tôn giả khống chế ta dùng đao cắt sách đạo bào của ngài ấy thì toàn bộ thành viên đoàn phim đều nhìn ta với ánh mắt hình viên đạn trong đoạn tiếp theo hắn còn phải chém bạch tôn giả bị thương bị trọng thương kia kìa tiêu luôn tiêu thật chứ chẳng chơi đâu bác hà tán nhân thế giờ ngươi định thế nào có diễn viên đóng thế không cho lên đóng thay ta đi tống thư hàng hỏi mới đầu hắn còn định cho hòa thượng tây lên sàn thay mình thế nhưng lực sát thương của bạch tiền bối lớn thế này gạt người ta thì không có tốt thư hàng tiểu hữu bây giờ bất cứ đạo hữu nào đồng ý thì ngươi đều có thể mời hắn lên diễn thay ngươi bác hà tán nhân cười nói lấy đâu ra đạo hữu nào đồng ý cơ chứ Tống Thư Hàng nói, thế thì ngươi chết tâm, à nhầm, yên tâm đi, tang lễ của ngươi sẽ vô cùng long trọng. Bác Hà Tán Nhân bảo, ta nói nghiêm túc đó, bác Hà tiền bối. Tống Thư Hàng nói, thực ra ta có mấy phương án thế này. Phương án gì? Bác Hà Tán Nhân hỏi. Trong nhóm cửu châu số 1 nhất định là có thuật phân thân chuyên dùng để spam tin nhắn đúng không? Bác Hà Tiền bối dạy ta thuật này đi ta sẽ phân thân ra diễn cùng bạch tiền bối cảnh phim này tống thư hàng cảm thấy chủ ý của mình rất tuyệt luôn thuật phân thân chuyên dùng để spam trong nhóm á sao ta lại không biết pháp thuật này nhỉ bắc hà tán nhân ngơ ra tống thư hàng không còn cách nào khác đành phải dùng chiêu cuối cùng thôi bắc hà tiền bối người nhìn này tống thư hàng lấy con rối huyết chỉ rung động trong túi thu nhỏ một tấc ra đó chính là con rối đã lặng lẽ ăn linh thạch của hắn. Nhưng khi lấy con rối ra thì Tống Thư Hàng lại lấy được hai cái. Một là con rối huyết chỉ rung động, còn lại là con búp bê gỗ nhỏ bị phá tanh bành. Con búp bê gỗ nát bấy này ở đâu ra nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ mãi mới nhớ ra lai lịch của nó. Đó là lần đầu tiên hắn trải nghiệm thực tại ảo của Bạch Tôn Giả. Sau khi sa mạc nóng cháy biến mất thì hắn phát hiện ra con búp bê gỗ tan nát này cạnh chân mình lúc ấy hắn tiện tay nhặt lên và giữ tới giờ luôn. Bác Hà tiền bối, người xem có cách nào để cho đám con rối này lên đài thay ta không? Tống Thư Hàng hỏi, người lấy cái này ở đâu ra đây? Đây là tác phẩm của mạc môn thời cổ hả? Nhưng bây giờ thì nó không còn khởi động được nữa rồi. Bác Hà tán nhân cười nói, sắc mặt Tống Thư Hàng đắng ngắt. Thế nhưng cái kia thì thú vị phết đấy, con rối gỗ nho nhỏ kia kìa, để ta sửa lại nó cho ngươi. Ừm, um, cần có một viên linh thạch tứ phẩm làm trung tâm hoạt động, người có muốn sửa không? Bác Hà Tán Nhân nói, thứ này có lên đài thay ta được không? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ tò mò, có thể đấy. Bác Hà Tán Nhân hỏi, muốn sửa không nào? Muốn. Tống Thư Hàng dứt khoát lấy linh thạch ra rồi giao con rối cho Bác Hà Tán Nhân. Con rối này là một con rối thế thân loại hình trinh sát. Lúc trước cảnh mạch đà chủ của vô cực ma tông bị công tử hải kích động, đã đến địa khu Giang Nam định xử lý Tống Thư Hàng. Khi dược sư mua ngôi nhà kia thì cảnh mạch đà chủ dùng con rối này, sai nó đến nhà dược sư thu thập tin tức. Ai dè vừa vào đến cửa thì đã gặp ngay sa mạc nóng bỏng của bạch tôn giả, không những không thu được tin tức gì mà còn bị thiếu niên áo xanh và bạch mã đánh nát bét ra. chương 670, Bắc Hà Tiền bối đần thối mặt. Tống Thư Hàng không ngờ con rối gỗ kỳ quái mình nhặt được ngày trước hôm nay lại có chỗ dùng. Theo lời giới thiệu của bác Hà Tán Nhân thì con rối này là rối gỗ thế thân loại hình trinh sát, có tác dụng tương tự như người máy trinh sát hiện đại, thế nhưng còn có tính năng xuất sắc hơn nhiều. Sau khi con rối thế thân trinh sát này được kích hoạt thì có thể biến thành hình dạng của người sử dụng và nối liền cảm quan với người sử dụng. Qua con rối này, người dùng có thể nhìn thấy sự vật, ngửi được mùi và nghe thấy âm thanh. Điểm không hoàn hảo duy nhất là nếu rối gỗ bị đau thì cảm giác đau cũng sẽ bị đồng bộ lên người sử dụng cũng không có cách nào, trung quy chỉ là một con rối giá rẻ mà thôi, không thể nào mà hoàn mỹ được. Kỹ thuật sửa chữa của Bắc Hà Tán Nhân cực kỳ tốt. Con rối thế thân này vốn dĩ là con rối tam phẩm, thế nhưng vì bị hư hao quá nặng nên Bắc Hà Tán Nhân phải dùng linh thạch tứ phẩm làm trung tâm hoạt động để sửa chữa nó. Nào, thư hàng tiểu hữu, vận chuyển chân khí của ngươi vào trong trận pháp trung tâm của con rối này là ngươi có thể khởi động được nó rồi, thử hiệu quả của nó xem. Bắc Hà Tán Nhân nói. Bắc Hà tiền bối, cảm ơn ngươi." Tống thư hàng vui vẻ nhận lấy con rối gỗ, rồi đưa chân dịch trong cơ thể mình vào trận pháp khởi động nó theo lời chỉ dẫn của Bắc Hà tán nhân. Ngay sau đó, hắn cảm thấy ngũ cảm của mình liên kết với rối gỗ. Hắn cực kỳ quen cảm giác này, nó giống như khi hắn và linh quỷ hoàn thành khế ước vậy. Thế nhưng rối gỗ không thể linh hoạt như linh quỷ, liên hệ giữa hai bên cũng còn kém xa liên hệ giữa linh quỷ và chủ nhân có điều với mức độ liên kết cảm quan này thì đã có thể thế thân lên sàn ngon ơ rồi. Dối gỗ được kích hoạt thành công, sau đó, con dối nhỏ bé bỗng biến tỏa, hóa thành hình dạng cơ hồ giống tống thư hàng y như đúc, cả đạo bào trên người cũng được huyễn hóa ra theo. bắc Hà Tán Nhân mỉm cười. Thế nào, kỹ thuật tu sửa của ta không tồi đó chứ? bắc Hà Tiền Bối, người đúng là cập thời vũ của ta, là cứu tinh của ta mà. Tống Thư Hàng cảm ơn hắn con rối gỗ này hoàn toàn có thể lên đài thay hắn, và diễn hết đoạn phim với bạch tiền bối thay cho hắn. Tuy rằng để chữa nó cần một viên linh thạch tứ phẩm thì Tống Thư Hàng cũng thấy hơi nhói ruột, thế nhưng con rối này cũng không phải vật tiêu hao chỉ dùng được một lần, về sau nó còn có nhiều tác dụng, là một bảo bối hay ho đấy. Tóm lại, vụ này không thiệt. bắc Hà Tán Nhân cười nói. Nhân lúc chưa quay cảnh tiếp theo, người làm quen cách khống chế con rối gỗ này chút đi, bao giờ đến lúc thì khống chế nó lên đài luận võ. Tống Thư Hàng gật đầu rồi nhắm mắt lại làm quen cách điều khiển con rối gỗ. Vì có huyễn điệp của linh điệp tôn giả, cho nên trong mắt các thành viên đoàn phim, thì hình ảnh rối gỗ biến thành Tống Thư Hàng chỉ trở thành Tống Thư Hàng đi kiếm đâu được một diễn viên đóng thế mà thôi. Tầm 5 phút sau, Bạch Tôn Giả đã hóa trang xong. Đạo diễn Jacob ra lệnh một tiếng, các thành viên đoàn phim về vị trí. Bạch Tôn Giả lên đài luận võ, Bát Tí kiếm thánh cổ hồ quan chân quân lại khoanh hai tay trước ngực mà đứng cạnh đó. Giang Tử Yên diễn đại sư tỷ và các sư huynh đệ quần chúng cũng đều về chỗ của mình. Tống thư hàng mở mắt ra, vì đã có kinh nghiệm đồng bộ với linh quỷ, nên hắn chỉ cần dùng thời gian 5 phút là đủ để điều khiển rối gỗ thuận lợi như chính tay mình. Sau đó, hắn điều khiển con rối kia lên sàn. Khi nó lên đến trên đài, Tống thư hàng điều khiển nó rút bảo đao bá toái cắm ở trước mặt ra khi dối gỗ biến ảo thành vẻ ngoài giống hắn thì có thể biến được ra cả trường bào, thế nhưng lại không thể biến ra vũ khí như bảo đao bá toái được. Lúc này gió nhẹ thổi qua, mơn trớn khuôn mặt của Tống Thư Hàng, làm vạt đạo bào của hắn bay lên lồng lộng. Trong chiếc túi thu nhỏ một tấc, có một con rối tinh xảo đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Trên đài luận võ, Bạch Tôn Giả đã chuẩn bị xong. Khi Tống Thư Hàng lên đài thì Bạch Tôn Giả đã bắt đầu diễn rồi. Ngài thở dồn dập Vẻ mặt hiện rõ nét suy yếu. Linh hồn diễn viên của Bạch Tôn Giả thiêu đốt hừng hực, ngài cảm thấy đóng phim đúng là thú vị. Bởi vì thú vị nên ngài cũng diễn rất nhập tâm. Góc máy đặt bên cạnh Bạch Tôn Giả, khi quay từ góc này thì vết bầm tím trên mặt ngài tạm thời chưa lọt vào ống kính. Theo kịch bản, tí nữa khi bắt đầu quay thì Cao Thăng Sư huynh sẽ chính thức treo nhân vật chính Lăng Giả lên đánh. Đến lúc đó Cao Thăng Sư huynh sẽ tập kích sau lưng Lăng Giả rồi bổ thẳng một đao xuống đầu hắn nhân vật chính lăng giả vùng đao đón đỡ, nhưng đao của hắn lại bị cao thăng sư huynh chém gãy, cương đao gãy đôi rạch lên mặt lăng giả một vết thương. Đó mới là lúc nửa mặt kia của bạch tôn giả lên hình. Mọi người về vị trí. Đạo diễn gia cốp trầm giọng hô. Tống thư hàng đi đến trước mặt bạch tôn giả, hai người đứng nguyên vị trí. Không cần đạo diễn gia cốp chỉ điểm, nhưng vị trí của bạch tôn giả và tống thư hàng chính là vị trí khi cảnh quay lúc trước chấm dứt. Tống thư hàng bày thế xuất đao song xuôi, Bạch Tôn giả lộ vẻ cao mày đau đớn. Đạo diễn Jacob gật đầu, tốt lắm, chính là như thế này. Thư ký trường quay giờ clapperboard lên trước ống kính rồi dập cạch một tiếng. Đạo diễn Jacob, action. Ống kính nhanh chóng chuyển về phía Bạch Tôn giả, nối tiếp động tác xuất đao của cao thăng sư huynh do Tống thư hàng diễn lúc trước. Trên người lăng giả có vô số vết thương, những vết đao chảy máu đầm đìa, nhuộm đỏ cả đạo bào cảnh phim tiếp diễn hoàn mỹ, tiếp tục triển khai. Cao thăng sư huynh nhếch khóe miệng cười lạnh lùng. Lăng giả, trình độ của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Quá yếu, người quá yếu, đau cũng quá yếu. Phù, phù, phù. Nhân vật chính lăng giả không đáp mà chỉ thở phì phò, hai tay nắm chặt đau, mồ hôi không ngừng túa ra trên khuôn mặt. Ngươi biết không, ta thích nhất là tính cách dù chết cũng không chịu nhận thua của ngươi ngươi không chịu nhận thua thì ta mới có thể bắt ngươi nhấm nháp từng chút đau khổ một. Cao thăng sư huynh do tống thư hàng diễn nhếch miệng cười gần. Ngay sau đó, thân mình hắn vụt lên, biến thành một tàn ảnh rồi dừng lại ngay bên cạnh nhân vật chính lăng dạ. Không hổ là dối gỗ do bắc hà tiền bối sửa chữa ra, ngũ cảm nối liền, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng gần giống bản thể ta như đúc. Thậm chí dưới sự thúc giục của linh thạch ngũ phẩm, tốc độ bạo phát của nó cũng không chậm chút nào, Đúng là thế thân tốt nhất của ta. Viên linh thạch này không uổng." Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Theo kịch bản, hắn cầm bảo đao bá toái chém ngang, hướng thẳng về phía đầu Lăng Giả. Dạ. Tống Thư Hàng phát huy xuất sắc cực điểm trong màn này, không cần Bạch Tôn Giả dùng tơ linh lực khống chế. Bạch Tôn Giả cũng nâng đao đón đỡ theo đúng kịch bản. Keng, cương đao và bảo đao bá toái chạm vào nhau. "Gãy cho ta." Tống Thư Hàng quát lên, Bạch Tôn Giả phối hợp với Tống Thư Hàng, dồn linh lực nơi tay, thanh đao lập tức gãy thành hai đoạn. Sau đó mảnh đao gãy bắn ra, được Bạch Tôn Giả khống chế quẹt nhẹ qua mặt ngài rồi rơi xuống đất. Từng chi tiết đều được Bạch Tôn Giả khống chế hoàn toàn. Vốn dĩ Cao Mỗ mỗ nghĩ ra tình tiết này chỉ là để nện cho Tống Thư Hàng một trận, hắn thậm chí còn nghĩ ra vô số loại đạo cụ để nhét hành Tống Thư Hàng, đáng tiếc là số ý tưởng đó không được dùng tới. Cảnh quay vẫn tiếp tục nhân vật chính lăng giả do bạch tôn giả sắm vai thốt lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Nửa bên mặt lọt vào ống kính, để lộ vết thương đã hóa trang từ trước. Cảnh này cũng được hoàn thành một cách xuất sắc. Đạo diễn ra cốp mát lòng mát dạ. Tiếp theo là cảnh cao thăng sư huynh nắm lấy cơ hội đánh cho lăng giả vừa ngã xuống thừa sống thiếu chết. Đây có lẽ là cảnh diễn nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời đạo diễn của hắn từ trước đến nay. Trên đài luận võ, nhân vật chính lăng dạ do bạch tôn giả thủ vai ngã xuống đất, mình đầy thương thích, mặt mũi bầm dập, suy yếu vô cùng, nhìn vào lại thấy có chút yếu đuối đáng thương. Thế nhưng cao thăng sư huynh do tống thư hàng diễn lại chẳng hề tiếc thương. Hắn vừa cười giữ dằn vừa vung đao, lăng dạ lăn mình trên mặt đất. Tống thư hàng thầm cảm thấy may mắn vì kẻ ở trên đài là một con rối. Nếu là hắn thì hắn không thể nào mà chém xuống bạch tiền bối đang lăn trên đất thế kia được. Thế nhưng phải nói là, dù có lăn lóc trên mặt đất cũng chẳng làm tổn hại gì đến mị lực của bạch tôn giả. Dù đang lăn, bạch tôn giả cũng lăn đầy phong độ. Bạch tôn giả trước giờ chưa bao giờ chật vật như thế, vì có yếu tố, hiếm có cộng điểm, cho nên mị lực của bạch tôn giả ít nhất phải tăng thêm cả trăm điểm chứ không vừa. Kết thúc rồi, lăng giả. Lúc này, cao thăng sư huynh trầm giọng nói. Tống thư hàng dơ cao bảo đao bá toái, thi triển long vũ thức trong nghịch lân đao pháp đao khí dâng cao biến thành một con rồng vô cùng sống động nghịch lân đao pháp không có lực công kích nhưng con rồng nó biến hóa ra thì lại mang khí thế hiên ngang dùng đao này để kết thúc cảnh quay đi dưới sự khống chế của tống thư hàng đao khí chân long thuần phòng ngự đánh về phía bạch tôn giả đao khí chân long cuốn lấy nhân vật chính lăng giả do bạch tôn giả thủ vai bạch tôn giả phối hợp kêu lên đau đớn a a a, -a. cao thăng sư huynh cười lạnh còn chưa nhận thua sao lăng giả. Tuyệt, không, lăng giả bị đau khí chân long cuốn lấy cắn răng nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì cứ chuẩn bị một tháng không xuống được giường đi. Cao thăng sư huynh nói một câu phũ phàng. Nói xong, cao thăng sư huynh tiến lên phía trước, bắt đầu công cuộc treo lăng giả lên đánh đầy tàn nhẫn. Giờ khắc này đây, cả Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả đều chìm trong vai diễn của mình. Hai người càng diễn càng ăn ý. Cảnh này hay tuyệt cú mèo lúc này các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số một ngồi ở thính phòng đều ngu mặt ra đặc biệt là bác hà tán nhân hắn cứ đần mặt nhìn tống thư hàng ngồi bên cạnh mình từ đầu hắn đã thấy lạ rồi nhưng bây giờ thì hắn có thể khẳng định rằng tống thư hàng ngồi bên cạnh hắn là con dối kia còn người lên đài là bản thân tống thư hàng tiểu hữu hả thế rốt cuộc là thư hàng tiểu hữu muốn chơi trò gì bác hà tán nhân phát hiện ra mình chẳng hiểu thư hàng tiểu hữu nghĩ cái gì nữa rồi chương 671, chuyện này phi khoa học, chuyện này phản tu chân. Rõ ràng thư hàng tiểu hữu vất vả lắm mới làm ra được con rối gỗ thế thân này, thế mà hắn kích hoạt thế thân rồi lại đặt nó ở ghế khán giả, rồi tự mình ra trận đi diễn cảnh đánh nhau với bạch tôn giả. Đúng là chẳng hiểu đám thanh niên thời nay chúng nó nghĩ cái gì. Bác Hà Tán nhân thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng cảm thấy khi mình khống chế con rối thế thân ra trận quay phim thì cực kỳ nhập tâm nhất là đoạn cuối khi cao thăng sư huynh treo nhân vật chính lăng dạ lên đánh hắn và bạch tôn giả càng diễn càng ăn ý hai người thực sự diễn cao thăng sư huynh và nhân vật chính lăng dạ như thật luôn đoạn này chắc chắn sẽ là đoạn phấn khích nhất trong cảnh đánh nhau mở màn cảnh phim tiếp tục tiến triển giờ thì đến lượt bát tí kiếm thánh do cổ hồ quan chân quân diễn lên sàn cổ hồ quan chân quân cực kỳ nghiêm túc ngay khi cao thăng sư huynh chém một đao về phía đôi chân của nhân vật chính lăng giả thì hắn động. Chớp mắt một cái, thân mình hắn nhoáng lên, ống kính cũng không thể bắt được động tác của hắn. Bát tí kiếm thánh chỉ lắc mình một cái đã xuất hiện ngay sau lưng cao thăng sư huynh do tống thư hàng thủ vai, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bảo đao bá toái. Lại là một cảnh phấn khích, động tác mắc điểm cun ngầu. Bát tí kiếm thánh trầm giọng nói. Trận tỉ thí này dừng ở đây. Trưởng lão, lăng giả đã nhận thua đâu. Cao thăng sư huynh ngẩng đầu lên nói với vẻ bất mãn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bát tí kiếm thánh thì hắn lại nhún vai. Thôi được rồi, nể mặt trưởng lão, trận tỉ thí này dừng ở đây. Người ăn may đó lăng giả, cứ từ từ mà nhấm nháp thất bại này đi. Cao thăng sư huynh thu đao vào vỏ, rồi xoay người bước xuống khỏi đài luận võ mà không thèm quay đầu lại. Khi đi tới bên đài luận võ, Cao Thăng Sư Huynh lại quay đầu nhìn vào lăng dạ rồi bảo. Chờ bao giờ vết thương của ngươi khỏi rồi, ta sẽ lại tìm ngươi. Tiếp theo cứ chờ Sư Huynh chỉ dạy chỉ pháp cho ngươi nhé. Ha ha ha. Nhân vật chính lăng dạ do Bạch Tôn giả diễn không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt không cam lòng nhìn chầm chầm vào Cao Thăng Sư Huynh. Good. Tống Thư Hàng cảm thấy cảnh này mình và Bạch Tiền bối phối hợp với nhau thật là tuyệt diệu. Cuối cùng thì cảnh đầu tiên có đoạn diễn của hắn cũng đã hoàn thành rồi. Tống Thư Hàng nhảy xuống khỏi đài luận võ rồi đi cùng hai tên sư đệ su ra khỏi ống kính máy quay. Cảnh diễn còn đang tiếp tục. Mộ dung họa do Giang Tử Yên diễn bước lên đài luận võ, lặng lẽ băng bó vết thương cho lăng giả rồi an ủi hắn rất dịu dàng. Trong đôi mắt của Giang Tử Yên ngập tràn tình cảm, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy khóe mắt cô đang liếc đến dược sư trong đám người xem kìa. Tình ý ấm áp này chỉ thuộc về dược sư mà thôi sau khi Tống Thư Hàng nhảy xuống khỏi đài luận võ thì quay lại nhìn thấy cảnh này. Hắn vốn cho rằng Giang Tử Yên sẽ phải cố gắng lắm mới diễn được loại nhân vật, dịu dàng, như thế này, bởi vì cảm giác mà cô mang đến cho người ta chẳng khác gì một ma nữ đầy tà khí. Chẳng ngờ Giang Tử Yên tỉ tỉ lại có một mặt dịu dàng ấm áp thế này. Dược sư tiền bối đúng là kẻ thắng cuộc trong cuộc đời này mà. Không chỉ thu được một đồ đệ giỏi mà còn có thể phát triển thành sư đồ luyến, Tu luôn được một đạo lữ song tu vừa dịu hiền vừa tà khí nữa. Sau khi cảm thán xong xuôi, Tống Thư Hàng đi về phía Bắc Hà Tiền Bối. Con rối gỗ thế thân này hay thật, diễn cảnh đánh nhau với Bạch Tiền Bối cũng ngon ơ. Hắn nhất định phải cảm ơn Bắc Hà Tiền Bối mới được, có con rối gỗ này thì hắn không bao giờ sợ phải diễn chung với Bạch Tiền Bối nữa rồi. Trong cảm nhận của Tống Thư Hàng thì chính hắn vẫn đang khống chế con rối hành động. Khi Tống Thư Hàng đến gần các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thì lại phát hiện ra cả đám đang cúi đầu nhắn tin trong điện thoại, ai nấy đều có vẻ như bận rộn ghê lắm. Tống Thư Hàng đứng từ xa nhìn màn hình di động của Bắc Hà tiền bối, tiền bối đang ở trong nhóm bạn bè của phần mềm nói chuyện phiếm à. Bắc Hà tán nhân vừa gửi một tin nhắn. Cuối cùng thì bộ phim của nhóm Cửu Châu số 1 cũng bắt đầu quay rồi, tuy là đến bây giờ ta còn chưa biết tên phim là cái gì nữa cảnh đầu của bộ phim đã quay gần xong, tình tiết là cao thăng sư huynh do thư hàng tiểu hữu sắm vai treo nhân vật chính lăng giả do bạch tôn giả diễn lên mà đánh. PS, ta đã chuẩn bị cho thư hàng tiểu hữu một vòng hoa thuần trắng, bên trái viết xả thân vì người khác. Bên phải viết, vĩnh viễn được lưu truyền. PS2, trước khi diễn cảnh đánh nhau với bạch tôn giả, thư hàng tiểu hữu đã cố ý chuẩn bị cho mình một con rối gỗ thế thân để lên đài diễn cảnh, treo bạch tiền bối lên đánh và thăng 39, thay mình thế nhưng phút trước ta vừa phát hiện ra thư hàng tiểu hữu ngồi cạnh ta là con rối kia. Còn thư hàng tiểu hữu thật thì đang treo bạch tôn giả lên đánh ở trên đài rồi. PS3, bắt đầu phiên giao dịch thôi. Ai cược thư hàng tiểu hữu có thể sống qua ngày hôm nay chọn A, cược thư hàng tiểu hữu có thể sống qua hôm sau chọn B, cược thư hàng tiểu hữu sống được qua 3 hôm chọn C, nếu cược hắn không sống được hết một ngày thì chọn D, nếu thấy cả bốn lựa chọn đều không thích hợp thì lặng lẽ thả cái like đi tin nhắn đính kèm video là đoạn thư hàng tiểu hữu diễn cao thăng sư huynh treo bạch tôn giả diễn nhân vật chính lăng giả. Trong video, tống thư hàng cười gần dữ tợn, động tác hung tàn, bạch tôn giả ngã dạp xuống đất, mình đầy thương tích, ánh mắt vô cùng quật cường cứng cỏi. Bắc Hà Tán Nhân vừa mới gửi tin đi thì đã được vô số tu sĩ chú ý kéo đến bu xem. Tin nhắn của Bắc Hà Tiền Bối vừa lên thì đã được mấy chục like và comment. Mật đào tiên tử, xem video thì thấy bạch tiền bối bị đánh thảm quá, đau lòng viết hoa. Thư hàng tiểu hữu này là đệ tử nhà ai thế? Sao ta chưa nghe thấy tên hắn bao giờ nhỉ? Hạ lê đạo trưởng, để ta chọn nào, hình như lệ chi tiên tử sư muội ta cũng quay phim này hả? Trong phim cô ấy diễn vai nào thế? Phá dương kích quách đại, thả mim đầu chó phá dương kích quách đại, thả mim giận dữ vỏ đầu con chó lầu trên phá dương kích quách đại, ta lặng lẽ thả lai like vậy, một lai like cho thư hàng tiểu hữu đáng tiếc ta có việc gấp không tham gia vào bộ phim này được bỏ lỡ mất hiện trường cảnh này đau lòng đau lòng quá mất thôi đây chính là hình ảnh mang tính lịch sử đó linh điệp đảo lưu kiếm chọn lựa phiền chết đi được gõ chữ phiền chết đi được đóng phim cũng phiền chết đi được tiền bối à bao giờ mọi người đóng phim xong ta còn phải mua vé xem phim cho sư phụ và vũ nhu tử đây phiền chết đi được điền thiên đảo chủ ta chọn b vậy ta cảm thấy bạch tiền bối rất quan tâm đến thư hàng tiểu hữu thế nên ta sẽ thêm cho thư hàng tiểu hữu một giây à không một ngày mà nói chứ ta cũng bỏ lỡ mất cảnh này tiếc chết đi được thế nhưng vì một cảnh này mà ta nhất định sẽ đến xem ủng hộ khi phim lên sóng ta sẽ bắt đệ tử toàn đảo đi xem luôn điền điềm phó đảo chủ ta chọn d nếu thư hàng tiểu hữu có thể sống qua được một ngày thì đã là kỳ tích rồi anh trai ngu xuẩn của ta ơi nếu không phải tự nhiên ngươi muốn tu luyện cái công pháp dở hơi kia thì chúng ta đã có thể đi đóng bộ phim này rồi. Lỗi của ngươi hết đấy. Điền thiên đảo chủ trả lời điền điềm phó đảo chủ, xin lỗi em gái, chỉ tại ta đây tâm huyết dân trào thôi mà. Đông phương tĩnh tuyết, đáng giận, ta bị Hoàng Sơn chân quân cấm nói trong nhóm cả tháng trời, bức bối quá đi mất. Ta chọn C, ta cảm thấy dù thế nào thì chắc thư hàng tiểu hữu cũng phải sống được đến lúc phim quay xong chứ bộ phim này chắc cũng phải hơn 3 ngày mới quay xong giờ đúng không? Mặt khác, phim có bài hát chủ đề chưa? Nếu chưa có thì ta nhiệt liệt đề cử bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc của Đậu Đậu nhé. Gần đây hôm nào ta cũng mở ra nghe mấy lần, nó tẩy não ghê lắm, cứ nghe xong là phải lẩm bẩm hát lại mới chịu được. Hoàng Sơn Trân Quân trả lời Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử, Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử, cô nghĩ là cô nói. Ở đây thì bản quân không nhìn thấy cô à bản quân nói cho cô hay, mặc kệ thư hàng tiểu hữu chết lúc nào chứ cô thì chết ngay là cái chắc rồi. Hoàng Sơn chân quân mệt tim quá, đông phương tĩnh tuyết tiên tử vốn là một tiên tử thục nữ thích chống tay lên cầm nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ kia. Thế mà sau khi gia nhập nhóm cửu châu số 1 thì hình tượng thay đổi cả 180 độ. Tam lãng, tất cả đều là lỗi của tam lãng. Đông phương tĩnh tuyết tiên tử trả lời Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhưng mà chân quân à, âm nhạc là tự do của thế gian, ngươi làm như vậy là bẻ cánh của âm nhạc đấy. Hoàng Sơn chân quân thở dài não ruột rồi trả lời, đông phương tĩnh tuyết tiên tử, bây giờ cô đang ở gần núi lửa Cleveland đúng không? Ban nãy bản quân nhìn vị trí của cô thì phát hiện ra cô cách bản quân không xa lắm đâu. Cô chờ đó, 5 phút nữa bản quân sẽ đến chỗ cô. Lần này thì đông phương tĩnh tuyết tiên tử sợ chết rét thật rồi, Hoàng Sơn tiền bối, kịch bản này không đúng sao ngươi lại ở gần ta thế? Xin lỗi, xin lỗi tiền bối mà, ta sẽ xóa ngay cái bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc đó đi. Xin tiền bối tha cho một con đường sống đi mà. Hoàng Sơn Trân Quân trả lời Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử, muộn rồi. Ba la đạo trưởng, dáng vẻ bạch tiền bối khi bị thương làm cho người ta tan nát cả ruột gan. Ta chọn đê, cực vị thư hàng tiểu hữu này không sống quá một ngày. Mặt khác, Bắc hà tán nhân à, bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc mà Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử vừa nói tìm ở đâu được nhỉ? Ta tìm không thấy đâu hết. Bác Hà Tán Nhân trả lời ba la đạo trưởng, ta không biết gì hết nhé. Đừng có kéo Lão Phu vào vụ này, Lão Phu không phải là cuồng đao tam lãng, cũng không phải đồng quái tiên sư thích tính quẻ bịp, Lão Phu còn lâu mới trả lời câu hỏi kia. Các tiền bối trong nhóm cửu châu số một đang lội nhóm bạn bè cũng không khác bắc Hà Tán Nhân cho lắm. Mà lúc này thì thư hàng tiểu hữu đã hóa đá rồi đứa ban nãy chạy lên đài diễn chung với bạch tôn giả là chính mình. Chính mình, chính mình ư. Còn đứa ngồi bên cạnh Bắc Hà tiền bối là con dối thế thân ư. Nói đùa à, làm sao mà thế được, cho dù hắn có căng thẳng đến mức nào, cũng không thể nhầm lẫn giữa vai trò chính phụ trong mối quan hệ giữa bản thể và con dối thế thân được chứ. Giống như một người đang chơi game vậy, làm sao mà nhầm lẫn giữa chính mình và nhân vật mình điều khiển cho được. Chuyện này phi khoa học, Chuyện này phản tu chân, nhất định là nhầm lẫn ở đâu rồi. Đúng lúc này thì thân hình Tống Thư Hàng hơi run lên. Trong túi thu nhỏ một tấc của hắn, con rối Mặc Môn không phát ra ánh sáng quỷ dị nữa. Và thế giới cảm quan của Tống Thư Hàng cũng trở lại bình thường. Lúc này đây, sắc mặt hắn trắng bệch ra. Ngóa nó, đúng là bản thân hắn thật. Chương 672, cầu cho linh quỷ của ta trở về bình an. Nói cách khác, Chính hắn vừa mới lên đài diễn cảnh, Tống thư hàng treo bạch tiền bối lên đánh, sao? Bây giờ Tống thư hàng tha thiết muốn có một người con gái tên là Tĩnh Lặng. Đừng ai hỏi cô ấy họ gì, cô ấy tên là một mình Tĩnh Lặng. Thấy Tống thư hàng ngây ra như phỗng, Tô thị A thập lục bèn bước tới an ủi hắn. "Thư hàng, thật ra ngươi không cần phải tuyệt vọng như thế đâu, nghĩ thoáng chút đi." Tống thư hàng gật đầu cứng còng. "Có lẽ chưa chắc người đã chết đâu." Tô Thị A Thập Lục nghĩ ngợi một tí rồi nói tiếp. Tuy là ban nãy người diễn cảnh treo Bạch Tôn giả lên đánh, thế nhưng đó là nhân vật do chính Bạch Tôn giả muốn diễn mà. Nếu nhìn từ một khía cạnh khác thì người đang hoàn thành tâm nguyện của Bạch Tôn giả, đang làm một việc khiến cho Bạch Tôn giả vui vẻ mà, không phải sao? Bắc Hà Tán Nhân nghe thấy thế thì xoa cằm tỏ vẻ đồng ý. Từ khía cạnh nào đó mà nói thì lời của Tiểu Thập Lục có lý lắm. Đến cả Thông Huyền Đại sư cũng gật đầu ra vẻ tán thành lệ chi tiên tử nói thế có khi thư hàng tiểu hữu không những không chết mà còn có thể gặp may nữa ấy lạc trần trân quân có lý hay là chờ bao giờ cảnh kia quay xong thư hàng tiểu hữu đi hỏi thử bạch tôn giả xem ngài ấy có vui không đi thế là có thể tính ra kết quả ngay nếu bạch tôn giả thấy diễn rất vui thì nói không chừng thư hàng tiểu hữu trúng mánh lớn rồi khi các đạo hữu đang trao đổi thì cảnh đầu tiên trong kịch bản đã quay xong các thành viên đoàn phim và các diễn viên bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Đạo diễn Jacob đang xem lại cảnh vừa rồi. Giang Tử Yên, Cổ Hồ Quan Trân Quân và Bạch Tôn giả lần lượt xuống khỏi đài luận võ. Thư hàng tiểu hữu, sống chết chỉ trông vào lúc này thôi đấy. Bây giờ ngươi đi hỏi Bạch Tiền Bối xem ngài ấy đóng phim có vui không? Các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 cổ vũ. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1, Tống Thư Hàng bước đến trước mặt Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối, ngài có hạnh phúc không? Hả? Bạch Tôn Giả nghe xong chẳng hiểu gì cả. À không phải, ý ta là khi quay phim ngài có vui vẻ không ấy? Tống Thư Hàng lại hỏi, Ừ, vui lắm. Bạch Tôn Giả mỉm cười. Quay phim với mọi người rất vui. Hơn nữa, nhân vật lăng giả này cũng làm cho ta nhớ lại nhiều chuyện cũ. Tóm lại là rất thú vị, rất mới mẻ giờ ta chỉ muốn quay ngay cảnh tiếp theo thôi tống thư hàng nghe đến đó thì cũng mỉm cười bạch tiền bối thấy vui là tốt rồi vậy thì cho dù hắn có lên đài đánh bạch tiền bối cũng là một trong những việc khiến cho ngài ấy vui vẻ tốt quá rồi thư hàng diễn không tồi cao mỗ mỗ thổ ba và ngư kiều kiều cũng đến bên cạnh tống thư hàng cao mỗ mỗ vỗ vai tống thư hàng mấy cái đoạn mày đánh tống bạch tiên sinh ban nãy quá là đặc sắc luôn Nhà y cũng nói mày diễn đại sư huynh đáng ghét kinh lên được, chỉ hận không thể nện cho mày một trận. Mày diễn cao thăng sư huynh như thật luôn rồi. May mà hắn không tự đi diễn cái nhân vật này, nếu không thì người bị nhà y căm ghét chính là hắn chứ ai. Bạn tốt Tống Thư Hàng, mày gánh nổi giỏi lắm. Tống Thư Hàng gượng cười. Mày có thu hoạch được gì không? Lúc trước hắn đã để ý thấy cao mỗ mỗ rất hay chú ý đến đạo diễn Jacob. Tao thấy rất có hứng với nghề đạo diễn. Cao Mỗ Mỗ nói nghiêm túc: "Cho nên tao đang nghĩ không biết có nên chuyển ngành sang học đạo diễn không đây." Tống Thư Hàng gạch nối: "Ha ha, tao đùa thôi, mà dù tao có muốn đi học đạo diễn thì bố tao cũng không cho. Nhưng mà tao thích viết kịch bản lắm, tao định theo thôn Vân đại sư học cách viết kịch bản làm sao cho đạo diễn họ vừa lòng. Thôn Vân đại sư cũng đồng ý sẽ dạy cho tao rồi." Cao Mỗ Mỗ nói. Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì lại xoa cằm suy tư. Cao mỗ mỗ, mày định đi tu à? phủi phui cái mồm mày, tao là dai có bạn gái nha, tu cái quần què. Cao mỗ mỗ la lên. Tao lại thấy mày nên xét tới việc làm đệ tử tục gia, thế thì mối quan hệ giữa mày và thôn vân đại sư sẽ gần hơn một chút. Tống Thư Hàng nói. Mày nói nghe cũng có lý đấy. Cao mỗ mỗ nói. Cơ mà thôi đi, tao chẳng thích thú gì với việc làm đệ tử tục gia của Phật môn cả. Tống Thư Hàng cười nhẹ. Bạch Tôn Giả và Giang Tử Yên đi tới chỗ đạo diễn Gia Cốp để xem lại cảnh vừa rồi. Tống Thư Hàng quay lại chỗ Bắc Hà Tiền Bối rồi nói. Bạch Tiền Bối nói ngài ấy rất vui vẻ khi quay phim, ngài ấy còn bảo quay phim rất thích, rất khoái nữa. Tô Thị A thập lục. Thế thì ngươi không cần lo đâu, ít nhất thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Lệ Chi Tiên Tử. Nói thế thì có khi Thư Hàng Tiểu hữu còn gặp may đấy. Bắc Hà Tán Nhân sáng ngời mắt lên có lẽ tống thư hàng tiểu hữu đã bắt đầu gặp may rồi cũng nên hay là chúng ta thử một chút đi cái này mà cũng thử được à tống thư hàng tò mò hỏi nếu muốn thử may mắn thì cách đơn giản nhất là bốc thăm hoặc là lắc xúc sắc có tiền bối đề nghị lạc trần chân quân hỏi ở đây có xúc sắc à làm mấy cái là được có gì khó khăn đâu định làm bằng vật liệu gì tuyết lang động chủ hỏi lệ chi tiên tử tuyết lang đạo hữu làm mấy cái bằng băng đi. Được, xem ta đây. Tuyết lang động chủ trà trà tay rồi hà một hơi khí vào giữa hai tay mình. Sau đó hắn lại xoa xoa hai cái nữa, khi hắn mở tay ra thì bốn chiếc xúc sắc sáng lấp lánh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn độ thuần thục của tuyết lang động chủ thì có vẻ hắn làm xúc sắc kiểu này rất thường xuyên. Chẳng lẽ tuyết lang động chủ là một con sói thích cá cược à? hay là vì tuyết lang động chủ có pháp thuật hệ băng tinh thâm nên mới có thể tạo ra xúc sắc thoải mái như thế. Lúc này, lệ chi tiên tử lấy một chiếc hộp nhỏ rồi rút ra một chiếc bút, vẽ những chấm tròn xinh xắn lên trên xúc sắc. Xong rồi, thư hàng tiểu hữu thử xem đi. Tuyết lang động chủ đưa xúc sắc bằng băng cho tống thư hàng. Đổ xúc sắc ra kết quả thế nào mới là may mắn nhỉ? Tống thư hàng hỏi. Ra đúng như người muốn là may mắn thôi, hay là thử đổ ra bốn cái bốn điểm đi. Tô Thị A thập lục nói. Tống Thư Hàng. Ừ, để ta thử xem. Hắn tùy tiện cho bốn viên xúc sắc vào tay lắc mấy cái rồi đổ xuống. Bốn viên xúc sắc bằng băng lăn trên mặt đất. Mấy giây sau, chúng dừng lại. Bắc Hà Tán Nhân. Bốn cái bốn điểm thật. Lệ chi tiên tử. Bắt đầu may thật rồi à. Một lần không đủ, có khi là trùng hợp đấy thư hàng tiểu hữu lắc ra bốn lục thử xem nào. Tuyết lang động chủ nói rồi còn đưa ra một ống lắc xúc sắc bằng băng. Tống thư hàng lấy ống lắc ra rồi thả bốn viên xúc sắc vào. Bốn lục à. Nói đoạn, hắn tiện tay lắc mấy cái. Một lát sau, khi mở ống lắc ra, bốn chiếc xúc sắc bên trong là bốn con lục tỏa sáng lấp lóe. Xem ra thư hàng tiểu hữu bắt đầu gặp may rồi. Tuyết lang động chủ nói. Thư hàng tiểu hữu hay bây giờ người ước gì đó thử xem. Bác Hà Tán Nhân đề nghị, bây giờ Tống Thư Hàng Tiểu Hữu đang được nữ thần may mắn phù hộ, hắn muốn xem thử Thư Hàng Tiểu Hữu sẽ may mắn tới mức nào. Ước gì à, ta ước Bắc Hà tiền bối có thể diễn cao thăng sư huynh thay ta nhé. Tống Thư Hàng nói, không được đâu. Bắc Hà tán nhân từ chối thẳng thừng. Nhưng người có thể ước cuồng đao tam lãng thử. Lúc trước Bạch Tiền Bối đã nói khí chất của cuồng đao tam lãng tiền bối không hợp với nhân vật cao thăng sư huynh này rồi. Tống Thư Hàng nói bất đắc dĩ. Thế thì tí nữa Tô Thị A thất đạo hiếu đưa đồng quái tiên sư về đấy. Đến lúc đó người ước đồng quái tiên sư thay người đi. Nếu đồng quái tiên sư dịch dung thành ngươi để lên đài thì chắc chắn là có thể làm một thế thân cực tốt. Bắc Hà Tán nhân lại đề cử tiếp, lệ chi tiên tử gật đầu đồng ý. Vụ này hay đó, nếu nói diễn viên đóng thế tốt nhất thế gian thì chắc chắn phải là đồng quái tiên sư rồi. Thuật dịch dung của hắn siêu ngầu, thích biến thành ai là biến được thành người đó. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi trong lòng. Tuyết lang động chủ. Nhưng kiểu ước này chắc là không được đâu. Hay là Thư Hàng tiểu hữu đổi nguyện vọng khác xem sao? Tống Thư Hàng nghĩ ngợi rồi thở dài và nói nghiêm túc. Nếu muốn ước điều gì thì, thực ra bây giờ ta có một nguyện vọng, đó là cầu cho linh quỷ của ta có thể sớm ngày trở về bình an. Bác Hà Tán Nhân tò mò. Linh quỷ ư, linh quỷ của thư hàng tiểu hữu bị làm sao? Khó trách lần này gặp thư hàng tiểu hữu hắn cứ thấy có gì đấy sai sai, thì ra là linh quỷ có vấn đề. Trước đó không lâu, linh quỷ của ta bị một vị đại năng dùng sức mạnh mượn đi. Sau này khi đại năng đó trả linh quỷ của ta về thì xảy ra sự cố. Bây giờ hình như linh quỷ đã bị nhốt trong một không gian đặc biệt nào đó rồi, ta không cảm ứng được vị trí của nó nữa, mọi liên hệ giữa ta và nó đều bị cắt đứt cả. Ta chỉ có thể cảm ứng được là nó vẫn còn sống thôi. Tống Thư Hàng ấn tay lên ngực. Linh quỷ là một phần của hắn đó. Sau khi mất đi linh quỷ, hắn vẫn không thể nào thích nghi được, cứ thấy trong người trống rỗng. Linh quỷ của hắn vất vả lắm mới tấn chức lên được linh quỷ cấp cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Nó đột nhiên biến mất làm cho hắn có chút không cam lòng nếu linh quỷ còn sống thì thư hàng tiểu hữu không cần lo lắng nhất định sẽ có cách tìm nó về thôi bác hà tán nhân an ủi nói đến linh quỷ linh quỷ mà cũng bị người khác dùng sức mạnh mượn đi được à bác hà tán nhân nghe thấy chuyện này lần đầu đấy tống thư hàng gật đầu một ngày nào đó hắn nhất định sẽ cứu linh quỷ về khi các đạo hữu đang nói chuyện thì chỉ có mỗi dược sư còn mân mê di động hắn đang nhắn tin trong nhóm bạn bè vì hắn đánh chữ quá chậm cho nên bạn bè người ta gửi tin xong, Hàn Huyên với nhau nửa ngày trời rồi hắn mới gửi được đi. Sau khi gửi xong tin trong nhóm bạn bè, Dược sư lại quay lại nhóm Cửu Châu số 1 theo thói quen. Lúc này trong nhóm Cửu Châu số 1 có tin nhắn mới. Là Tô Thị A thất gửi tin đến. Chương 673, đồng quái tiên sư, lệ chi tiên tử và con gái. Tô Thị A thất, nói cho mọi người một tin tốt đây, ta đã bắt được tên bói bịp kia về rồi trong quá trình bắt người đồng quái tiên sư không hề phản kháng bó tay chịu trói ta đưa hắn về ngay đây à đúng rồi ta còn đưa cả đậu đậu về nữa hoàng sơn chân quân ta đưa luôn đậu đậu đến đoàn phim nhé diệt phượng đạo hữu bảo muốn bắt nó diễn một nhân vật đúng không hoàng sơn chân quân trả lời rất đơn giản chuẩn tấu chân quân bây giờ đang bận lắm hắn bận tóm cổ đông phương tĩnh viết tiên tử tìm chết kia để cho đông phương tĩnh tuyết tiên tử biết thế nào mới là bẻ cánh âm nhạc, thực sự. Vậy ta đưa đậu đậu về cho. Tô Thị A à thất lại nói tiếp. Mặt khác, ta báo cho lệ chi tiên tử một tin tốt nữa này. A à, còng lệ chi tiên tử, khi ta đi bắt đồng quái tiên sư thì gặp một cô bé rất thú vị. Cô bé kia thú vị y như khốc lão nhân vậy. Đúng rồi, khốc lão nhân cũng đang ở bên cạnh ta đây. Hắn với tiểu cô nương này ở cùng nhau nhìn vui mắt lắm. P.S. Lệ chi tiên tử, tiểu cô nương này vẫn gọi đồng quái tiên sư là mẹ suốt đó. Lệ chi tiên tử trả lời. Thế thì liên quan gì đến ta? Gọi ta làm cái gì? Lúc trả lời, lệ chi tiên tử tự nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ tên đồng quái chết tiệt kia? Tô thị A à thất tươi cười rạng rỡ Bởi vì khi ta tìm thấy đồng quái tiên sư thì hắn đang dịch dung thành lệ chi tiên tử đấy. Ha 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 ha, cho nên nếu không có gì bất ngờ thì ta muốn chúc mừng lệ chi tiên tử đã có một đứa con gái. Phim trường, tên bói dởm, ta giết ngươi. Lệ chi tiên tử giận dữ, trong đôi mắt cười ngập tràn sát khí. Lần trước cô đã rộng lượng tha cho đồng quái tiên sư một lần, không ngờ đối phương được voi đòi tiên, tưởng cô dễ bắt nạt thật hả. Lần này cô nhất định sẽ không nương tay với tên bói bịp kia nữa. Các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một lần lượt lấy di động của mình để xem nhật ký chém gió trong nhóm. Đồng quái tiên sư lại tìm chết à. Lần này hắn chọc tức lệ chi tiên tử thật rồi, lệ chi tiên tử đang bùng nổ như một con mãnh thú sù lông kia kìa, đồng quái tiên sư phen này xong rồi. Bắc Hà Tán Nhân sờ sờ vòng hoa thuần trắng trong túi càn khôn. Mới đầu hắn chuẩn bị vòng hoa này là để dành tặng cho thư hàng tiểu hữu, thế nhưng bây giờ xem ra nên tặng nó cho đồng quái tiên sư thì thích hợp hơn nhiều không hổ là đạo hữu duy nhất có thể theo kịp tốc độ tìm chết của cuồng đao tam lãng trong nhóm cửu châu số 1. Gần đây năng lực tìm chết của đồng quái tiên sư tăng vọt, sắp cắn qua cả cuồng đao tam lãng luôn rồi. Tống Thư Hàng cũng lấy di động ra nhìn, đậu hóa, hắn vừa mới nhớ tới đồng quái tiên sư tiền bối xong. Thế mà việc đồng quái tiên sư giả trang thành lệ chi tiên tử đã bại lộ rồi sao? Cái người gọi đồng quái tiên sư là mẹ chắc hẳn là Diệp Sư Tỷ rồi. Tô Thị A thất tìm thấy Diệp Sư Tỷ, vậy hắn cũng đã vào bích thủy khác rồi sao? trong lúc tống thư hàng đang suy tư thì lệ chi tiên tử đã nhắn tin trong nhóm cửu châu số 1. a thất đạo hiếu hỏi nghiêm túc đây nếu muốn làm thịt đồng quái tiên sư thì phải đặt cọc bao nhiêu tô thị a thất cười đáp xin lỗi tiên tử chuyến này ta không giết người thế nện hắn gần chết bắt hắn một tháng không xuống được giường có được không lệ chi tiên tử nghiến răng nghiến lợi tô thị a thất nói thật Vụ này cũng không dễ lắm. Lần này khi tiếp xúc gần với Đồng Quái Tiên sư, Tô Thị A thất cảm ứng được dường như trên người Đồng Quái Tiên sư có chút vấn đề. Hắn đang ngầm áp chế thực lực. Nghĩ đến đầu tháng 9 Đồng Quái Tiên sư hẹn quyết đấu với Bắc Hà tán nhân trên Tử Cấm đỉnh, Tô Thị A thất đã suy đoán ra một chút rồi. Lệ Chi tiên tử, ai cần lửa giận ngút trời. Tô Thị A thất, Lệ Chi tiên tử đừng nóng bây giờ ta sẽ đưa tên bói bịp kia và đậu đậu về phim trường của Bạch Tôn Giả và Thư Hàng Tiểu Hữu Chẳng phải lệ chi tiên tử cũng đang ở đó hay sao? Ta sẽ đưa đồng quái tiên sư đến trước mặt cô, đến lúc đó chẳng phải cô muốn làm gì hắn thì làm sao? Tô Thị A thất nói tiếp. Ta ra tay dạy dỗ hắn làm sao mà sảng khoái bằng tiên tử tự mình ra tay dần cho hắn một trận được. Lệ chi tiên tử. Được rồi, A thất nói có lý lắm, bao giờ thì ngươi đến đây? Tô Thị A à Thất, đang chờ cô nương thú vị kia thu thập hành lý đi tới đoàn phim với ta đây. Tiểu cô nương, không phải cô bé gọi tên bói bịp kia là mẹ đấy chứ? Lệ chi tiên tử vội hỏi. Ừ, vì đồng quái tiên sư bị ta nhìn thấu thuật dịch dung nên đã thu hồi pháp thuật đó lại, dường như tiểu cô nương kia bị đả kích ghê lắm nên cứ khóc hoài. Đồng quái tiên sư đành phải hứa với cô ấy là sẽ đưa cô ấy đi tìm lệ chi tiên tử chân chính, chính là cô đó. Tô Thị A à thất giải thích gặp ta ư, tên ngu ngốc kia định bắt ta gánh nhỏ thay hắn đấy à. Lệ chi tiên tử giận điên người. Tô Thị A à thất bỏ lại một chàng cười xấu xa. Ha ha ha, Tống Thư Hàng xem tới đây thì cũng ngây ngẩn cả người. Diệp sư tỷ muốn rời bích thủy các đến hoa hạ sao. Nhưng trạng thái bây giờ của cô ấy rất bất ổn, cô ấy đang ở trạng thái linh quỷ đó. Nếu bị tu sĩ có tu vi cường đại phát hiện ra thì nói không chừng sẽ bị cưỡng chế khí ước mất trong một động phủ xa xôi bí ẩn thiết quái toán tiên đồ đệ yêu của đồng quái tiên sư lẳng lặng đặt di động của mình xuống sau đó hắn khăn gói quả mướp chuẩn bị di rời đến một động phủ khác kín đáo hơn một động phủ mà ngay cả thầy của hắn cũng không biết thiết quái toán tiên cảm thấy nguy cơ sâu sắc lần này sư phụ tìm chết quá đáng rồi châu bò đánh nhau rồi mũi chết thiết quái toán tiên cảm thấy mình là ruồi mũi còn sư phụ mình là châu bò bây giờ châu bò đang hút nhau túi bụi rồi hắn mà còn không trốn thì sẽ tan xác mất thôi. Đúng rồi, lúc trốn chạy phải hóa trang một tí, không để ai phát hiện ra hắn là thiết quái toán tiên mới được. Trong nhóm cửu châu số 1, Tô Thị A thất nói tiếp. A còng thư sơn áp lực đại, thư hàng tiểu hiếu, đừng có giả chết nữa. Tô Thị A thất. Ủa, không tác được, thư hàng tiểu hiếu lại đổi tên rồi à? Người vẫn chơi bảy đạo hiệu hả? Hôm nay tên là gì đấy? Thiện tâm tu sĩ tống thư hàng. A thất tiền bối, không phải là bảy đạo hiệu đâu. Chỉ là ta còn chưa quyết định được phải lấy cái nào trong bảy đạo hiệu này thôi. Tô thì a thất. Bá đao tống tam cũng được mà, lấy nó đi. T.T.S.S. Là tống nhất, tống nhất chứ. Tô thì a thất. Giống nhau cả ấy mà, nói thật, đọc tống tam còn thuận mồm hơn tống nhất ấy. Mặt khác, người nên xác định đạo hiệu nhanh đi ta thấy bây giờ trong nhóm cửu châu số một có nhiều đạo hữu gọi người là đạo hữu bảy đạo hiệu lắm rồi đấy. Cứ thế này thì đạo hiệu của ngươi sẽ thành bảy đạo hiệu cho mà xem, còn chẳng bằng cái tên thư sơn áp lực đại. Ít nhất cái tên kia nghe vào tai còn có tí phong cách của hành giả nho ra. Thiện tâm tu sĩ, gạch nối, lấy cái đạo hiệu là bảy đạo hiệu thì hắn khóc tiếng mán mất. Tô thì a à thất, không nói vấn đề bảy đạo hiệu này nữa, người cũng thôi giả chết đi ta nghe nói tiểu cô nương Diệp Tư này quen người phải không? Thiện tâm tu sĩ. Đúng vậy, Tô Thị A thất tiền bối. Tống Thư Hàng vừa nói xong thì đã thấy có ánh mắt sắc lẻm bắn lên người mình, chính là ánh mắt của lệ chi tiên tử. Thư Hàng tiểu hữu mau nói cho ta biết suốt cuộc tiểu cô nương Diệp Tư kia là ai. Lệ chi tiên tử nói rất nghiêm túc. Thực tế thì đây không phải là chuyện có thể giải thích bằng một hai câu ngắn ngủi nhưng ta có thể biết đại khái vì sao Diệp Sư Tỷ lại gọi lệ chi tiên tử do đồng quái tiên sư dịch dung là mẹ. Theo những gì chính Diệp Tư nhắc tới thì vẻ ngoài và khí thức của đồng quái tiên sư khi dịch dung thành cô làm cho cô ấy cảm thấy rất thân quen. Tống Thư Hàng giải thích. Lệ chi tiên tử. Thư Hàng tiểu hiểu, người đã biết việc này từ trước rồi sao? Khụ, không phải đâu, hôm trước ta cũng vừa mới biết thôi. Tống Thư Hàng gượng cười đáp. Lệ chi tiên tử cười ha hả, khoe ra với tống thư hàng một chiếc răng nanh sắc nhọn. Chốc nữa thư hàng tiểu hữu có thể kể với ta vài câu về chuyện liên quan đến Diệp Tư kia được không? Để cho lúc nào ta gặp cô ấy thì còn có chuẩn bị tâm lý từ trước ấy mà. Cứ nghĩ đến việc tí nữa Tô Thị A à thất đưa một cô bé về, rồi cô bé này gọi mình là mẹ, thì lệ chi tiên tử lại thấy nghẹn ứ trong lòng. Cho nên trước khi gặp cô bé kia, tiên tử phải chuẩn bị tam lý. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tô Thị A Thập Lục dựa vào một cây cột, vuốt di động bằng một tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng với ánh mắt nghi hoặc. Sau đó cô cười nhẹ, cô nghĩ về tính cách của Tống Thư Hàng và cả tình cảnh khi hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Trong nhóm cửu châu số 1, Tô Thị A Thất nói tiếp. A Còng Thiện Tâm Tu Sĩ, tiểu cô nương Diệp Tư này muốn đến Hoa Hạ, vừa để gặp lệ chi tiên tử, vừa là muốn gặp ngươi đấy. Thiện Tâm Tu Sĩ, Tô Thị A thất tiền bối, sợ các chủ có biết việc Diệp Sư Tỷ muốn đến Hoa Hạ không? Trạng thái của Diệp Sư Tỷ không ổn, sợ các chủ có đồng ý cho cô ấy đến Hoa Hạ không? Sợ các chủ không sợ cô ấy bị người khác khế ước à? Tuy ta không gặp sở các chủ nhưng bà ấy đã truyền lời nhắn qua kim đồng ngọc nữ cho ta, bảo là đồng ý để ta đưa tiểu cô nương Diệp Tư này đi rồi. Tô Thị A thất nói. Tống Thư Hàng nhìn thấy tin nhắn này thì gật đầu nếu sở các chủ đã đồng ý thì ắt sẽ có cách bảo vệ cô ấy không để cô ấy bị người ta khế ước một cách dễ dàng tô thì a à thất đúng rồi thư hàng tiểu hiếu sở các chủ còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi là bệnh tình của tiểu cô nương lý âm trúc mà ngươi đưa đến chỗ bà ấy chuyển biến xấu bà ấy hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm ra cách chữa trị hàn bệnh trong người cô bé đó ta hiểu rồi a à thất tiền bối ta sẽ mau chóng nghĩ cách tống thư hàng thở dài muốn chữa khỏi hàn bệnh trong người lý âm trúc thì phải chờ thất tu tôn giả đưa hắn đi gặp người thần bí bán mọi thứ rồi dùng linh thạch để mua bảo vật chữa bệnh hoặc là phải vào cấm địa của tán tu lý thiên tố cùng với bạch tôn giả tìm kiếm xem có cách trị liệu hay không thời gian chỉ có một năm hắn cần phải nhanh hơn nữa tống thư hàng cất di động đi rồi ngẩng đầu nhìn bạch tôn giả ở phía xa xa bạch tiền bối cầu ngài phù hộ cho con mọi việc đều thuận lợi chương 674, tiêu rồi, đại sư tỷ phải gả cho cuồng đao tam lãng rồi. Tô Thị A Thất đang đưa đồng quái tiên sư chạy tới. Ở phim trường, giá trị tức giận của lệ chi tiên tử đã lên mắc điểm, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các đạo hữu thương cảm cho đồng quái tiên sư không chấm một giây rồi lại thấy may mắn dâng tràn trong 5 phút. Rốt cuộc thì tên bói bịp này cũng sắp teo rồi, đáng mừng biết bao nhiêu. Bộ phim vẫn được tiến hành quay theo kế hoạch theo kịch bản thì trong cảnh tiếp theo nhân vật chính lang giả sẽ biết đại sư tỷ mộ dung họa sắp kết hôn mà tân lang không phải là hắn để rồi dẫn đến một loại tình tiết về sau trước khi quay cảnh thứ hai thì đạo diễn gia cốp lại bảo tống thư hàng lên đài diễn thêm mấy cảnh với bạch tôn giả cảnh thứ nhất bạch tôn giả mình đầy thương tích cuộn người như con tôm run rẩy không ngừng trông có vẻ vô cùng thống khổ tống thư hàng biến chỉ thành kiếm cười lạnh lùng lang giả đây mới là chỉ pháp chân chính nhớ cho kỹ lời dạy của sư huynh đi. Sau đó, Tống Thư Hàng xuống đài. Giang tử yên cô nương bước lên, yên lặng băng bó vết thương cho bạch tôn giả rồi an ủi dịu dàng. Cảnh thứ hai, bạch tôn giả lại mình đầy thương tích nằm trong một xó đài luận võ, tay nắm một cây côn đã gãy thành hai nửa, dường như là ngất đi rồi. Còn Tống Thư Hàng thì sách gậy cười tàn nhẫn rồi nghênh ngang xuống đài. Giang tử yên cô nương lên đài, tiếp tục lặng lẽ băng bó vết thương cho TBG. Cảnh thứ ba, bạch tôn giả ngã ngồi trên đất, tay che lên ngực, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Quyền pháp phải dùng như vậy, lăng giả, dạ. kẻ địch chân chính sẽ chỉ tấn công chỗ yếu hại của ngươi mà thôi. Ngươi thật yếu đuối. Tống thư hàng làm dáng cun ngầu rồi cười ha hả. Rồi lại đến lượt giang tử yên cô nương lên đài. Bát tí kiếm thánh cổ hồ quan chân quân vẫn khoanh tay trước ngực đứng ở một chỗ dễ thấy, làm một cái background ngầu lòi. Sau khi cắt nối biên tập, những cảnh quay này sẽ trở thành tình tiết, cao thăng sư huynh thường xuyên ngược đãi nhân vật chính Lăng Dạ, còn đại sư tỷ mộ dung họa trước nay vẫn luôn lặng lẽ ủng hộ Lăng Dạ, vừa chữa thương vừa an ủi hắn. Bây giờ Tống thư hàng cũng bất chấp hết, hắn cứ thế hùng hổ bước lên đài, không thèm dùng thế thân nữa. Sau khi quay xong chuỗi cảnh này, đạo diễn Jacob tuyên bố cho nghỉ ngơi một lát. Một lát sau họ sẽ quay ngay cảnh tiếp theo. Tống thư hàng Bạch Tôn Giả, Giang Tử Yên và Cổ Hồ Quan chân quân xuống khỏi đài luận võ. Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Bạch Tiền Bối, trạng thái ổn không? Ừ, cũng không tệ lắm. Bạch Tôn Giả gật đầu. Mới đầu ta thấy giả chết cũng hay, nhưng mà mấy cảnh sau đều nằm ở góc đài luận võ thì lại thấy hơi chan chán. Linh hồn diễn viên của Bạch Tôn Giả đang thiêu đốt hừng hực, ngài thích tình tiết kịch tính chứ không muốn cứ giả chết nằm mãi trên mặt đất may mà mấy cảnh này đã quay xong cả rồi tống thư hàng nói yên tâm đi bạch tiền bối mấy cảnh sau là để khảo nghiệm diễn xuất của ngài đấy trong cảnh tiếp theo là đại sư tỷ do giang tử yên diễn phải lấy người khác rồi đến lúc đó bạch tiền bối phải diễn được sự nóng vội và bất an đoạn này thử thách diễn xuất lắm đó yên tâm tình tiết đó không làm khó ta được đâu ta chỉ cần mô phỏng trạng thái đó trong đầu một chút nhập vai vào lăng dạ là diễn ra được ngay Bạch tôn giả tự tin nói. Xem ra bạch tiền bối có hứng thú rất lớn với diễn biến tiếp theo. Tống thư hàng gật đầu mỉm cười, sau đó bắt đầu rủa xả kịch bản của cao mỗ mỗ. Thực ra ta cảm thấy kịch bản này quá cẩu huyết, rõ ràng nam chính có thể đi quậy loạn hôn lễ của đại sư tỷ, đánh lui tình địch và trở thành thần tiên quyến lữ với đại sư tỷ cũng được mà. Phim vui vẻ thoải mái thế mới là loại mà ta thích. Quả nhiên ta vẫn thích loại hình tiểu thuyết và phim ảnh vui vẻ hơn. Tống Thư Hàng vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc lẹm bắn lên người mình. Đó là ánh mắt của Giang Tử Yên cô nương ở cạnh đó, trong con người của cô toát ra ánh tím đầu tà khí. Ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại hôn lễ của ta và dược sư. Giang Tử Yên nói thản nhiên, sau đó lại bổ sung thêm. Cho dù là trong phim cũng không được. Tống Thư Hàng, gạch nối, bạch tôn giả, gạch nối, cổ hồ quan chân quân gạch nối. Giang Tử Yên cô nương nghiêm túc quá đi. Có khi nào Giang Tử Yên cô nương sẽ biến hôn lễ trong phim này thành hôn lễ chân chính thuộc về cô và Dược sư không? Sau khi diễn xong bộ phim này, cô sẽ trở thành đạo lữ song tu của Dược sư Tiền Bối ư? Hóa ơi, nghĩ xong cảm thấy đúng là có khả năng này thật đấy. Trong lúc nghỉ ngơi, Tuyết Lang động chủ và người nhà của hắn bắt đầu lên sàn họ sẽ diễn đàn mãnh thú bạo loạn khiến cho nhân vật chính lang giả bị trọng thương trên đường tới hôn lễ của đại sư tỷ, làm cho quan hệ giữa nhân vật chính lang giả và đại sư tỷ trở thành có duyên mà không có phận, có tình nhưng không thể trở thành người một nhà. Dược sư cũng bị đám thợ trang điểm lôi đi hóa trang. Trong phòng hóa trang, mấy cô bé thợ trang điểm tháo hết quả đầu con nhím với một đống trang sức buồn cười trên đầu dược sư xuống, thả mái tóc dài buông xóa rồi dùng phấn che đi quầng thâm khóe mắt hắn sau khi làm xong mấy bước hóa trang trên thì mấy em gái thợ trang điểm ngây cả người. Cụm từ thích hợp nhất để hình dung dược sư lúc này chính là như hai người khác nhau. Đây là biến thân hả. Sau khi hóa trang xong, dược sư đi ra khỏi phòng hóa trang. Ủa, vị huynh đài này là ai thế? Bác Hà Tán Nhân nhìn vẻ ngoài của dược sư sau khi hóa trang thì ngẩn ra mà hỏi. Dược sư vốn cao khoảng 1m82, dáng người cao gầy, bây giờ hắn bỏ quả tóc kỳ quái buồn cười, để cho mái tóc dài xóa tung sau lưng, quần thâm trên mắt cũng được che đi, trở thành một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Ha ha! Dược sư cười ngượng ngùng. Bác Hà Huynh, là dược sư đây chứ ai? Nụ cười của dược sư như gió xuân phả vào mặt, hắn vốn là một tu sĩ tính tình ôn hòa, cười lên một cái ấm như nắng. Bác Hà Tán Nhân, gạch nối, dược sư ư, lệ chi tiên tử trợn to đôi mắt, tuyết lang động chủ người người Đúng là dược sư rồi, chẳng lẽ đây là sức mạnh của trang điểm à? Các đạo hữu khác trong nhóm cửu châu số 1. Gạch nối chấm. Có lẽ cuối cùng thì họ cũng hiểu vì sao Giang Tử Yên lại giấu vẻ ngoài thực sự của dược sư đằng sau mái tóc kỳ lạ và quầng mắt thâm xì kia, y như là đề phòng trộm cướp rồi. Hóa ra dược sư là kiểu chàng trai ấm áp tiềm tàng. Vẻ ngoài này kết hợp với thuật luyện đan cao thâm, tuyệt đối sẽ khiến hắn trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí đạo nữ song tu của rất nhiều nữ tu. Ta thấy sau khi bộ phim này được chiếu thì dược sư sẽ nhận được cả đống phi kiếm gửi thư tình mất. Lệ chi tiên tử xoa cầm cảm thán. Lệ chi tiên tử động lòng à. Tuyết lang động chủ hỏi. Đáng tiếc, dược sư đạo hữu không phải loại hình yêu thích của ta. Thế nhưng nhìn từ góc độ của một nữ tu thì dược sư đạo hữu nằm trong thích tiêu thụ tốt đấy. Lệ chi tiên tử khẳng định chắc nịch dược sư gãi đầu cười ngượng ngùng hắn không quen để các đạo hiếu bình luận về vẻ ngoài của mình rất mất tự nhiên cứ như hắn đã trở thành tình nhân của đại chúng rồi vậy dược sư dõi mắt tìm kiếm bóng dáng giang tử yên theo bản năng và hắn nhanh chóng tìm thấy giang tử yên ở cửa một phòng hóa trang khác cô đang cúi đầu lúi húi nghịch điện thoại giang tử yên cũng cảm nhận được ánh mắt của dược sư cô ngẩng đầu lên mỉm cười với dược sư đã hóa trang xong sau đó lại tiếp tục bấm di động cô đang liên hệ với một đạo hữu khác cuồng đao Tam Lãng. Giang Tử Yên, Tam Lãng, đến chưa? Chuẩn bị hết những thứ mà ta muốn chưa? Cuồng đao Tam Lãng, hợp tác với ta thì cô cứ yên tâm đi, tiên thường nam nữ dùng trong bái đường, đèn đuốc nến sáp, câu đối vui vẻ ta đều chuẩn bị xong hết rồi. Xem cuộc đối thoại này thì hình như Giang Tử Yên đã hợp tác với cuồng đao Tam Lãng, còn âm thầm thả cuồng đao Tam Lãng ra nữa. Giang Tử Yên người ta muốn mời thì sao cuồng đao tam lãng ai cần cười nhe răng yên tâm luôn đi ta đã đưa cha mẹ của dược sư đạo hữu đến rồi ta quen thân với cha hắn lắm đó sang tử yên hợp tác vui vẻ cuồng đao tam lãng hợp tác vui vẻ chờ bao giờ ta đưa cha mẹ của dược sư đến thì cô nhớ đưa thuốc giải cho ta đó sang tử yên ta chuẩn bị xong rồi chỉ chờ ngươi đến sẽ đưa cho ngươi ngay cuồng đao tam lãng thế thì tốt quá, à đúng rồi, Giang Tử Yên cô nương, ta vừa nhìn thấy mọi người nói trong nhóm cửu châu số 1, bộ phim của Bạch Tôn Giả đang quay rồi à. Có còn nhân vật nào chống không? Giang Tử Yên, đáng tiếc quá, có bao nhiêu nhân vật đều bị mọi người ôm hết rồi. Cuồng đao tam lãng, hết cả nhân vật lâu la chạy chân luôn à, mọi người sắp diễn cảnh hai phải không? Ban nãy ta xem kịch bản rồi, cái tên nhân vật quần chúng mật báo cho nhân vật chính lăng dạ biết đại sư tỷ sắp kết hôn cũng có người ôm rồi à? Giang tử yên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Ta nhớ hình như là cấp dưới do linh điệp tôn giả phái tới phụ trách vai này thì phải. Người muốn diễn nhân vật này hà Nhân vật này chỉ nói có mấy câu mà cuồng đao tam lãng cũng muốn hay sao? Vai đó đi, ta chỉ cần lộ cái mặt là được. Dù sao đây cũng là hoạt động lớn của nhóm cửu châu số 1, làm sao có thể thiếu lãng mỗ ta đây? chỉ cần để ta lộ cái mặt cho có vẻ hòa nhập cộng đồng là được. Cuồng đao tam lãng cười ha hả. Giang tử yên nói, vậy thì tốt nhất là đến đây trong vòng 3 phút đi, sắp sửa quay cảnh thứ hai rồi. Vai đó là vai quần chúng thôi, người nói với đám cấp dưới của linh điệp tôn giả một tiếng là nhận được ngay. Cuồng đao tam lãng, không thành vấn đề, cam đoan sẽ đến trong vòng 3 phút. 5 phút sau, máy quay khởi động, các đạo cụ chuẩn bị xong xuôi. Đạo diễn Jacob: Action. Công tác quay phim tiếp tục. Bối cảnh lần này chuyển tới ven hồ. Nhân vật chính Lăng Dạ do Bạch Tôn giả diễn đang luyện kiếm bên bờ hồ. Lác đác lá rơi, đạo bào bay múa, kiếm khí tung hoành. Tuy không phải là môn kiếm pháp nào, thế nhưng Bạch Tôn giả chỉ cần múa vài đường tùy tiện thì đã mang đến cảm giác thanh thế kinh người, như là tiên nhân múa kiếm vậy. Đạo diễn Jacob và thành viên đoàn phim nhìn thấy cảnh tượng múa kiếm này thì đều hết lời ca ngợi trong lòng một phút sau ống kính kéo ra xa một đệ tử mặc đạo bào không vân phái vội vàng chạy tới đệ tử này chính là sư đệ chạy tới báo tin đại sư tỷ sắp kết hôn cho nhân vật chính lăng dạ biết khi đệ tử báo tin này lên sàn thì các tiền bối trong nhóm cửu châu số một đều mở to hai mắt tam lãng bắc hà tán nhân nói ơ kìa tam lãng đạo hiếu lệ chi tiên tử cũng thốt lên sao cuồng đao tam lãng lại xuất hiện ở đây Chẳng phải hắn đã bị dược sư treo ngược lên cha tấn rồi à? Tống thư hàng cũng ngu mặt ra. Tam lãng tiền bối đến từ lúc nào thế? Lúc ở trên tiên thuyền có thấy cuồng đao tam lãng tiền bối đâu nhỉ? Các đạo hữu khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía cuồng đao tam lãng, chẳng lẽ dược sư và giang tử yên cô nương đại nhân đại lượng thả cuồng đao tam lãng ra rồi à? Thế nhưng lúc này dược sư và giang tử yên không có ở đây. Bọn họ đang ở trong một tòa lầu lớn để bố trí bối cảnh hôn lễ, sau khi bên này quay xong thì sẽ vào đó để quay cảnh hôn lễ của Đại sư Tỷ Mộ Dung Hỏa và Phong Xuyên Tử. Cho nên mọi người vẫn không biết là cuồng đao tam lãng trốn ra hay được dược sư thả ra. Trong lúc các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đang suy tư thì bộ phim vẫn tiếp tục quay. Cuồng đao tam lãng thở phì phò chạy tới bên cạnh bạch tôn giả. Không ổn rồi, không xong rồi. Lăng dạ sư huynh, không hay rồi cuồng đao tam lãng thở hồng hộc chống tay lên đầu gối khi nói thì thở chẳng ra hơi diễn xuất không tồi cuồng đao tam lãng muốn diễn nghiêm túc thật hả bạch tôn giả thu kiếm tuy ngài cũng không hiểu vì sao cuồng đao tam lãng lại diễn vai siêu phụ này nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi hơn nữa dù sao cũng chỉ là một nhân vật siêu phụ mà thôi ai nhận cũng thế không phá rối là được rồi nhân vật chính lăng dạ do bạch tôn giả diễn lên tiếng hỏi Lăng sâm sư đệ, không cần vội, có chuyện gì thì từ từ nói. Lăng giả sư huynh, hộp hộp, không xong rồi, mộ dung hỏa sư tỷ sắp kết hôn rồi, sắp gả cho người khác rồi. Cuồng đao tam lãng nôn nóng muôn phần. Sư tỷ sắp lấy người khác sao? Lăng giả sững sờ, mãi một hồi lâu sau mới hồi thần. Chỉ dùng một biểu cảm, bạch tôn giả đã bộc lộ được hết thảy nội tâm của lăng giả. Đúng vậy, ba ngày nữa, hôn lễ tổ chức ngay vào ba ngày nữa đó cuồng đao tam lãng nói. Lăng dạ sốt ruột, lăng sâm sư đệ, mộ dung hỏa sư tỷ phải lấy ai? Sư tỷ phải lấy một kẻ có đạo hiệu là cuồng đao tam lãng đó. Cuồng đao tam lãng nói nghiêm túc như thật. Ta gặp tên cuồng đao tam lãng đó rồi, đẹp trai lắm luôn. Lăng dạ sư huynh, mau nghĩ cách đi, nếu không ba ngày sau mộ dung hỏa sư tỷ phải lấy tên cuồng đao tam lãng kia thật đó. Há há há, Giang Tử Yên cô nương, cô ngây thơ quá rồi dám bóp mồm lãng mỗ đổ vào một đống thuốc trị tìm chết đáng ghét, còn dám treo ngược lãng mỗ lâu như vậy. Lãng mỗ không có dễ chọc đâu. Có thù không báo thì không phải là tam lãng. Chẳng phải cô muốn được lấy dược sữa ở trong phim sao. Lãng mỗ sẽ bắt cô lấy phải cuồng đao tam lãng. Ha ha ha. Bạch tôn giả. Gạch nối. Tống thư hàng. Gạch nối. Tô thị A thập lục. Gạch nối. Bắc Hà Tán Nhân. Gạch nối. Các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1. Gạch nối. chương 675, đến đây đi, không cần thương tiếc ta. Chắc là bây giờ đạo diễn Gia Cốp sẽ hô cắt đúng không? Bởi vì tình tiết phim đã bị cuồng đao tam lãng sửa nát mất rồi. Thế nhưng đạo diễn Gia Cốp lại không hô cắt. Bởi vì đạo diễn Gia Cốp cảm thấy tên quần chúng mới chui ra này diễn rất tuyệt. Rõ ràng chỉ là vai tôm tép với vài lời thoại, thế nhưng diễn xuất lại rất xuất thần. Tuy là hắn đọc sai lời thoại, đạo diễn Jacob là một người rất tinh thông văn hóa Trung Quốc, cho nên hắn nghe hiểu hết lời thoại phim. Hắn biết là vai quần chúng kia đã đọc sai tên người đàn ông mà Mộ Dung Họa sư tỷ phải lấy rồi. Thế nhưng không sao cả, chỉ cần biểu cảm đúng là ok. Phối âm của bộ phim có thể sửa đổi trong quá trình hậu kỳ sau khi quay xong mà. Đây lại là một vai quần chúng nho nhỏ mà thôi, tiện tay tìm bữa ai lồng tiếng lại mà chẳng được. Hơn nữa tên quần chúng này chỉ đọc sai có mỗi một cái tên mà thôi, khẩu hình của lời thoại khác đâu có sai, thế này lồng tiếng lại càng tiện. Diễn viên người ta chỉ đọc 1 triệu 234.567 mà hậu kỳ còn có thể lồng tiếng thành đủ kiểu lời thoại phấn khích nữa là, thế này thì có xá gì đâu. Cho nên cảnh này có thể quay tiếp được. Chỉ cần vẻ mặt của vai quần chúng này không sai thì không có vấn đề gì. Đạo diễn Jacob quyết định giữ tên quần chúng xuất thần này lại. Người am hiểu việc tìm chết thì đều có chỗ xuất thần, này thì không thể phủ nhận được. Nếu đạo diễn Jacob đã không hô cắt thì cứ thế mà quay tiếp thôi. Bạch tôn giả lại nhập vai trong chớp mắt, đại sư tỉ mộ dung họa lấy cuồng đao tam lãng thì cứ lấy cuồng đao tam lãng đi, dù sao đây cũng là vấn đề giữa sược sư và giang tử yên mà. Ngay sau đó, vẻ mặt của bạch tôn giả lại càng nôn nóng hơn. Lăng sâm, bây giờ mộ dung họa sư tỷ đang ở đâu? mau dẫn ta đi gặp cô ấy lăng dạ sư huynh ta vừa mới ở chỗ mộ dung họa sư tỷ về đây bây giờ chỗ tỷ ấy toàn người là người chỉ sợ trước khi tỷ ấy gả cho cuồng đao tam lãng thì lăng dạ sư huynh không thể gặp được đâu thế nhưng sư tỷ đã bảo ta mang một phong thư đến cho huynh đây cuồng đao tam lãng dùng diễn xuất nhập thần diễn ra nội tâm nôn nóng vô vàn của vai quần chúng hắn luống cuống tay chân moi một bức thư trong lòng mình ra đưa cho lăng dạ sư huynh Bạch Tôn giả nhận lấy phong thư ấy. Đạo diễn Jacob vung tay lên, ống kính chiếu thẳng vào mặt Bạch Tôn giả rồi chuyển tới bức thư trong tay ngài. Nếu quân không từ không bỏ, ta ắt sinh tử không rời. Mỗi chữ của sư tỷ đều như khắc sâu trong tờ giấy, lời lẽ không nhiều nhưng đã đủ để gửi gắm tâm tư cho lăng giả. Ba ngày sau hôn lễ sẽ diễn ra, đại sư tỷ mộ dung họa muốn lăng giả tới. Chỉ cần hắn đến, thì cho dù tất cả người trong thiên hạ đều ngăn cản, cô cũng sẽ bái đường thành thân với hắn. Hết thảy tâm ý của sư tỷ đều nằm cả trong bức thư này. Ông kính lại chuyển lên người bạch tôn giả. Bạch tôn giả nắm chặt bức thư, vẻ mặt kiên nghị. Ba ngày sau, dù hai chân có gãy ta cũng phải bỏ đến hôn lễ ấy. Lăng sâm, cảm ơn ngươi đã mang phong thư này đến cho ta. Thật sự cảm ơn ngươi. Bạch tôn giả nói, ta cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi cuồng đao tam lãng lộ vẻ cô đơn rồi nói một câu đầy cảm thán. Màn ảnh kéo ra xa xa, chiếu xuống mặt hồ trong veo gợn sóng. Gió nhẹ thổi qua, lá rụng lả tả. Nhân vật chính lăng giả do bạch tôn giả diễn một tay nắm chặt phong thư, một tay cầm kiếm, đạo bào và mái tóc đen dài tung bay trong gió. Lăng sâm do cuồng đao tam lãng diễn mang vẻ mặt cô đơn đứng đối diện với bạch tôn giả. Cuồng đao tam lãng là một gã đàn ông ngông cuồng, nếu hắn không tìm chết mà lẳng lặng đứng đó thì cũng rất đẹp trai. Giờ này khắc này, hình ảnh trong ống kính hoàn toàn có thể cắt ra làm poster được. Đạo diễn Jacob cảm thấy lấy hình ảnh này để kết cảnh là quá đẹp rồi. Cát, cảnh phim thứ hai đã hoàn thành. Tiếp theo phải đổi bối cảnh để quay tình tiết lăng giả bị mãnh thú tấn công. Mọi người nghỉ ngơi một lát nhé, tí nữa sẽ quay cảnh tiếp theo. Tống Bạch Tiên Sinh, diễn xuất của anh quá xuất sắc luôn. Còn vị tiên sinh Diễn Lang Sâm này nữa, anh diễn xuất có hồn như thế mà lại đi đóng vai phụ qua đường thì quả là đáng tiếc." Đạo diễn Jacob nói nhiều một câu hiếm thấy. Bạch Tôn giả mỉm cười. Cuồng Đao Tam Lãng cười ầm lên đắc chí. Sau đó Bạch Tôn giả thu kiếm lại rồi vẫy tay với Cuồng Đao Tam Lãng. Thế rồi ngài lại vẫy tay với cả nhà Tuyết Lang động chủ, chuẩn bị đi tới bối cảnh tiếp theo với họ. Cuồng Đao Tam Lãng thấy Bạch Tôn giả xoay người định đi thì kêu lên: ủa bạch tôn giả chờ một tí bạch tôn giả quay lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu bạch tiền bối à không phải ngài nên dùng một cây phi kiếm dùng một lần để tống ta lên trời sao ta tìm chết phá nát cả tình tiết phim rồi chắc là bạch tiền bối không vui đâu đúng không cuồng đao tam lãng nhắc nhở bạch tôn giả một cách đầy thiện ý đến đây đi đừng tiếc thương ta phi kiếm dùng một lần hãy đưa ta lên trời đi cho dù là lưu tinh kiếm bản chỉnh sửa dùng một lần thì ta cũng không sợ. Cuồng đao tam lãng không biết sợ hãi. Vì sao cuồng đao tam lãng hắn có thể liên tục tìm chết mà không chết thật? Thứ nhất, hắn có nguyên tắc quá tam ba bận làm trụ cột. Chỉ cần khắc chế được điểm này là có thể tránh được kết cục đi đời nhà ma. Đương nhiên là đôi khi hắn cũng không kìm chế được, bất cần tìm chết quá ba lần, vậy phải làm thế nào? Không sao, còn có điều thứ hai. Thứ hai. Mỗi khi hắn phát rồ lao đầu tìm chết thì sẽ luôn để lại một đường lui cho mình. Ví dụ như khi đem Tô thị A Thất, Dược sư và Giang tử Yên đi chôn thì hắn đã khéo léo chôn Giang tử Yên và Dược sư vào cùng một mộ. Thế là hắn đã biến Giang tử Yên thành một đường lùi. Mà lần này khi lao đầu tìm chết thì đường lùi của hắn chính là Bạch Tôn giả. Phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả, tốc độ cao, hiệu suất cao, ai dùng đều biết. Lần này hắn tùy ý phá hư tình tiết phim chắc chắn là bạch tiền bối sẽ không vui đúng không? bạch tiền bối mà không vui thì sẽ tống hắn lên phi kiếm dùng một lần, thậm chí còn có thể là lưu tinh kiếm dùng một lần nữa ấy chứ. tốc độ của phi kiếm dùng một lần quả thực là siêu ngầu, véo, một cái là có thể đưa hắn đi xa cả ngàn dặm rồi. đến lúc đó, dù là dược sư, giang tử yên hay tô thì a à thất cũng đừng mơ mà đuổi kịp hắn, cứ ở sau mông hắn mà hít bụi đi. khi cách xa một khoảng an toàn rồi, hắn sẽ chạy vào vũ trụ khi đó thì cả đám muốn tìm hắn còn khó hơn lên trời. Dù Giang Tử Yên cô nương có tính toán tỉ mỉ thế nào thì cũng không thể tính ra được nước này đúng không? Cô cho ta thuốc giải ngay sau khi ta đưa cha mẹ của dược sư đến đây, chính là sai lầm lớn nhất của cô luôn đấy, Giang Tử Yên cô nương. Cô cứ ôm theo niềm hối hận vô bờ mà gả cho cuồng đao tam lãng ở trong phim đi. Mua ha 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 ha. Hả, sao ta lại phải cho người phi kiếm dùng một lần? bạch tôn giả hỏi ngược lại hiếu kỳ lắm ơ ờ, cuồng đao tam lãng đớ ra bạch tiền bối ta phá phim mà ta phá tan bộ phim của ngài mà ngài không tức giận sao nói thật là lúc đầu thì ta hơi ngạc nhiên nhưng ta không giận mà còn cảm thấy khá thú vị ấy chứ bạch tôn giả trước mắt một cái rồi nói tiếp hơn nữa chẳng phải ban nãy đạo diễn đã nói rồi sao tam lãng đạo hiếu diễn rất tuyệt rất có hồn đến đạo diễn còn khích lệ ngươi Ta cũng cảm thấy người diễn ổn đấy. Cuồng đao tam lãng choáng váng. Gạch nối. Đừng mà, bạch tiền bối, sao ngài không ra bài theo lẽ thường vậy? Hơn nữa, nguyên nhân cuối cùng là tại chính ta à? Ta diễn xuất sắc á, có hồn á, còn được bạch tôn giả và đạo diễn gia cốp khích lệ và công nhận á. Thế nên bạch tôn giả không những không giận mà còn thấy thú vị sao? Sao lại thế được cơ chứ? nếu không được phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả đưa đi thật xa thì hắn xong phim là cái chắc tốc độ ngự đao phi hành của hắn cũng nhanh đấy nhưng trong nhóm cửu châu số một còn có mấy người nhanh hơn hắn nữa kìa xong phim xong phim thật rồi so với dược sư giang tử yên cô nương càng đáng sợ hơn không được phải nghĩ cách thôi phải mau nghĩ cách thôi chuyện tới nước này rồi đành dùng thủ đoạn cuối cùng thôi cuồng đao tam lãng nhìn về phía bạch tôn giả nếu tội phá hoại bộ phim không đủ để Bạch Tôn Giả dùng phi kiếm dùng một lần thì đưa hắn đi, thì hắn đành tìm chết thêm lần nữa vậy. Bạch Tiền Bối, Cuồng Đao Tam Lãng gọi. "Hả, còn chuyện gì nữa à?" Bạch Tôn Giả nhìn về phía Cuồng Đao Tam Lãng với ánh mắt hiếu kỳ. "Bạch Tiền Bối, ngài buộc tóc hai bím đáng yêu nhất luôn đó." Cuồng Đao Tam Lãng gào toáng lên. "Ngài để tóc bánh bao cũng siêu đẹp luôn, ta thích lắm." ta sẽ rửa hai tấm ảnh ấy ra cỡ người thật rồi treo trong phòng mình. các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một sợ ngu người. tuyết lang động chủ tam lãng điên rồi hà dám lôi tóc hai bím của bạch tôn giả ra đùa hà lệ chi tiên tử hình như tam lãng có mưu đồ gì đó. bắc hà tán nhân ta đoán là hắn cố ý đấy. tô thị a à thập lục nhưng mà cứ thế này thì chắc là cuồng đau tam lãng tiền bối sẽ chọc giận bạch tiền bối nhỉ mọi người thi nhau đoán giả đoán non. Thế nhưng bạch tôn giả lại chỉ gật đầu. Cảm ơn đã khen ngợi. Sau trận mưa sao băng phi kiếm một lần trên đoạn tiên đài, thì bạch tiền bối đã không còn để ý đến sự kiện mim bạch tiền bối nữa. Nói cách khác, bạch tiền bối đã miễn dịch với sự kiện mim bạch tiền bối rồi. Cho dù các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một nhắc tới việc này thì bạch tôn giả cũng chỉ cười cho qua thôi. Cuồng đao tam lãng, gạch nối, đơ phắc, Hôm nay bạch tiền bối uống nhầm thuốc à? Sao hiền lành thế? Bạch tiền bối mỉm cười, nụ cười tươi rói ấm áp lòng người. Cuồng đao Tam lãng tha thiết hước ao ngài dùng phi kiếm dùng một lần tiến hắn một đoạn đường, chẳng phải là muốn nhân cơ hội chạy trốn khỏi cơn giận của Dược sư và Giang Tử Yên hay sao? Làm sao Bạch tôn giả có thể cho hắn phi kiếm dùng một lần vào lúc này được cơ chứ? Tam lãng đạo hiếu. Lúc này Diệt Phượng công tử bên cạnh hắn lắc lắc cái di động trong tay ta đã báo cho Dược Sư và Giang Tử Yên cô nương rồi nhé. Không cần cảm ơn ta đâu, ta là Diệt Phượng thích giúp người làm vui. Diệt Phượng công tử, ông nhớ mặt ngươi. Cuồng đao tam lãng gào lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 45.